Lương Lập Nam kết quả kiểm tra đã ra tới, xương sườn gãy mất 3 cây, xương mác đoạn mất 2 nơi, xương cổ tay cũng có gãy xương, trên thân sát nhập nhiều chỗ ngoại thương, liền trước mắt thương thế mà nói, đối phương tạo thành tổn thương tội. Khoa chỉnh hình đã vì Lương Lập Nam làm tốt cố định, bởi vì xương mác nhiều chỗ gãy xương, bác sĩ đề nghị sớm làm giải phẫu. Lương Thụ Đức nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy nhi tử hình dạng lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi biểu thị muốn đánh người người trả giá đắt, nhất định phải đem Lý Truyện Tông một đám đưa vào ngục giam. Lương Lập Nam lúc này ngược lại bình tĩnh lại, hắn khuyên phụ thân không nên kích động, chuyện này tốt nhất đừng để mẫu thân cùng muội muội biết, vừa mới hắn liền nhận được tổng giám đốc trợ lý Triệu Như Lan điện thoại, Triệu Như Lan biểu thị lập tức tới ngay nhìn hắn. Lương Lập Nam phi thường rõ ràng Triệu Như Lan là tới bàn điều kiện, hôm nay chuyện này sau khi phát sinh, hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn rõ ràng chính mình không thể trêu vào Lý Truyện Tông, hôm nay xúc động rất có thể sẽ đem công tác của hắn cùng tiền đồ hủy đi. Hắn thậm chí hối hận áp dụng phương thức như vậy đi tìm Lý Truyện Tông lý luận, nhưng chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện, hắn cũng không biết phải làm thế nào kết thúc. Đem Lý Truyện Tông đưa vào ngục giam, hắn không nghĩ tới, nhưng là hắn nghĩ tới nếu như làm như vậy hậu quả. Lương Thụ Đức thấp giọng nói, ta trưng cầu ý kiến qua luật sư bằng hữu, liền ngươi hiện ở loại tình huống này, bọn hắn đã tạo thành tổn thương tội, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Lương Lập Nam mím môi. Lúc này Triệu Như Lan đến. Triệu Như Lan cầm một bó hoa tươi đi vào phòng bệnh, mang theo đau lòng biểu lộ Tiểu Lương, ta vừa mới nghe nói chuyện của ngươi, cái này từ công ty chạy tới. Ánh mắt của nàng rơi ở một bên Lương Thụ Đức thân bên trên, vị này là Lương Thúc Thúc đi, người tốt. Triệu Như Lan chủ động hướng Lương Thụ Đức vươn tay, Lương Thụ Đức không có đưa tay, hắn biết đối phương lập trường, hắn không muốn cùng người Lý gia có bất kỳ tiếp xúc. Mình một đôi nhi nữ đều tại người Lý gia trên tay ăn lớn thua thiệt. Triệu Như Lan cười cười, đem trong tay bó hoa kia cắm ở trong bình hoa, nói khẽ ngươi cùng chuyện tông tốt như vậy quan hệ thế mà cũng sẽ giận dỗi. Lương Thụ Đức lạnh hừ một tiếng, đây không phải giận dỗi, là Lý Truyện Tông tụ tập một đám người đem nhi tử ta đánh. Triệu Như Lan nói, Lương Thúc Thúc, ta không tại hiện trường, đối tình huống cũng không hiểu rõ, lúc ấy người ở đây sao? Lương Thụ Đức bị nàng hỏi được sửng sốt một chút, hắn tự nhiên là không có ở đây, bỗng nhiên ý thức được nữ nhân này trong lời nói có hàm ý, nàng ở trong tối đâm đâm nói mình không ở tại chỗ không quyền lên tiếng. Lương Lập Nam nói, Triệu tỷ, người trở về đi, ta cùng chuyện của hắn đã giao cho cảnh sát xử lý. Triệu Như Lan thở dài nói, các ngươi như thế bản thân làm sao đến mức nháo đến trình độ như thế. Lương Thúc Thúc, ta có mấy câu muốn đơn độc cùng Tiểu Lương nói chuyện, người nhìn là có rãnh hay không? Lương Thụ Đức nhìn thoáng qua nhi tử, Lương Lập Nam nhẹ gật đầu, Lương Thụ Đức đành phải đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Triệu Như Lan cùng Lương Lập Nam hai người. Lương Lập Nam ngữ khí kiên định nói, chuyện này ta sẽ không dễ dàng được rồi, Lý Truyện Tông lừa gạt muội muội ta tình cảm, còn dẫn người vây đánh ta, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Triệu Như Lan nói khẽ ta hôm nay cũng không có gì không phải a vì hắn biện hộ cho, ngươi tới công ty mặc dù thời gian không dài. Nhưng ta một mực thưởng thức năng lực của ngươi, Tiểu Lương, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi cuối năm liền muốn thăng nhiệm bộ môn quản lý. Lương Lập Nam nói, ta không có thèm, nhưng trong lòng lại đập bịch bịch, quản lý chi nhánh, một mực là hắn tha thiết ước mơ chức vị, nghĩ lại, mình cùng Lý Truyện Tông náo đến bây giờ tình trạng này, đã không có nhưng có thể tiếp tục lưu lại đức ngân công việc. Triệu Như Lan nói, kỳ thật yêu đương bên trong nam nữ trộn lẫn cãi nhau đánh cực khí đều là chuyện thường xảy ra. Chớ nhìn bọn họ hôm nay chia tay, chưa chừng ngày mai lại hòa hảo. Lương Lập Nam cắn môi một cái, muội muội cùng Lý Truyện Tông tuyệt không phải hờn dỗi, nếu như không là bị thiên đại ủy khuất, nàng làm sao có thể lựa chọn lại tự sát. Triệu Như Lan thở dài nói, Lý Tổng cũng không biết chuyện này, hắn gặp qua Lập Hân, còn thích vô cùng nàng, không phải ta nói ngươi, ngươi đối với chuyện này xử lý quá lỗ mãng, nếu như ngươi trước tới tìm ta, hoặc ngươi trực tiếp đi tìm Lý Tổng. Cố gắng liền sẽ không đem sự tình nháo đến loại tình trạng này. Lương Lập Nam lạnh lùng nói, ngươi nói là chuyện này trách ta đi. Triệu Như Lan nói, ta cũng không có nói, làm một người đứng xem, ta ngược lại phi thường thưởng thức ngươi nam nhi huyết tính, không nhìn nổi muội muội thụ ủy khuất, không để ý hậu quả đi giữ gìn nàng, ngươi là một cái hảo ca ca, liền Lý Tổng cũng khoe ngươi, Tiểu Lương, ngươi tất cả tiền thuốc men đều từ Lý Tổng gánh chịu. Ta muốn là cái công đạo. Lương Lập Nam ngữ khí hiển nhiên muốn so nội tâm của hắn càng thêm kiên quyết. Triệu Như Lan nói, Lý Tổng nghe nói chuyện của ngươi phi thường đau lòng, hắn dự định tăng lên ngươi làm cơ sở kim quản lý,
phụ trách quản lý phương Nam Tường Vinh hệ liệt sản phẩm, tương lai thu nhập là lương một năm cộng chia phương thức, ta đoán chừng đến ít 500 vạn cất bước. Lương Lập Nam không tự chủ được gia tốc nhảy lên, không thể không thừa nhận Triệu Như Lan cho ra điều kiện rất có sức hấp dẫn, nhưng là hắn cũng rõ ràng coi như mình đáp ứng, chưa chừng ngày nào sẽ còn bị đuổi ra khỏi cửa, hắn cùng Lý Truyện Tông cửu oán xem như chính thức kết lại. Triệu Như Lan tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, lạnh nhạt cười nói, ngươi không cần lo lắng công ty về sau sẽ đối với ngươi trả đũa, chúng ta có thể ký tên một phần chính thức hợp đồng, ngươi cũng có thể trước không giữ quy tắc cùng nội dung chất tuân luật sư, đương nhiên, nếu như ngươi còn có lo lắng, có thể đổi một loại phương thức, cho ngươi một bút bồi thường tiền. Lương Lập Nam nội tâm đang kịch liệt đấu tranh, bồi thường tiền. Bọn hắn có thể cho nhiều ít. Triệu Như Lan vươn một đầu ngón tay. Lương Lập Nam khó tránh khỏi có chút thất vọng, 100 vạn, bọn hắn mưu toan dùng 100 vạn đến thu mua tự ái của mình, đây rõ ràng là vũ nhục, Lương Lập Nam lắc đầu. Triệu Như Lan nhỏ giọng phun ra chính xác số lượng, 1.000 vạn thế nào? Lương Lập Nam nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lý Gia nguyện ý ra nhiều tiền như vậy, 1.000 vạn. Hắn có thể tại Hỗ Hải mua một bộ phòng ở, lấy hắn hiện tại thu nhập, đến phấn đấu vài chục năm, còn muốn không ăn không uống. Triệu Như Lan nói, sự tình như là đã phát sinh vẫn là phải đối diện hiện thực, nếu vì cái gọi là đánh nhau vì thể diện, người cuối cùng có thể được cái gì? Lương Lập Nam nói, hắn hẳn là nhận trừng phạt. Triệu Như Lan nói, ta xem qua giám định kết quả, thương thế của ngươi đã tạo thành tổn thương tội, nếu như đi trình tự tư pháp, người hành hung đã xúc phạm hình pháp. Ngươi biết liền tốt. Triệu Như Lan nói, ta cũng nhìn qua ngay lúc đó video, lúc ấy tham dự người đánh ngươi có mấy cái, ngươi làm sao lại có thể nhận định vết thương trên người tất cả đều là Lý Truyện Tông tạo thành. Lương Lập Nam bị nàng cho đang hỏi. Triệu Như Lan nói, xấu nhất một bước chính là người đánh ngươi nhận tội, mấy tên cầu thủ bị trục xuất. Ta tin tưởng cuối cùng đền tội khẳng định không phải Lý Truyện Tông, hắn cũng sẽ không thừa nhận đối ngươi tạo thành thân người tổn thương hại. Lương Lập Nam dùng sức mân khởi bờ môi. Triệu Như Lan lại nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy một người trưởng thành hẳn là lý trí, mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều muốn lựa chọn nhất có lợi tại điều kiện của mình. Nếu, ta nói là nếu, Lý Truyện Tông được chứng minh có tội, bị đưa vào ngục giam, ngươi cảm thấy Lý Tổng sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Lương Lập Nam thấp giọng nói, người uy hiếp ta. Triệu Như Lan lắc đầu, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Lương Lập Nam hô hấp trở nên có chút gấp rút, bởi vậy cảm thấy xương sườn đứt gãy địa phương có chút đau đau nhức, nội tâm của hắn bắt đầu lắc lư. Triệu Như Lan nói không sai, lúc ấy đánh hắn người có mấy cái, lấy Lý ra tài lực, bọn hắn hoàn toàn có thể từ đó tìm ra một người đến đỉnh bao, chân chính hắc thủ Lý Truyện Tông rất có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Triệu Như Lan nói, đương nhiên người cũng có thể xin dân sự bồi thường, nhưng là dân sự bồi thường là không có quá nhiều tiền, tiểu lương, người hẳn là rõ ràng buông tha người khác chẳng khác nào buông tha đạo lý của mình. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đập Lương Lập Nam bả vai, nghỉ ngơi thật tốt, cân nhắc tốt đáp lại ta, bất quá tận lực không nên quá lâu. Triệu Như Lan rời đi thời điểm, tại cửa ra vào gặp Lương Thụ Đức, nàng lễ phép cười cười, Lương thúc thúc, đưa người một vật. Nàng từ trong sắc tay xuất ra một cái phong thư đưa cho Lương Thụ Đức. Lương Thụ Đức lạnh hừ một tiếng, ta không muốn. Hắn coi là trong phong thư là tiền. Triệu Như Lan cười đến càng phát ra vui vẻ, người vẫn là xem một chút đi. Nàng tướng phong thư miệng hướng xuống, bên trong ảnh chụp rơi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Lương Thụ Đức cúi đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn cuống quýt đem trên mặt đất ảnh chụp từng chương nhặt lên, nhìn một chút chung quanh. Vững tin không có những người khác tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng lên tay áo lau một cái trán bên trên mồ hôi lạnh. Hoàng Hưng Cương nhắc nhở quả nhiên không sai, Lương Lập Nam đáp ứng hòa giải, không chỉ như thế, hắn còn đẩy ngã ngay từ đầu khẩu cung, đổi giọng nói Lý Truyện Tông là bởi vì chơi bóng mà sinh ra mâu thuẫn, bởi vì không có khống chế lại tỳ khí phát sinh đánh lộn. Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan rời đi đồn công an thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Lý Truyện Tông cùng đám kia ngoại tịch cầu thủ tại luật sư Lưu Vân Cát cùng đi ra. Hạ Hầu Mộc Lan có kéo Hứa Thuần Lương ống tay áo, liền người trong cuộc đều không muốn truy cứu, Hứa Thuần Lương làm gì xen vào việc của người khác. Hứa Thuần Lương minh bạch nàng ý tứ, chỉ làm như không nhìn thấy đám người kia. Hai người đi hướng đại môn thời điểm, Lý Truyện Tông tại sau lưng kêu lên, Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, quay người cười tủm tỉm nhìn qua hắn nói, ta biết ngươi sao. Lý Truyện Tông gật đầu nói, vô luận ngươi có biết ta hay không, ta tính nhận rõ ngươi.
hắn chậm rãi đi vào trước mặt hai người, hướng Hứa Thuần Lương cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Mộc Lan, nữ nhân xinh đẹp như vậy đáng tiếc không có ánh mắt. Hạ Hầu Mộc Lan kéo lại Hứa Thuần Lương cánh tay, nhìn qua Lý Truyện Tông khinh thường nói, người vẫn là ít cho Lý Khoát Hải gây chuyện, Đức Ngân mặc dù có chút thực lực, nhưng còn chưa tới lật tay thành mây trở tay thành mưa tình trạng. Lý Truyện Tông sửng sốt một chút, nàng vậy mà đối phụ thân của mình gọi thẳng tên, quả thực là quá cuồng vọng. Hứa Thuần Lương nói, Lý Truyện Tông, tên người không tệ, dáng dấp cũng dạng chó hình người, đáng tiếc làm đều là đoạn tử tuyệt tôn việc trái với lương tâm. Ngươi, Lý Truyện Tông vừa muốn phát tác, đồn công an sở trưởng Hoàng Hưng Cương liền chạy tới, biểu lộ uy nghiêm nói, làm gì? Có phải hay không muốn ta đem các ngươi đều câu? Luật sư Lưu Vân Cát tranh thủ thời gian khuyên Lý Truyện Tông rời đi, thật vất vả mới nói Phục Lương Lập Nam đổi giọng, cũng không muốn lại phức tạp. Lý Truyện Tông đám người kia rời đi về sau, Hoàng Hưng Cương hướng Hứa Thuần Lương nói, trở về đi, song phương đã thỏa đàm. Hạ Hầu Mộc Lan có chút hiếu kỳ hỏi, bao nhiêu tiền? Hoàng Hưng Cương cười cười nói, cụ thể kim ngạch không tiện lộ ra, song phương đều muốn cầu giữ bí mật, nói tóm lại thụ hại một phương tương đối hài lòng. Hứa Thuần Lương đối biểu ca Lương Lập Nam càng phát ra khinh bỉ, xem ra chính mình xuống tay với hắn vẫn là nhẹ, loại người này nên cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn mới đúng. Lúc đầu Hứa Thuần Lương dự định để hắn ăn hai ngày đau khổ cho hắn mấy thiếp thuốc cao giúp hắn mau chóng phục hồi như cũ, hiện tại xem ra căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải. Rời đi đồn công an, Hạ Hầu Mộc Lan lo lắng tâm tình của hắn chịu ảnh hưởng, ôn nhu khuyên lơn, vô luận kết quả như thế nào, người đối với hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là không có người giúp hắn, Lý gia cũng sẽ không cần cầu chủ động cùng giải. Hứa Thuần Lương nói, ta nguyên bản liền không muốn quản chuyện của hắn. Vốn cho là hắn đối muội muội của mình nhiều ít sẽ có chút áy náy, không nghĩ tới là ta đánh giá cao hắn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, kỳ thật biểu ca ngươi cũng có hắn khó xử, Lý Truyện Tông phụ thân Lý Khoát Hải là Đức Ngân đầu tư người cầm lái, cũng là biểu ca ngươi lão bản, nếu như hắn kiên trì tướng Lý Truyện Tông xử theo pháp luật, sợ rằng sẽ tiền đồ hủy hết. Hứa Thuần Lương lạnh hừ một tiếng nói, hắn để hòa hợp giải sẽ có tiền đồ. Lý Khoát Hải sẽ bỏ qua hắn. Một. Hạ Hầu Mộc Lan thở dài nói, Lý Khoát Hải người xưng Tiếu Diện Thiên Vương là thiên môn một trong tứ thiên vương, người này tài hùng thế lớn, tâm cơ thâm trầm, biểu ca ngươi chỉ là một người bình thường, làm sao cùng hắn đấu a? Hạ Hầu Mộc Lan câu nói này nhắc nhở Hứa Thuần Lương, bao quát biểu ca ở bên trong rất nhiều người đều chỉ là chúng sinh bên trong phổ thông một viên, bọn hắn không có thực lực hùng hậu, cũng không có cường đại bối cảnh, tại đứng trước lấn nhục thời điểm, bọn hắn suy tính được cũng không phải là muốn ăn miếng trả miếng gấp bội hoàn trả. Mà là làm sao có thể đòi lại một chút công đạo. Đều nói công đạo tự tại lòng người, nhưng mỗi người công đạo cũng không giống nhau, đối Lương Lập Nam đến nói đối phương bồi thường đã để hắn đầy đủ thỏa mãn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, người nói đúng, ta không cần thiết xen vào việc của người khác. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cũng không phải nhàn sự, bọn hắn dù sao cũng là người đại cô nhi nữ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật nha, hiện tại kết quả mặc dù không phải ngươi muốn. Nhưng đối bọn hắn tới nói đã là rất khá. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đưa thay sờ sờ Hạ Hầu Mộc Lan trắng noãn tinh tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp, nói khẽ có ngươi ở bên cạnh ta thật sự là may mắn a. Hạ Hầu Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nếu là chỉ có ta ở đây bên cạnh ngươi chỉ sợ ngươi liền sẽ không như thế nói. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng có ý riêng, ha ha cười một tiếng nói, ngươi là bì môn chi chủ, thiên tuyển chi nữ, ta muốn là mỗi ngày đều đi theo bên cạnh ngươi. Chỉ sợ các ngươi hàng ngàn hàng vạn môn nhân đều muốn tướng ta trừ chi mà sao nhanh. Hạ Hầu Mộc Lan làm sao có thể không biết Hứa Thuần Lương bên người có nhiều như vậy oanh oanh yến yến, nếu nói hoa tâm hắn so cái này Lý Truyện Tông chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hai người nhưng lại tồn tại bản chất khác nhau. Coi như biết Hứa Thuần Lương nhiều như vậy chuyện xấu, Hạ Hầu Mộc Lan vẫn kiên trì cho là hắn là cái người phụ trách người, nàng nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nhỏ giọng nói, nếu có một ngày ngươi không cần ta nữa. Ta có lẽ cũng sẽ làm chuyện điên rồ. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi sẽ không. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta đương nhiên sẽ không giống người biểu tỷ như thế trừng phạt chính mình. Nàng nói bóng gió chính là muốn trừng phạt Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu không cách ta liền không bỏ. Hạ Hầu Mộc Lan nói khẽ, lời này nên là ta đối với ngươi nói mới đúng. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, lại là Tam Lưỡng Tam Hứa Tiểu Nhạc gọi điện thoại tới. Lương Lập Nam bị đánh về sau, Hứa Thuần Lương ngay lập tức đem quay chụp đến video phát cho Tam Lưỡng Tam, để hắn tại trên mạng chế tạo ảnh hưởng đẩy sóng chợ lan,
vốn là muốn thông qua ý kiến và thái độ của công chúng đến cho Lý Truyện Tông chế tạo áp lực, chỉ là không nghĩ tới song phương nhanh như vậy liền đã đạt thành hòa giải. Tam Lưỡng Tam tuyên bố video về sau tại trên mạng rất nhanh chế tạo từng cái nóng lục soát, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện nóng lục soát lại từng cái bị cầm xuống, cái này nguyên nhân trong đó cũng không khó nghĩ rõ ràng, khẳng định là Lý Gia Hoa tiền tướng nóng lục soát cầm xuống. Tam Lưỡng Tam sở dĩ gọi điện thoại cho Hứa Thuần Lương là bởi vì hắn tìm đến giúp đỡ đồng hành đều nhận được uy hiếp điện thoại, nếu như bọn hắn không nhanh chóng tướng video cầm xuống, nhẹ thì Bột Lâm Bình Đài phong hào hậu quả, nặng thì gánh chịu pháp luật trách nhiệm, đối phương cũng không phải là nói chuyện giật gân, hiện tại đã có hai người bị phong hào. Đa số người lần này đều là hướng về phía Tam Lưỡng Tam mặt mũi, ai cũng không muốn cuốn vào đến một trận không phải là bên trong, nếu như bị phong hào tương đương bị ngã bát cơm. Tam Lưỡng Tam cùng Đức Ngân đầu tư cũng không cừu không oán, hắn thuần túy là Hứa Thuần Lương hỗ trợ, nhưng nhìn đến đám lửa này rất nhanh liền đốt tới trên đầu của mình, hắn có chút sợ hãi, với hắn mà nói bồi dưỡng nhiều như vậy bánh phở cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương để Tam Lưỡng Tam không cần kinh hoàng, cái này Lý Khoát Hải hoàn toàn chính xác thật lợi hại, có thể tại thời gian ngắn như vậy tướng nóng lục soát hạ, cũng khóa chặt truyền bá người, nhưng hắn quên một sự kiện. Thế lửa một khi lan tràn khởi đến, cũng không phải là hắn nghĩ khống chế liền có thể khống chế lại. Hứa Thuần Lương cũng không muốn bởi vì việc này kéo Tam Lưỡng Tam bọn người xuống nước, đề nghị hắn tạm thời tướng quan video loại bỏ, dù sao lửa đã điểm đi lên. Cúp điện thoại về sau, Hứa Thuần Lương tướng tình huống vừa rồi nói cho Hạ Hầu Mộc Lan. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cái này Lý Khoát Hải quả nhiên lợi hại, đã bọn hắn tự mình đã đánh thành hòa giải, người cũng không cần thiết tiếp tục xuất thủ. Hứa Thuần Lương nguyên bản mô phỏng tốt một loạt kế hoạch, Lý Khoát Hải xuất thủ hàng nhiệt độ nhưng thật ra là hắn trong dự liệu sự tình, ngươi có thể đem nhiệt độ hạ, ta liền có thể tướng thế lửa lại bốc cháy, đơn giản là thay cái phương pháp thay cái chiến trường. Chỉ là Hứa Thuần Lương nguyên bản điểm xuất phát là vì Lương ra đòi công đạo, nhưng bây giờ người ta mình đã thỏa đàm điều kiện không truy cứu nữa, nếu như Hứa Thuần Lương tiếp tục bắt lấy Lý ra xuất thủ cũng có chút vô cớ xuất binh. Hứa Thuần Lương nói, trước đi bệnh viện thăm viếng một chút biểu tỷ ta. Hứa Thuần Lương đi vào bệnh viện, ngạc nhiên phát hiện Lý Truyện Tông thế mà cũng tại, người này mang theo hoa tươi tới cho Lương Lập Hân xin lỗi. Hứa Thuần Lương nghe nói hắn tại liền chưa đi đến phòng bệnh, tướng tiểu cô Hứa Gia Văn gọi qua một bên tuân hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào. Hứa Gia Văn biểu lộ như chút được gánh nặng, ai, lúc đầu liền không có vấn đề gì, hai người bọn họ giận dỗi, người biểu tỷ nhất thời nghĩ quẩn liền phục thuốc. Tiểu Lý nghe nói sau khẩn trương vô cùng, tranh thủ thời gian đến bệnh viện qua tới thăm, hai người bọn họ đã cùng tốt. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, cố ý nói, biểu ca ta đâu? Hứa Gia Văn nói, đừng đề cập tiểu tử này, thật sự là lương bạc, Lập Hân còn nằm tại bệnh viện hắn lại còn nói công ty có việc gấp đi công tác, đã rời đi Hỗ Hải. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết tiểu cô cũng không rõ ràng hôm nay Hồng Phong câu lạc bộ phát sinh sự tình. Hắn cũng không nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hút thuốc khu một thân một mình quất lấy buồn bực khói đại cô phụ Lương Thụ Đức. Hứa Thuần Lương đi vào Lương Thụ Đức bên người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem Lương Thụ Đức giật nảy mình, thấy là Hứa Thuần Lương, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người đứa nhỏ này cố ý làm ta sợ. Hứa Thuần Lương biết hắn làm người nhà đi đồn công an, Lương Lập Nam sự tình hắn phi thường rõ ràng, thấp giọng nói, biểu ca đáp ứng tự mình hòa giải rồi. Lương Thụ Đức nói, còn có thể thế nào, một đợt hiểu lầm, cũng không thể bởi vậy để người ta cho đưa tới ngục giam đi, hủy đi người ta trước trình tổng là không tốt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chỉ sợ bị hủy diệt chính là ngươi nhi nữ tiền đồ đi, hắn nhắc nhở cô phụ, ngài là người trưởng thành, có một số việc hẳn là so với chúng ta thấy toàn diện, nếu như các ngươi hiện tại đáp ứng bọn hắn đầu kiện, giúp bọn hắn vượt qua cửa này, về sau nếu là người ta lại trở tay trả thù các ngươi. Sẽ không. Nhỏ Lý Cương mới hướng Lập Hân nói xin lỗi, hắn phi thường hối hận, hai người đã hòa hảo rồi. Lương Thụ Đức ngữ tốc có chút nhanh, rõ ràng là tại nói cho Hứa Thuần Lương một sự thật, nhưng càng giống là đang cố gắng thuyết phục chính mình. Hứa Thuần Lương nói, môn đăng hộ đối bốn chữ này không phải là không có đạo lý, người coi là Lý Truyện Tông sẽ thống cải tiền phi, từ đây đối biểu tỷ ta thực tình chân ý. Lương Thụ Đức dùng sức mím môi, người trẻ tuổi chuyện tình cảm ta không quản được. Vô luận Lập Hân tìm ai, chỉ cần nàng bình an liền tốt. Đây cũng là hắn thật vất vả mới tìm được một cái lý do, đã chia tay đưa đến nữ nhi tự sát, hiện tại Lý Truyện Tông tới chủ động xin lỗi hòa giải, nữ nhi cũng thông cảm hắn, kết quả như vậy cũng xem là tốt. Hứa Thuần Lương nói, cô phụ,
ta vốn không nên nhúng tay chuyện nhà của các ngươi, nhưng làm một người đứng xem ta có mấy câu muốn nói. Lương Thụ Đức nói, ngươi nói. Nếu như Lý Gia là thật tâm xin lỗi ngược lại vẫn có thể xem là một chuyện tốt, nhưng ta cảm thấy bọn hắn chỉ là vì đào thoát trách nhiệm vượt qua nguy cơ mà chọn lựa Ngộ Biến Tùng Quyền, người có thể bảo chứng Lý Truyện Tông về sau sẽ không lại tổn thương ta biểu tỷ. Người có thể bảo chứng bọn hắn đáp ứng điều kiện của các ngươi bên trong không có giấu giếm cái bẫy. Lương Thụ Đức chau mày, nội tâm của hắn dị thường xoắn xuýt, Hứa Thuần Lương nói những sự tình này hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Không đáp ứng Lý Gia điều kiện, chẳng những nhi nữ sẽ phải gánh chịu trả thù, liền hắn tự mình cũng muốn thân bại danh liệt. Thuần Lương, cảm ơn ngươi nhắc nhở cùng quan tâm, nhà chúng ta sự tình vẫn là tự mình giải quyết. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cô phụ đã tướng nói được loại tình trạng này, mình cần gì phải nhiều tốn nước bọt, hắn quay người rời đi, đi hai bước lại nghe được cô phụ lại nói ra, tạ ơn. Hứa Thuần Lương lại lần nữa xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy cô phụ khuôn mặt tái nhợt bên trên che kín bi thống cùng ảo não biểu lộ, hắn ý thức được cô phụ đối kết quả này cũng là không hài lòng, thế nhưng là lại khuyết thiếu cùng Lý Gia chống lại dũng khí, cho nên chỉ có thể lựa chọn tướng nước đắng nuốt xuống. Hứa Thuần Lương quyết định không còn qua hỏi bọn hắn ra sự tình, hướng đại cô sau khi cáo từ liền rời đi, bất quá đại cô cũng không có tại phụ cận, Hứa Thuần Lương tìm một vòng, mới phát hiện đại cô một người ngồi tại bệnh viện tiểu hoa viên bên trong vụng trộm gạt lệ. Hứa Thuần Lương yên lặng đi vào đại cô ngồi xuống bên người, lấy ra khăn tay đưa cho nàng. Hứa Gia An ngẩng đầu thấy là cháu của mình, con mắt đỏ ngầu, bờ môi co quắp, bỗng nhiên nàng ôm lấy Hứa Thuần Lương, ghé vào đầu vai của hắn khóc lên. Hứa Thuần Lương ôm đại cô bả vai, thấp giọng an ủi, giúp nàng bình phục lại. Hứa Gia An lau khô nước mắt, giật một cái mũi nói, ta xem như nhìn thấu, bọn hắn gia nhi hai cái không có một cái nào có thể trông cậy vào được. Lập Hân bị hại thành cái dạng này, đương ca không ra mặt, làm cha cũng không dám là nữ nhi chủ trì công đạo. Toàn, tất cả đều là đồ bỏ đi. Hứa Thuần Lương cho rằng đại cô nói đến hoàn toàn chính xác không sai, nhưng là trong hiện thực tràn đầy bất đắc dĩ, Lương Lập Nam không phải không ra mặt, mà là ra mặt liền bị người đánh một trận, đã bị dọa cho bể mật gần chết, Lý Gia cho ra bồi thường nên để hắn phi thường hài lòng, cho nên thông cảm với hắn mà nói là tối ưu tuyển hạng. Về phần đại cô phụ Lương Thụ Đức thật sự là có chút nọa yếu một chút, hắn đối cả kiện sự tình phi thường rõ ràng, nữ nhi kém chút cũng bởi vì Lý Truyện Tông mất mạng, nhi tử bị người đánh thành bộ kia thảm trạng, hắn cái này người làm cha thế mà như thế tơ lụa tiếp nhận điều dài. 2. Nhất làm cho Hứa Thuần Lương im lặng hay là hắn vị kia biểu tỷ Lương Lập Hân, một lòng chịu chết dũng khí đâu. Lý Truyện Tông vài câu dỗ ngọt liền đem nàng dỗ đến không phân rõ đồ vật, thật không biết nàng chịu giáo dục cao đẳng đều dùng ở nơi nào. 1. Làm người đứng xem Hứa Thuần Lương thấy phi thường rõ ràng, Lý Gia sở dĩ làm ra một loạt nhượng bộ nên chỉ là Ngộ Biến Tùng Quyền, Lý Truyện Tông coi như hiện tại cùng Lương Lập Hân hòa hảo, đoán chừng không cần mấy ngày sẽ còn phân tay, về phần Lương Lập Nam, hắn tại tài chính vòng không có tiền đồ. Hứa Gia An nói, ta sẽ không để cho Lập Hân cùng với hắn một chỗ, hắn thương hại nữ nhi của ta một lần còn chưa đủ, chẳng lẽ còn nghĩ có lần thứ hai. Thuần Lương, Lý Gia căn bản cũng không có thành ý. Bọn hắn là hại lo sự tình làm lớn chuyện ảnh hưởng nhà bọn hắn danh dự, cái kia Lý Truyện Tông căn bản không yêu nữ nhi của ta. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Lương Gia nhất thanh tỉnh cũng chính là đại cô. Lúc này Hứa Gia Văn cũng tìm tới, để Hứa Gia An đi phòng quan sát, Lương Lập Hân có chuyện nghĩ nói với nàng. Hứa Gia An rời đi về sau, Hứa Gia Văn nói cho Hứa Thuần Lương, Lý Gia bồi thường Lương Lập Nam 1.000 vạn, đây mới là Lương Lập Nam quyết định không truy cứu nữa nguyên nhân. Còn Lý Truyện Tông, vừa rồi tại Lương Lập Hân trước mặt biểu hiện được không phải thường thành khẩn, hắn còn muốn làm lấy Lương Thụ Đức vợ chồng mặt hướng Lương Lập Hân trịnh trọng nói xin lỗi. Hứa Gia Văn biết Hứa Thuần Lương vì Lương Lập Nam nháo đến đồn công an sự tình, nhẹ giọng thở dài nói, Thuần Lương, ta xem chuyện này coi như xong đi, chúng ta mặc dù là thân thích, nhưng có một số việc cũng không thể thay bọn họ làm chủ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Lý Gia chẳng qua là vì trốn tránh trách nhiệm mà lựa chọn nhượng bộ. Chuyện này chỉ sợ còn có đến tiếp sau. Hứa Gia Văn nói, Lập Hân là cái yêu đương não, trong lòng chỉ có Lý Truyện Tông, bị hắn thương nặng như vậy, hai câu lời hữu ích liền hống tốt. Hứa Thuần Lương nói, nàng không có việc gì liền tốt, ta gần nhất công việc rất bận, cũng không thể lưu lại quá lâu. Hứa Gia Văn dặn dò, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho Gia Gia ngươi, ta không muốn hắn lo lắng. Hứa Thuần Lương cười nói, biết. Hứa Gia Văn nói, ta quay đầu lại khuyên nhủ Lập Hân,
hy vọng nàng có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Hứa Thuần Lương mặc dù không phản đối tiểu cô làm như vậy, nhưng hắn là không muốn lại tiếp tục lẫn vào Lương gia sự tình, kỳ thật tại Hồng Phong câu lạc bộ sự tình về sau, quyền chủ động đã nắm giữ tại Lương Lập Nam trong tay, như quả Lương Lập Nam thật muốn là muội muội đòi công đạo, vô luận Lý gia đưa ra điều kiện gì hắn đều sẽ không đáp ứng. 2. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, cùng nói Lương Lập Nam là hướng Lý gia quyền thế cúi đầu, không bằng nói hắn là hướng kia 1000 vạn cúi đầu, cái gì du học về tinh anh, cái gì tài chính bạch lĩnh, trải qua này sự tình về sau Lương Lập Nam người thiết lập tại Hứa Thuần Lương trong lòng đã triệt để sụp đổ. 4. Hứa Thuần Lương trở lại Hạ Hầu Mộc Lan bên người, dự định cùng nàng cùng một chỗ lặng lẽ rời đi bệnh viện, đối Lương gia môn thân này thích hắn đã hết lòng tận. Lúc này một vị chừng 30 khí chất cao nhã nữ sĩ trực tiếp đi hướng bọn hắn đáp lại lễ phép mỉm cười, xin hỏi là Hứa Thuần Lương tiên sinh cùng Hạ Hầu Mộc Lan tiểu thư sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, là ta. Kia nữ sĩ lấy ra danh thiếp của mình phân biệt đưa cho hai người, tự giới thiệu mình, hai vị tốt, ta là Đức Ngân đầu tư tổng giám đốc trợ lý Triệu Như Lan. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua danh thiếp của nàng, lạnh nhạt cười nói, Triệu tiểu thư tốt, chúng ta đối với đầu tư không có hứng thú gì. Triệu Như Lan cười nói, ta tới tìm các ngươi hai vị nhưng không phải là vì đàm đầu tư, là như thế này, chúng ta Lý Tổng đặc địa cắt cử ta qua tới mời hai vị tiến về tụ lại, hy vọng hai vị có thể thưởng một cái chút tình mọn. Hứa Thuần Lương từ biết thân phận của nàng bắt đầu liền ý thức được người này nên là vì Lý Truyện Tông sự tình mà đến, Hứa Thuần Lương cùng Lý Truyện Tông tại Hồng Phong câu lạc bộ đã giao thủ qua, Lý Truyện Tông cùng đa số con nhà giàu cũng không có có khác biệt gì, ngạo mạn ương ngạnh, coi trời bằng vung. Hứa Thuần Lương căn bản sẽ không tướng loại người này để vào mắt, có là biện pháp đối phó hắn. Từ Lý Truyện Tông rời đi đồn công an lúc biểu hiện đến xem, người này hẳn là không sẽ chủ động cúi đầu, bồi thường Lương Lập Nam 1000 vạn, chủ động hướng Lương Lập Hân xin lỗi, đây hết thảy hành vi phía sau khẳng định là Lý Khoát Hải thi tăng thêm áp lực. Hứa Thuần Lương đã có thể tra được Lý Khoát Hải đáy, Lý Khoát Hải một dạng có thể tra được Hứa Thuần Lương đáy, trong thời gian ngắn liền đem quan tại bọn hắn nhà nhiều cái nóng lục soát triệt hạ. Cũng truy xét đến tam lưỡng tam một đám lưới đỏ chủ truyền bá, đã chứng minh thực lực của hắn. Hứa Thuần Lương cũng không làm bất kỳ do dự, mỉm cười nói tốt, ta cũng muốn gặp Lý Tổng. Mặc dù Hứa Thuần Lương không muốn quản Lương ra sự tình, nhưng nhìn tại đại cô trên mặt mũi nếu là đi thẳng một mạch luôn luôn không đành lòng, đừng nhìn Lý ra tạm thời lựa chọn cúi đầu nhận lỗi, nhưng đợi đến chuyện này lắng lại về sau, bảo đảm không đủ bọn hắn sẽ dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn đối phó Lương ra. Hứa Thuần Lương quyết định cùng Lý Khoát Hải gặp mặt, thông qua lần này gặp mặt muốn làm cho đối phương trong lòng còn có cố kỵ, cũng coi là đại cô nhiều làm chút chuyện. Lý Khoát Hải ngồi tại Ẩn Lư quán trà bên trong lặng lặng chờ đợi Hứa Thuần Lương đến, quán trà là một tòa kiểu pháp kiến trúc cải biến mà thành, Lý Khoát Hải năm ngoái mới đem mua xuống, trọng trang về sau làm vì chính mình dùng để chiêu đãi trọng yếu khách người câu lạc bộ tư nhân, coi như không có khách thời điểm, Lý Khoát Hải cũng thích tới này ngồi một chút, uống trà đọc sách đuổi thời gian nhàn hạ. Lý Khoát Hải vừa mới bắt đầu cũng không có tướng Lương gia để vào mắt, nhưng nhi tử xuất lĩnh một đám cầu thủ vây đánh Lương Lập Nam video lộ ra ánh sáng cấp tốc xông lên nóng lục soát về sau, hắn mới ý thức tới Lương gia phía sau có cao nhân tương trợ, lấy Lý Khoát Hải thực lực tra ra người này cũng không khó, huống chi Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan tự mình ra kính. Biết được Hạ Hầu Mộc Lan là hiện tại bị môn đời môn chủ, Lý Khoát Hải liền biết việc này trở nên khó giải quyết, mặc dù thiên môn không sợ bị môn. Nhưng là nếu như hắn cùng bì môn đời môn chủ khai chiến, tương đương với hướng toàn bộ bì môn tuyên chiến, Lý Khoát Hải còn không đến mức vì một chuyện nhỏ liền nhấc lên như thế lớn sóng gió. Tại đối Hứa Thuần Lương tiến hành một phen giải về sau, Lý Khoát Hải đối với chuyện này thái độ biến đến mức dị thường cẩn thận, bằng không hắn sẽ không cho ra 1000 vạn giá trên trời bồi thường, về phần Lý Truyện Tông tiến về bệnh viện hướng Lương Lập Hân xin lỗi cũng là tại hắn tạo áp lực phía dưới. Người càng là đi đến chỗ cao. Càng là yêu quý Lông Vũ, lấy Lý Khoát Hải giờ này ngày này thân phận và địa vị, hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mặc dù sau lưng của hắn còn có thiên môn, nhưng là theo hắn tại sự nghiệp bên trên thành công, Lý Khoát Hải sớm đã lặng lẽ tại mình cùng thiên môn ở giữa rạch ra một đầu giới hạn, có thể thông qua chính đáng đường tắt giải quyết vấn đề tuyệt không lợi dụng tổ chức lực lượng. Hạ Hầu Mộc Lan cũng không lựa chọn cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tiến về, đây cũng là Hứa Thuần Lương ý tứ. Hứa Thuần Lương đi qua cùng Lý Khoát Hải nói là ra sự, nếu như Hạ Hầu Mộc Lan cùng đi, liền dính đến hai môn phái. Nghe nói Hứa Thuần Lương đến, Lý Khoát Hải đứng dậy đón lấy, nụ cười của hắn như là gió xuân hiu hiu cả người lẫn vật vô hại, Lý Khoát Hải yêu cười,
bởi vì hắn tin tưởng đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý, cũng chính bởi vì hắn loại này đâu đâu cũng có lực tương tác để hắn tại Thương Hải tung hoành ngang dọc mọi việc đều thuận lợi, Tiếu Dung là một người tốt nhất ngụy trang cùng phòng ngự. Hứa Thuần Lương cũng là vẻ mặt tươi cười, hắn cười đến so Lý Khoát Hải dương quang xuất khí, nhưng là làm không được Lý Khoát Hải rõ ràng là dối trá cười nhìn qua lại là như thế chân thành có thể tin. Lý Khoát Hải hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, hứa khoa trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Một cái xưng hô liền cho thấy hắn đã hiểu qua Hứa Thuần Lương tư liệu, đồng thời cũng đang nhắc nhở Hứa Thuần Lương ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ khoa trưởng thôi. Hứa Thuần Lương nắm chặt Lý Khoát Hải tay quơ quơ nói, ta vốn cho rằng Lý Tổng là thiên vương cao không thể chạm nhân vật, lại không nghĩ tới Lý Tổng như thế bình dị gần gũi. Ai còn không biết ai bối cảnh. Lý Khoát Hải nói, trên đời này vốn không cao thấp phân biệt giàu nghèo, Hứa khoa trưởng mời ngồi. Hắn cũng không có hỏi thăm Hạ Hầu Mộc Lan sự tình, đã nàng lựa chọn không đến liền có né tránh lý do. Hai người ngồi xuống về sau, mỹ nữ trà nghệ sư tới pha trà. Hứa Thuần Lương phát hiện càng là thương nhân càng thích học đòi văn vẻ. 1. Mời dùng trà, Lý Khoát Hải trên mặt từ đầu đến cuối treo khiêm tốn mỉm cười. Hứa Thuần Lương một giọng nói tạ ơn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, nói khẽ, Lý Tổng mời ta tới có chuyện gì? Lý Khoát Hải cười rạng rỡ nói, Hứa khoa trưởng hẳn là minh bạch, đều bởi vì khuyển tử cùng Hứa khoa trưởng người nhà phát sinh một chút hiểu lầm, cho nên ta đặc địa xin ngài qua đến giải thích rõ ràng. Hứa Thuần Lương cười nói, Lý Tổng tìm nhầm đối tượng A. Lý Khoát Hải nói, không sai, trong lòng ta Hứa khoa trưởng cũng là cực kỳ trọng yếu. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói Lý Tổng bồi thường Lương Lập Nam 1.000 vạn. Lý Khoát Hải gật đầu nói, không sai. Xin hỏi có hay không kèm theo điều kiện. Lý Khoát Hải cười lên ha hả, Hứa khoa trưởng thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, con người của ta vô luận làm người làm việc đều thừa hành lấy thiện chí giúp người nguyên tắc. Dùng tiền là chuyện nhỏ, chủ yếu là ta không muốn hai nhà đả thương cùng khí. Hứa Thuần Lương nói, là lo lắng biểu ca ta muốn lấy tổn thương tội khởi tố con của ngươi A. Lý Khoát Hải lắc đầu, ta đã hỏi rõ ràng, đả thương biểu ca ngươi chính là trong đó hai tên cầu thủ, chuyện tông mặc dù cũng tại nổi nóng động thủ, nhưng là hắn dù sao cùng biểu ca ngươi là bằng hữu, xuất thủ vẫn là có chừng mực, coi như biểu ca ngươi kiên trì muốn cáo, chuyện tông cũng không có khả năng gánh vác tổn thương tội danh. Hứa Thuần Lương nói, để ngoại tịch cầu thủ đỉnh bao đích thật là cái lựa chọn tốt. 1. Lý Khoát Hải cười nói, Hứa khoa trưởng nói chuyện phải thận trọng A, không phải đỉnh bao, mà là quả báo của bọn hắn, ta trưng cầu qua Lương Lập Nam ý kiến, là chính hắn quyết định không lại tiếp tục truy cứu. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tổng làm việc thật sự là chu đáo, nhưng ngươi không nên để Lý chuyện tông đi hướng Lương Lập Hân xin lỗi. Lý Khoát Hải nói, vô luận chuyện tông có phải hay không làm sai. Lập Hân bởi vì hắn mà tự sát đều là sự thật, hắn hẳn là xin lỗi. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi không biết bọn hắn đã quay về tại tốt, chẳng lẽ ngươi không lo lắng về sau lại phát sinh khó khăn trắc trở. Lý Khoát Hải lắc đầu nói, người trẻ tuổi chuyện tình cảm ngoại nhân không cách nào can thiệp, cũng vô pháp bình phán đúng sai, ta tìm Hứa khoa trưởng tới cũng không phải là đàm luận bọn hắn về sau sự tình, mà là nghĩ thế sự tình như vậy là dừng. Hứa Thuần Lương nói, cái gì gọi là liền này là ngừng. 1.000 vạn vẻn vẹn đại biểu thành ý của ta, rất nhanh ta liền sẽ để chuyện tông đi hải ngoại học tập, để hắn cùng Lương ra phân rõ giới hạn, ta cũng hứa hẹn tuyệt sẽ không bởi vì là chuyện lần này trả thù Lương ra. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không hiểu rõ Lý Tổng A. Lý Khoát Hải nói, xem ra Hứa khoa trưởng cũng không tin thành ý của ta. Hắn xuất ra một cái phong thư đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt trên mặt bàn. Hứa Thuần Lương cầm lấy phong thư, mở ra về sau nhìn thấy bên trong có mấy tấm hình, ảnh chụp nhân vật chính là hắn cô phụ Lương Thụ Đức cùng một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ tử. Lý Khoát Hải nói, trên tấm ảnh người ngươi nên hết sức quen thuộc đi, hắn tại hệ thống điện lực nhậm chức trên tay có chút quyền lực, nữ nhân này là hắn tình phụ, thông qua quan hệ của hắn nhận thầu không ít điện lực công trình. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, vì sao cô phụ tại sự kiện này mà biểu hiện đến hèn yếu như vậy không có chút nào đảm đương. Nguyên lai là hắn bị bắt lại bím tóc. Lý Khoát Hải cười tủm tỉm nói, trên tay của ta nắm giữ chứng cứ có rất nhiều, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể tướng người này đưa vào ngục giam, còn có biểu ca của ngươi Lương Lập Nam, hắn tại Đức Ngân đầu tư công việc có một đoạn lúc ở giữa, đoạn thời gian trước có người hướng ta báo cáo, hắn liên quan đến lộ ra thương nghiệp cơ mật. Nói chưa hề nói đến quá cụ thể, còn lại để Hứa Thuần Lương mình đi thể hội. Hứa Thuần Lương nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà. Lý Khoát Hải người này không đơn giản A,
hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những này nhược điểm bức bách Lương Lập Nam từ bỏ khởi tố Lý Truyện Tông, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn bồi thường 1.000 vạn, từ này chứng minh Lý Khoát Hải cũng không định tiếp tục kích thích mâu thuẫn, chỉ ít hiện tại là cái dạng này. Lý Khoát Hải mỉm cười giải thích nói, ta cho ngươi biết những này, cũng không phải là muốn uy hiếp ngươi, mà là nhớ ngươi minh bạch, này 1.000 vạn bồi thường tiền là ta nể tình ngươi cùng hạ hầu môn chủ trên mặt mũi, chúng ta không cừu không oán, không cần thiết bởi vì việc này đấu cái ngươi chết ta sống. Hiểu ta người đều rõ ràng, con người của ta từ trước đến nay thiện chí giúp người. Hứa Thuần Lương nói, xem ra con của ngươi không có kế thừa phần này ưu lương truyền thống. Lý Khoát Hải cười ha ha đem trong tay chén trà buông xuống, người trẻ tuổi đều sẽ có chút góc cạnh, chờ đến hắn trên thế giới này ma luyện thời gian lâu dài, mới có thể hiểu được biến báo. Hứa Thuần Lương minh bạch hắn câu nói này không đơn giản nói là Lý Truyện Tông, còn giấu giếm gõ chính mình ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tổng hẳn phải biết Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, có ít người tính cách chú định cả một đời không cách nào cải biến. Lý Khoát Hải gật đầu cười, thà bị gãy chứ không chịu cong hy sinh vì nghĩa mặc dù đáng giá ca ngợi, nhưng trả ra đại giới là cực kỳ thảm trọng, trong mắt của ta có được giãn được mới là đại trượng phu. Hứa Thuần Lương nói, bất cứ chuyện gì đều có hạn độ, nếu như cái này độ nắm chắc không tốt, hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Lý Khoát Hải như có điều suy nghĩ, qua một hồi lâu mới cầm lấy ấm trà là Hứa Thuần Lương thêm đầy trà, nói khẽ, Hứa khoa trưởng quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ hy vọng sẽ không trở thành Lý Tổng địch nhân. Uống xong cái này chén trà, hắn đứng dậy cáo từ, nên nói đều đã nói xong, không có cần phải lưu lại, hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Lý Khoát Hải dạng này người trở thành bằng hữu. Lý Khoát Hải đã lấy ra thành ý lại phô bày thực lực, dưới loại tình huống này, Hứa Thuần Lương cũng không có lý do tiếp tục xuất thủ, tuyệt không phải là bởi vì hắn đối Lý Khoát Hải sinh ra lòng kiêng kỵ, mà là Lý Khoát Hải nắm giữ trong tay chứng cứ có thể hủy đi đại cô nhà. Bên ngoài mưa thu giả dích, Hạ Hầu Mộc Lan đánh lấy một thanh trong suốt dù che mưa đứng tại phổ bờ sông lẳng lặng ngắm nhìn giang cảnh. Hứa Thuần Lương đi vào bên cạnh nàng, đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng, Hạ Hầu Mộc Lan xoay mặt nhìn một chút hắn. Sau đó dùng dù che mưa che khuất đỉnh đầu hắn mưa bụi, ôn nhu nói, nhanh như vậy liền trở lại, xem ra hết thảy thuận lợi. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, Lý Khoát Hải người này không đơn giản. Hạ Hầu Mộc Lan nói, hắn dám chọc ngươi, chính là cùng ta đối nghịch, chính là cùng toàn bộ bì môn đối nghịch. Hứa Thuần Lương dùng sức tướng thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, Hạ Hầu Mộc Lan phát ra anh một tiếng, nhắm hai mắt, môi mềm như hoa anh đào hướng Hứa Thuần Lương nở rộ. Lý Khoát Hải một bên thưởng thức trà một bên trở về chỗ mới vừa rồi cùng Hứa Thuần Lương đối thoại, thẳng đến Triệu Như Lan đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, Triệu Như Lan yên lặng vì hắn nối liền trà nóng. Lý Khoát Hải nói, sự tình giải quyết. Triệu Như Lan nhẹ giọng thở dài nói, bởi vì một cái nho nhỏ khoa cấp cán bộ dựng vào 1.000 vạn có phải hay không có chút quá mức thận trọng. Lý Khoát Hải cười cười không nói chuyện. Triệu Như Lan lại nói, kỳ thật trong tay chúng ta nắm giữ chứng cứ đủ để cho Lương gia phụ tử ngậm miệng. Lý Khoát Hải nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, người cũng không phải không hiểu rõ ta, ta thích lấy đức phục người. Triệu Như Lan nói, người đã quyết định như vậy ta cũng không tiện nói gì, chỉ là Hồng Phong câu lạc bộ thanh danh nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, mấy cái kia tản tin tức lưới đỏ xử lý như thế nào. Lý Khoát Hải nói, trước tha bọn họ một lần, sự tình làm lớn chuyện đối với chúng ta cũng không chỗ tốt gì. Triệu Như Lan nhẹ gật đầu lại nói, ta đại ca muốn gặp ngươi. Lý Khoát Hải nhíu mày, hắn đến đây lúc nào? Đầu tuần. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Triệu Như Lan nói, hắn ý tứ. Lý Khoát Hải khóe môi lộ nở một nụ cười khổ, xem ra chung quy là các ngươi huynh muội càng thân cận một chút. Triệu Như Lan nói, hắn cũng không nghĩ như vậy. Lý Khoát Hải gật đầu nói, để hắn đến đây đi. Hắn đã đến. Lý Khoát Hải trong lòng thầm than, quả nhiên là nhất quán phong cách hành sự, không mời mà tới. Triệu Như Lan là phụ tá của hắn cũng là hồng nhan chi kỷ của hắn, mà Triệu Như Lan ca ca là cùng Lý Khoát Hải nổi danh thiên môn tứ thiên vương chi một mắt thiên vương Triệu Thiết Hán. Cùng Lý Khoát Hải tại thương trường thâm canh mảnh vân lắc mình biến hóa trở thành xã hội tên Lưu Kim Tan tài tuấn khác biệt, Triệu Thiết Hán vẫn kiên trì truyền thống giang hồ thủ đoạn, du tộc cùng màu xám khu vực, người này là thiên môn truyền thống thế lực đại biểu. Làm việc bất chấp hậu quả không từ thủ đoạn. Lý Khoát Hải cho rằng thời đại sớm đã cải biến, thiên môn cũng nên rất nhanh thức thời, trong mắt hắn Triệu Thiết Hán thủ đoạn bất nhập lưu mà lại nguy hiểm,
hắn từ đầu đến cuối cùng Triệu Thiết Hán vẫn duy trì một khoảng cách, nếu như không phải là bởi vì Triệu Như Lan nguyên nhân, hắn thậm chí có thể cả một đời không cùng này người lai vãng. Triệu Thiết Hán thân hình cao lớn, đầu chọc một mắt, hôm nay vì che khuất hắn một mắt mang lên trên kính râm, hắn sải bước đi vào Lý Khoát Hải quán trà, thân thể khôi ngô tự mang một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Triệu Như Lan dẫn hắn tiến vào phòng trà về sau, hướng Lý Khoát Hải cười cười, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng tướng cửa phòng mang lên. Triệu Thiết Hán tại Lý Khoát Hải đối diện bệ vệ ngồi xuống, trước đây không lâu Hứa Thuần Lương an vị tại cái ghế kia bên trên. Triệu Thiết Hán tháo kính râm xuống, lộ ra ánh mắt của hắn, hôm nay hắn mang tới một viên nghĩa mắt. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lý Khoát Hải luôn cảm thấy hắn viên kia nghĩa mắt như cùng chết cá đồng dạng. Triệu Thiết Hán nói, trời đầy mây đeo kính râm, người khác cũng làm ta là kẻ ngu. Lý Khoát Hải cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thiết Hán, hắn không có đứng dậy đón lấy, hắn chính là muốn Triệu Thiết Hán biết mình không chào đón hắn. Triệu Thiết Hán móc ra kính mắt phải xoa xoa kính râm, cái này chó nhập thời tiết, ta ghét nhất hỗ hải. Lý Khoát Hải nói, đã chán ghét liền không nên miễn cưỡng mình nha. Ê! Triệu Thiết Hán một mắt tiếp cận Lý Khoát Hải, toát ra rảo hoạt quang mang, người không chào đón ta. Lý Khoát Hải cầm lấy ấm trà rót cho hắn một chén trà, hoan nghênh. Triệu Thiết Hán nói, đó chính là chột dạ không muốn gặp ta, ta đem muội muội ủy thác cho ngươi chiếu cố, cũng không có để ngươi đem nàng cho ngủ, ngươi thật không phải thứ gì. Lý Khoát Hải trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, Thiết Hán, giữa chúng ta không có ngươi tưởng tượng như vậy dơ bẩn. Triệu Thiết Hán nói, là ngươi dơ bẩn, đừng mang ta lên muội muội. Một, Lý Khoát Hải đối cái này tiện nghi đại cứu tử có chút không thể làm gì, thở dài nói, ta đối Như Lan là thật tâm. Đừng mẹ nó đi theo ta bộ này, loại lời này ngươi dỗ dành Như Lan coi như xong, lão Lý, ngươi nếu là thật tâm, tranh thủ thời gian cùng ngươi nhà cái kia hoàng kiểm bà ly hôn, cưới muội muội ta vào cửa, đừng mẹ nó ăn nói suông chiếm em gái ta muội tiện nghi, nữ nhân thanh xuân cứ như vậy mấy năm, ngươi có hay không lương tâm a? Lý Khoát Hải chỉ có thể nghe hắn đổ ập xuống một trận thống mạ, trên mặt còn phải bồi cười, Thiết Hán, ngươi có thể hỏi một chút Như Lan, ta đối nàng như thế nào? Triệu Thiết Hán đương nhiên biết rõ Lý Khoát Hải những năm này cũng không có bạc đãi hắn muội muội, nhưng làm đại ca, vẫn là muội muội vô danh không có phân theo sát hắn ấm ức, trợn tròn chỉ có một con mắt nói, có tiền không nổi a. Thật đem mình xem như xã hội tên Lưu Kim Tan Tài Tuấn rồi. Người mẹ nó đừng quên xuất thân của mình, người chính là cái gian lận bài bạc. Lý Khoát Hải dở khóc dở cười nói, Thiết Hán, người tìm ta đến cùng chuyện gì? Triệu Thiết Hán mắng một trận. Trong lòng ngược lại là đau nhức nhanh hơn một chút, đưa tay móc ra một hộp khói. Lý Khoát Hải là cái cực kỳ tự hạn chế giảng quy của người, hắn không hút thuốc lá, cũng không cho phép người khác tại hắn phòng trà hút thuốc, nhưng là Triệu Thiết Hán là một ngoại lệ, nhìn thấy Triệu Thiết Hán móc ra thuốc lá, chẳng những không có phản đối, mà lại tranh thủ thời gian cầm lấy bật lửa giúp hắn đốt. Triệu Thiết Hán rút hai cái khói nói, chuyện tông kia tiểu vương bát con bê cho ngươi rước lấy phiền phức. Lý Khoát Hải nói, người trẻ tuổi làm việc khó tránh khỏi xúc động, bất quá sự tình đã giải quyết. Triệu Thiết Hán cười nói, bồi thường người ta 1.000 vạn đổi lấy hòa giải, người thật đúng là có tiền. Lý Khoát Hải nói, hòa khí sinh tài. Triệu Thiết Hán nói, người khác không rõ ràng ngươi, ta còn có thể không rõ ràng ngươi. Người lão Lý là Lý Lâm phủ hậu nhân, ăn uống mật kiếm, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lý Khoát Hải cười nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình làm gì trêu chọc nhiều như vậy phiền phức. Triệu Thiết Hán nói, không biết là ngươi cảnh giới tăng lên vẫn là lá gan nhỏ đi, một cái bỉ môn đời môn chủ liền đem ngươi dọa thành cái dạng này. Lý Khoát Hải nói, ta không phải sợ, là không cần phải vậy. Triệu Thiết Hán dùng sức hít một hơi thuốc lá, ta tiếp một cọc mua bán lớn. Lý Khoát Hải trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đối Triệu Thiết Hán mua bán lớn không có hứng thú. Càng không muốn bị liên lụy đi vào, nhưng Triệu Thiết Hán đã tới liền chứng minh hắn muốn kéo chính mình cùng một chỗ, Lý Khoát Hải trong lòng âm thầm cân nhắc phải làm thế nào cự tuyệt. Triệu Thiết Hán nói, người không cách nào cự tuyệt, hắn từ trong túi lấy ra một chi sắc thái lộng lẫy khổng tước linh nhẹ nhàng cắm ở trà khí bên trong. Lý Khoát Hải nhìn qua kia còn đang rung động lông vũ, tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt Thiên Vũ Lệnh. Tại Thiên Môn bên trong, Thiên Vũ Lệnh đại biểu cho tối cao chỉ thị. Như đồng môn chủ đích thân tới. Triệu Thiết Hán nói, ngươi cuối cùng còn nhận ra. Ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Thiết Hán tướng đầu mẩu thuốc lá nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, từ trong túi móc ra một tấm hình đưa cho Lý Khoát Hải,
Lý Khoát Hải tiếp nhận ảnh chụp, thấy rõ phía trên người kia về sau kinh ngạc nói, Đường Kinh Vĩ. Triệu Thiết Hán gật đầu nói, người này trong tay ta. Lý Khoát Hải nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, buông xuống chén trà thời điểm khóe môi lại lần nữa toát ra ý cười, hoan niên tập đoàn sự tình huyên náo xôn xao, Đường Kinh Vĩ đắc tội quá nhiều người, đã trở thành tang gia chi chó, cái này dạng người đã không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn coi là Triệu Thiết Hán muốn dọa dẫm Đường Kinh Vĩ. Triệu Thiết Hán nói, người cái gọi là giá trị đều là dùng tiền tài để cân nhắc sao? Không phải đâu, Lý Khoát Hải đối Đường Kinh Vĩ sự tình hay là vô cùng hiểu rõ, hắn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Triệu Thiết Hán nói, môn chủ thù ngươi quên sao? Trong miệng hắn môn chủ là bên trên đảm nhận môn chủ Trương Chí Hành. Lý Khoát Hải thấp giọng nói, không dám quên. Trương Chí Hành chẳng những là thiên môn trước đảm nhận môn chủ, cũng là bọn hắn những người này cha nuôi. Hiện tại thiên môn bên trong không ít cốt cán đều là cô nhi, Trương Chí Hành thu dưỡng bọn hắn, đem bọn hắn nuôi lớn, cho bọn hắn cung cấp dạy dục, dạy cho bọn hắn một thân bản lĩnh, Lý Khoát Hải cùng Triệu Thiết Hán đều là một thành viên trong đó, cũng chính là bởi vì đây, tại trong lòng của bọn hắn Trương Chí Hành như cùng phụ thân của bọn hắn đồng dạng. 20 năm trước Trương Chí Hành bởi vì lừa gạt tội xa lưới, lúc ấy cái này cái trải rộng cả nước lừa gạt đội cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Cũng là từ đó trở đi phong quang nhất thời thiên môn trầm luân xuống dưới, bọn hắn những này may mắn còn sống sót ngàn môn tử đệ nghe theo Trương Chí Hành lời khuyên, đường ai nấy đi, vùi đầu phát triển. Đường đánh nhịp điều tra cái này khởi đại án, cơ hồ tướng thiên môn triệt để phá vỡ người chính là Kiều Lão. 1. Triệu Thiết Hán nói, Đường Kinh Vĩ sở dĩ rơi xuống trình độ như thế là bởi vì Kiều gia. Lý Khoát Hải nhìn hắn một cái, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chẳng lẽ Triệu Thiết Hán muốn liên thủ Đường Kinh Vĩ đối phó Kiều gia? Lý Khoát Hải thấp giọng nói, lấy Kiều Lão lúc này địa vị của hôm nay, cùng hắn là địch là không rõ trí, thiên môn vừa mới khôi phục nguyên khí, chẳng lẽ người nghĩ 20 năm trước bi kịch tái diễn? Triệu Thiết Hán nói, Đường Kinh Vĩ trong tay có một trương bài, đánh đi ra liền có thể để Kiều gia đất rung núi chuyển, Kiều Lão lợi hại hơn nữa cũng lui ra tới, Kiều gia thanh thế không lớn bằng lúc trước, người không nên quên. Năm đó chúng ta tại môn chủ trước mộ phần đã thề, sinh thời nhất định phải là môn chủ báo thù rửa hận. Lý Khoát Hải thấp giọng nói, cái này thiên vũ lệnh ngươi là từ chỗ nào được đến? Triệu Thiết Hán nói, ngươi không cần quản, chỉ cần trả lời môn chủ thù ngươi đến cùng báo vẫn là không báo. Lý Khoát Hải duỗi tay cầm lên chi kia thiên vũ lệnh, đứng dậy hướng phía trước cửa sổ đi đến, đi vào phía trước cửa sổ, cẩn thận chu đáo lấy thiên vũ lệnh, môn chủ đối mấy người bọn hắn ân trọng như núi. Nếu như không có Trương Chí Hành, hắn căn bản không sống tới hiện tại, lại càng không cần phải nói có hôm nay chi thành tựu. Nhớ năm đó Trương Chí Hành vừa mới đền tội, bọn hắn cực hận Kiều gia, chỉ tiếc bọn hắn khi đó cánh chim không gió, nếu là mù quáng trả thù chỉ có thể là lấy trứng trọi đá, chờ đến mỗi người bọn họ có được sự nghiệp của mình, Kiều Lão uy danh như mặt trời ban trưa. Tại báo thù một chuyện bên trên liền Tứ Thiên Vương nội bộ đều không thể lấy được nhất trí, vốn cho rằng chỉ có thể lựa chọn buông xuống. Nhưng Triệu Thiết Hán hôm nay vừa cũ sự tình nhắc lại. Lý Khoát Hải thấp giọng nói, hổ gia hùng phong tại, ngươi ngàn vạn không thể đánh giá thấp Kiều gia. Triệu Thiết Hán nói, môn chủ đã nói trước, ai là hắn báo này đại thù, người đó là thiên môn chi chủ, ai dám vi phạm lời hứa năm đó, người đó là thiên môn công địch. Lý Khoát Hải trong lòng hơi động, thiên môn sở dĩ đến bây giờ không có chính thức môn chủ, cũng là bởi vì Trương Chí Hành di ngôn, Tứ Thiên Vương chế ước lẫn nhau. Bọn hắn mỗi người đều có nhược điểm, ai dám ruồng bỏ thiên môn, như vậy thiên môn liền sẽ tướng những này hắc liệu giao cho quan phương, để kẻ phản bội người người có thể chu diệt. Triệu Thiết Hán loại này một mực xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là Lý Khoát Hải không giống, hắn hiện tại đã công thành danh toại, phong quang vô hạn, một khi hắn ruồng bỏ thiên môn, ngày mai liền sẽ sự tình nghiệp hủy hết thậm chí trở thành dưới thềm chi tù. Lý Khoát Hải mỉm cười nói, người muốn ta ủng hộ ngươi trở thành môn chủ. Triệu Thiết Hán nói, ta có thể hay không trở thành môn chủ cũng không trọng yếu, mấu chốt là những người khác như là trở thành môn chủ đối ngươi nhưng không có chỗ tốt. Lý Khoát Hải đương nhiên biết rõ hắn nói những người khác là ai, Trường Tý Thiên Vương Viên Hoàng Bình, Trầm Mặc Thiên Vương Hứa Đông Nhai, hai người này đều nghĩ leo lên môn chủ chi vị, quan trọng hơn là thực lực của hai người bọn họ đều không kém hơn chính mình. Tứ Thiên Vương mỗi người đều muốn trở thành môn chủ, bởi vì chỉ có trở thành thiên môn chi chủ mới có thể tiêu trừ đi tai họa ngầm. Triệu Thiết Hán nói, ta biết ngươi bây giờ công thành danh toại, cẩn thận chặt chẽ, yêu quý Lông Vũ, thật có chút sự tình ngươi là trốn tránh không được.
Lý Khoát Hải thở dài nói, Thiết Hán, ta không phải là không muốn là môn chủ báo thù, mà là chuyện này cần phải cẩn thận xử lý. Triệu Thiết Hán nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta chỉ có muội muội một người thân, ta thương nàng nhất, xem ở trên mặt của nàng ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi cũng chỉ quản thả tâm, ta sẽ không để cho ngươi trực tiếp xuất thủ, ngươi chỉ cần giúp ta bày mưu tính kế, cung cấp ủng hộ, bất kỳ cái gì phong hiểm ta đến gánh chịu. Lý Khoát Hải đem trong tay chén trà chậm rãi buông xuống, Triệu Thiết Hán muốn chính là đầu óc của mình cùng giúp đỡ, hắn ở trong nội tâm yên lặng cân nhắc, qua rất lâu mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Đánh tính lúc nào trở về, Hạ Hầu Mộc Lan kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, dạo bước tại phổ sông bờ sông, rậm rạp mưa phùn tướng thế giới trở nên mông lung, cũng đem bọn hắn cùng đám người chung quanh cách ly, nghe hạt mưa rơi vào trên dù thanh âm, phảng phất cảm giác thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hứa Thuần Lương nói, ngày mai, ta lập tức muốn đi Đông Châu Cục Dân Chính đi làm, bệnh truyền nhiễm viện bên kia còn có chút công việc cần giao tiếp, không thể rời đi quá lâu. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, ta còn muốn tham gia thuốc bác biết được nhiều mốc một tuần lễ. Hứa Thuần Lương nói, khảo hạch chuẩn bị đến thế nào? Hạ Hầu Mộc Lan lòng tin tràn đầy nói, có người giúp ta có thể có vấn đề gì? Hứa Thuần Lương nói, khảo hạch bản thân vấn đề không lớn. Bất quá ngươi còn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị đi ứng đối, dù sao các ngươi bỉ môn nội bộ có thật nhiều người cũng không hy vọng ngươi có thể được tuyển. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta đối người môn chủ này cũng không có hứng thú gì, chờ qua mấy năm tìm tới nhân tuyển thích hợp, ta liền đem môn chủ vị trí nhường ra đi. Hiện tại sở dĩ muốn đối môn chủ chi vị nhất định phải được, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Tào Tân Vệ sự tình, muốn tướng bí mật này triệt để che giấu, nhất định phải trước kế thừa môn chủ chi vị. Hứa Thuần Lương nói, dưới mặt đất tàng binh động hết thảy vết tích tận lực xóa đi, nơi đó thủy chung là cái tai họa ngầm, nếu là lộ ra ánh sáng, sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Hạ Hầu Mộc Lan gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta đã làm ra thích đáng an bài, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, ta sẽ chủ động hướng ban ngành liên quan cung cấp manh mối. Hứa Thuần Lương nắm ở eo nhỏ của nàng, Hạ Hầu Mộc Lan ôm tại trong ngực của hắn, chỉ muốn giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Chỉ muốn đời này kiếp này cứ như vậy lẳng lặng rúc vào trong ngực của hắn. Hai người đều đắm chìm trong ngọt ngào trong ôn nhu, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm non nớt nói, Hứa ca ca. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, thanh âm này có chút quen thuộc, mà lại đối phương trực tiếp liền hô lên hắn dòng họ. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, đã thấy một cái trắng nõn thanh tú thiếu nữ đánh lấy một thanh dù đen đứng ở sau lưng bọn họ, cô bé này là Tiên. Thuần Nhất, Trần Bích Viện nữ nhi. Lần trước Hứa Thuần Lương thụ phụ thân ủy thác đến Hỗ Hải tham gia Trần Bích Viện tang lễ, cũng là tại lần kia quen biết nữ nhi của nàng Tiễn Thuần Nhất. So với bên trên lần lúc gặp mặt, Tiễn Thuần Nhất cao lớn hơn một chút, gầy một chút. Thuần Nhất, Hứa Thuần Lương chuẩn xác không sai lầm gọi ra tên của nàng. Tiễn Thuần Nhất tại Hứa Thuần Lương trước mặt lần thứ nhất triển lộ ra tiếu dung, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao lại thế, Thuần Nhất, đủ xảo a. Hỗ Hải như thế phần lớn có thể gặp được ngươi. Tiễn Thuần Nhất ngượng ngùng nở nụ cười, bình thường ta mỗi ngày đều từ con đường này về nhà, nhìn thấy thân ảnh có chút giống ngươi, theo các ngươi có một khoảng cách. Hạ Hầu Mộc Lan đánh giá tiểu cô nương này, cũng là mỹ nhân phôi, Hứa Thuần Lương thật không phải cái thứ tốt, nhỏ như vậy hài tử cũng nhẫn tâm xuống tay. Hứa Thuần Lương nhìn ánh mắt của nàng liền đoán được nàng hiểu lầm, tranh thủ thời gian giới thiệu, Tiễn Thuần Nhất, ta tiểu muội muội, hai nhà chúng ta là thế giao. Hắn cũng không biết rõ lão ba cùng Tiễn Thuần Nhất mẫu thân đến cùng là quan hệ như thế nào, dù sao thế giao khẳng định không sai. Lại hướng Tiễn Thuần Nhất nói, Hạ Hầu Mộc Lan, người phải gọi tỷ tỷ ta. Bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Tiễn Thuần Nhất kiểu nói này, Hạ Hầu Mộc Lan lập tức hảo cảm với nàng tăng gấp bội, cười nói, người mới xinh đẹp đâu. Tiễn Thuần Nhất nói, ta mời các người uống cà phê. Nàng là thật muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Nhiệt tình mời hai người bọn họ đi trước mặt Starbucks. Hứa Thuần Lương không thích ăn cái đồ chơi này, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt tiểu cô nương hảo ý, huống chi Hạ Hầu Mộc Lan đã cùng Tiễn Thuần Nhất cùng đi tới. Đi Starbucks ngồi xuống, Hạ Hầu Mộc Lan cùng Tiễn Thuần Nhất rất nhanh liền quen thuộc, hai người nói không ngừng, Hứa Thuần Lương chỉ có thể xung làm một cái dự thính người nhân vật, bất quá hắn cũng đã nhận được không ít tin tức, Tiễn Thuần Nhất hiện tại đã lên đại học, ngay tại Hỗ Hải danh giáo phục sáng. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng nàng sẽ còn nhắc lên thủy tinh mặt dây chuyền sự tình, nhưng Tiễn Thuần Nhất căn bản không có sách chuyện này, giống như trước đây chưa hề phát sinh qua đồng dạng.
Hạ Hầu Mộc Lan đi toilet thời điểm, Tiễn Thuần Nhất hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, ta biết ngươi đến Hỗ Hải, luôn cảm thấy có thể gặp được ngươi, không nghĩ tới thật tại trên đường cái gặp. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao ngươi biết? Tiễn Thuần Nhất nói, trên mạng có người bị người truy đánh video. Hứa Thuần Lương nhìn không được cười lên, hắn là sao không nghĩ tới sẽ bị người dùng loại phương thức này chú ý đến, nhấp một hớp cà phê nói, Thuần Nhất, gần nhất trôi qua thế nào? Tiễn Thuần Nhất nói, lên đại học, rất tốt, cha ta tái hôn. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiễn Vĩ Quang nhanh như vậy liền kết hôn, Hứa Thuần Lương nói, có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Tiễn Thuần Nhất cười nói, tại sao muốn ngươi hỗ trợ? Ngươi cũng cùng người khác, cho là ta đã mất đi mẫu thân, phụ thân lại gây dựng gia đình, cho nên cuộc sống của ta chính là bi thảm thế giới. Nàng lắc đầu nói, không phải cái dạng này, cha ta đối với ta rất tốt, ta mẹ kế đối ta cũng rất tốt. Điện thoại di động của nàng vang lên, nhìn lướt qua màn hình, hướng Hứa Thuần Lương nói, ta tiểu mụ điện thoại, bọn hắn chờ ta tối về ăn cơm đâu. Tiễn Thuần Nhất cầm điện thoại lên vừa mới nói vài câu liền để xuống. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi nhanh đi đi, đừng để bọn hắn đợi lâu. Tiễn Thuần Nhất nói, không vội, chờ một lúc tiểu mụ tới đón ta. Hạ Hầu Mộc Lan trở về thời điểm, Tiễn Thuần Nhất tiểu mụ vừa vặn tới đón nàng, Tiễn Thuần Nhất khoát tay áo rời đi trước. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn qua bên ngoài, nhìn thấy Tiễn Thuần Nhất chui vào một chiếc Mercedes GLE, xem ra nhỏ cô nàng gia cảnh không tệ. Lúc đầu nàng rất hiếu kỳ Tiễn Thuần Nhất tiểu mụ là cái dạng gì, đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối đều không có xuống xe, cho nên cũng vô duyên nhìn thấy chân dung. Ánh mắt chuyển hướng Hứa Thuần Lương, phát hiện Hứa Thuần Lương cấp tốc tướng Tiễn Thuần Nhất đã dùng qua cái chén thu nạp đến trong túi giấy, ghé vào Tiễn Thuần Nhất vừa rồi ngồi qua địa phương thế mà bị hắn tìm được một sợi tóc. Hạ Hầu Mộc Lan trợn mắt hốc mồm, người này hành vi có phải hay không có chút quá mức? Ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương hướng nàng làm cái im lặng thủ thế, tướng tìm tới tóc cẩn thận thu vào, thấp giọng nói, có hay không cảm thấy ta cùng dung mạo của nàng có như vậy chút giống? Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, thật không có cảm giác đến hai người bọn họ chỗ nào giống, một cái họ Hứa một cái họ Tiền, một cái hắc một cái bạch, một cái cường tráng một cái yếu đuối, nhưng Hứa Thuần Lương đã nói như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Hạ Hầu Mộc Lan hơi chút suy nghĩ, lập tức minh bạch cái gì, cố nén cười nói, các ngươi sẽ không phải là thất lạc nhiều năm thân huynh muội. Nàng gương mặt xinh đẹp đều nghẹn đỏ lên. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chớ đoán mò, ta cũng chính là có như vậy điểm hoài nghi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cụ thể một chút, ta giúp ngươi giữ bí mật. Chuyện này thật đúng là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, dù sao liên quan đến tương lai mình cô em chồng. Hứa Thuần Lương nói, mẹ của nàng cùng cha ta quan hệ không tệ, vừa vặn hai ta danh tự ở giữa cũng đều mang một cái thuần chữ, cho nên. Ngươi minh bạch, một Hạ Hầu Mộc Lan liên tục gật đầu, ta minh bạch. Nói cách khác Hứa Thuần Lương đa tình là có truyền thừa, giải thích như vậy liền tương đối lưu loát. Hai Hứa Thuần Lương nói, cũng có thể là ta quá nhạy, tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói, vô luận thật giả, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hạ Hầu Mộc Lan u nhiên thở dài nói, xem ra yêu các người Hứa gia nam nhân còn thật sự là một chuyện cao nguy hiểm sự tình đâu. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cho nên muốn làm đủ phòng hộ biện pháp, năng lực của ta ngươi là rõ ràng. Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp bịt kín thẹn thùng đỏ ửng, ôn nhu nói, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao. Có một số việc tránh là không tránh khỏi, tựa như Lương gia chàng tai nạn này, mặc dù phong ba đi qua, nhưng nhất gia chi chủ Lương Thụ Đức lại vẫn ở vào lo nghĩ cùng sợ hãi bên trong. Triệu Như Lan cho hắn những hình kia để hắn ý biết đến, Lý gia tùy thời đều có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Tại Lương Thụ Đức xem ra, kia 1000 vạn chính là Lý gia chôn xuống một viên bom hẹn giờ, hắn không tin Lý gia sẽ cam tâm tình nguyện xuất ra 1000 vạn, nếu Lý gia bởi vì việc này mà ghi hận hắn, chỉ sợ sớm khuya còn sẽ cùng hắn tính sổ sách. Hứa Gia An đồng dạng sợ hãi, nàng lo lắng là nữ nhi cùng Lý Truyện Tông quan hệ, mặt ngoài hai người quay về tại tốt. Nhưng nàng lại rõ ràng hết thảy đều là tạm thời, Lý Truyện Tông không có khả năng cưới con gái nàng vào cửa, nữ nhi đã chết qua một lần, nàng cũng không muốn đồng dạng bi kịch lại phát sinh một lần. Hứa Gia An đề nghị trưởng phu đi cùng Lý Truyện Tông hảo hảo nói một chút, nhưng Lương Thụ Đức cho rằng không có trao đổi tất yếu, Hứa Gia An quyết định tự mình đi tìm Lý Truyện Tông. Đỉnh lấy phụ thân áp lực tới nói xin lỗi Lý Truyện Tông cũng là cố nén tính tình, thật vất vả mới qua loa Lương Lập Hân. Rời đi thời điểm nhưng lại bị Hứa Gia An ngăn cản. Lý Truyện Tông gạt ra một cái nụ cười nói, a di tốt. Hứa Gia An thanh âm có chút khàn giọng, Lý tiên sinh,
ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lý Truyện Tông nhẹ gật đầu, nhìn hai bên một chút, hắn có chút do dự, nói thật hắn hiện tại đã không muốn lại cùng Lương gia có quá nhiều liên quan, phụ thân để hắn tới xin lỗi, cuối tuần hắn liền sẽ rời đi biển đi hải ngoại một đoạn thời gian, phụ thân không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, không muốn ảnh hưởng đến Đức Ngân danh dự, bởi vì chính mình lỗ mãng, Hồng Phong câu lạc bộ đã bị ảnh hưởng rất lớn, phụ thân cũng hao tốn 1.000 vạn đổi lấy Lương Lập Nam thông cảm, hắn hiện tại có chút hối hận, không muốn lại phức tạp. Hứa Gia An nói, đi xe của ngươi bên trong nói đi, sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu thời gian. Lý Truyện Tông suy nghĩ một chút vẫn đồng ý Hứa Gia An đề nghị. Hai người sau khi lên xe, Hứa Gia An nhìn thoáng qua phía trước ngồi lái xe, Lý Truyện Tông khoát tay áo, để lái xe xuống xe. Lái xe rời đi về sau, Hứa Gia An nói, Lý tiên sinh, nhà chúng ta Lập Hân cho ngươi thêm phiền toái. Lý Truyện Tông sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng Hứa Gia An muốn chỉ trích mình, không nghĩ tới nàng thế mà nói như vậy, hắn thở dài nói, a di, chuyện này trách ta không có cùng Lập Hân nói rõ ràng, để nàng hiểu lầm chúng ta quan hệ. Hứa Gia An nói, ngươi kỳ thật không cần thiết tới nói xin lỗi, Lập Hân là cái nha đầu ngốc, nếu như ngươi cho nàng hy vọng, nàng về sau sẽ còn làm chuyện điên rồ. Lý Truyện Tông trong lòng tự nhủ nàng về sau lại làm chuyện điên rồ cùng ta lại có quan hệ gì. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến xin lỗi, là cha ta bước ta tới, Lý Truyện Tông nói, ta về sau sẽ không lại quấy rầy nàng. Hứa Gia An nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có thích qua nàng có đúng hay không? Lý Truyện Tông nói, a di, ta cùng Lập Hân hoàn toàn chính xác chỗ qua bằng hữu, nhưng hiện ở thời đại này chỗ bằng hữu không nhất định phải kết hôn. Hứa Gia An gật đầu nói, cũng thế, các ngươi cái này đời người cùng ta nhóm đi qua không đồng dạng. Lý Truyện Tông quan sát Hứa Gia An cảm xúc phi thường bình tĩnh, hắn suy nghĩ như thế nào mau chóng kết thúc trận này nhàm chán nói chuyện. Hứa Gia An lại nói, ngươi là dùng phương pháp gì để Lập Nam đồng ý thông cảm ngươi? Lý Truyện Tông trong lòng giật mình, Lương Lập Nam đồng ý tha thứ điều kiện một trong chính là muốn giấu giếm người nhà của hắn, thật không nghĩ đến chuyện này vẫn là bị người nhà của hắn biết, nghĩ lại, Lương Lập Nam cũng chẳng qua là nói dứt lời, Lương gia không có cao thượng như vậy, nếu như bọn hắn thật có cốt khí liền sẽ không tiếp nhận phụ thân khoản tiền kia. Lý Truyện Tông nói, ta bồi thường hắn 1.000 vạn. Hứa Gia An thở dài một hơi nói, 1.000 vạn, quả thật là 1.000 vạn. Lý Truyện Tông trong lòng tự nhủ ngươi chỉ sợ đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đi, hắn thấp giọng nói, chuyện này vô luận ai đúng ai sai, ta đều không hy vọng khuếch đại, a di, nếu như người còn có điều kiện gì có thể đưa ra đến, chỉ cần ta có thể thỏa mãn đều sẽ đáp ứng. Hứa Gia An nói, nhi tử ta bị đánh thành cái dạng kia, nữ nhi của ta trong sạch, ngươi 1.000 vạn liền toàn bộ giải quyết, về sau ngươi tiếp tục làm ngươi thiếu gia nhà giàu, tiếp tục tiêu diêu tự tại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Lý Truyện Tông nói, a di, ta cũng có nỗ lực, trưởng phu ngươi cùng nhi tử đều tại điều giải trên sách ký tên. Hứa Gia An nhìn qua Lý Truyện Tông nói, ngươi có hay không hỏi qua ta? Lý Truyện Tông cười khổ nói, câu nói này ngươi hẳn là đến hỏi người nhà của ngươi mà không phải ta. Hứa Gia An nói, ngươi dùng 1.000 vạn giải quyết tất cả phiền phức, nhi tử ta bởi vì gãy xương nằm tại trong bệnh viện chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, nữ nhi của ta trở về từ cõi chết, còn đối ngươi ôm một khối tình si, không biết đời này có thể hay không từ ngươi mang cho nàng tổn thương bên trong đi tới. Lý Truyện Tông nói, Lương Lập Nam nhiều nhất 3 tháng liền bình phục, cũng không thể bởi vì Lương Lập Hân cùng ta chỗ mấy ngày bằng hữu liền để ta cưới nàng a. Nếu như là dạng này, ta hẳn là cưới nữ quá nhiều người. Hứa Gia An ôi ôi nở nụ cười, Lý Truyện Tông bị nàng cười đến đáy lòng run rẩy, chỉ cửa xe nói, ta nghĩ chúng ta nói chuyện nên kết thúc. Hứa Gia An nói, ngươi cho rằng Lý gia tài hùng thế lớn liền ỷ thế hiếp người. Ngươi cho rằng vung cho chúng ta 1.000 vạn liền có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh. Không thể nào, nam nhân ta vô dụng, nhi tử ta vô dụng, nhưng là bọn ta nhà không phải mặc cho các ngươi nhục nhã khi dễ. Lý Truyện Tông đối mặt với có chút điên cuồng Hứa Gia An cảm thấy sợ hãi, hắn lớn tiếng nói, đủ rồi, ra ngoài, ngươi ra ngoài. Hứa Gia An bỗng nhiên liều lĩnh hướng Lý Truyện Tông đánh tới, Lý Truyện Tông vô ý thức đi đẩy ra nàng, nhưng Hứa Gia An vẫn liều mạng đi bắt hắn cào hắn, Lý Truyện Tông thật sự là sợ cái con mụ điên này, hắn một bên lui lại, một bên mở ra sau lưng cửa xe, hướng về phía bên ngoài hô to, người tới đây mau. Xô đẩy thời điểm, trong tay sờ đến sền sệt đồ vật. Lý Truyện Tông nhấc khởi mình tay xem xét, trường trong lòng tràn đầy máu tươi, hắn dọa đến hồn phi phách tán, cho là mình bị Hứa Gia An đâm trúng,
kêu rên nói ta chảy máu, ta chảy máu. Hứa Gia An gắt gao bắt hắn lại tay, tựa như một đầu quật cường dây leo, Lý Truyện Tông mang theo Hứa Gia An té lăn quay cửa xe bên ngoài, lái xe tới ý đổ tách ra bọn hắn, bảo an cũng nghe tiếng chạy đến. Thật vất vả mới đưa hai người tách ra, Lý Truyện Tông dọa đến tê liệt trên mặt đất, nhuốm máu hai tay run rẩy tại bộ ngực của mình phần bụng tìm tòi, hắn không có cảm giác được đau đớn, hẳn không có thụ thương, nhưng máu tươi là từ đâu tới. Hứa Gia An nằm trên mặt đất, bụng của nàng cắm một thanh dao quân dụng, máu me đầm đìa ngón tay hướng Lý Truyện Tông, dùng hết toàn lực cao giọng nói, hắn muốn giết ta. Lý Truyện Tông thích thu thập dao quân dụng, thanh này dao quân dụng là Lương Lập Hân chuẩn bị đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn, phía trên còn khắc lấy tên của hắn. Cái này khởi sự kiện đẫm máu phát sinh ở bệnh viện, Hứa Gia An trước tiên được đưa đi cứu giúp. Cảnh sát đuổi tới về sau mang đi người hiểm nghi Lý Truyện Tông, Lý Truyện Tông bị Hứa Gia An dọa cho bể mật gần chết, lặp đi lặp lại tái diễn đồng dạng một câu, ta không giết nàng, ta không giết nàng. Hứa Gia Văn lúc đầu đều đã chuẩn bị rời đi biển, thật không nghĩ đến phát sinh chuyện lớn như vậy, tỷ tỷ trạng thái tinh thần coi như ổn định, nàng cũng nghĩ không thông vì sao lại làm ra như thế cực đoan hành vi. Hứa Thuần Lương nghe hỏi đuổi tới bệnh viện thời điểm, Hứa Gia An đã làm xong giải phẫu, khôi phục về sau đưa nàng đưa vào phòng bệnh. Lương Thụ Đức sầu mi khổ kiểm nhìn qua thê tử, vốn cho rằng hết thảy thật vất vả có một kết thúc, nghĩ không ra nàng lại phức tạp, dù sao hắn là không tin Lý Truyện Tông sẽ đối với thê tử hành hung, căn bản tìm không thấy động cơ. Lương Thụ Đức nhìn qua vừa mới thức tỉnh thê tử thở dài nói, Gia An, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Gia An hai mắt trực câu câu nhìn trần nhà, chờ ta xuất viện chúng ta ly hôn đi. Lương Thụ Đức cười khổ nói, Gia An, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, xem ra gây tê hiệu lực còn không có đi qua. Ta rất thanh tỉnh, có thể nói là nhà chúng ta nhất thanh tỉnh một cái, Lương Thụ Đức, ngươi đã làm gì, chính ngươi rõ ràng, nể tình vợ chồng một trận phân thượng, ta cho ngươi chừa chút mặt mũi. Lương Thụ Đức trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ bí mật của hắn đã bị thê tử biết rồi? Không có khả năng. Lý Gia rõ ràng đáp ứng mình sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, bọn hắn không có lý do kích thích mâu thuẫn. Lương Thụ Đức đang muốn giải thích, Hứa Thuần Lương mở miệng nói, cô phụ, người đi ra ngoài trước đi. Hứa Gia Văn cũng nhẹ gật đầu, Lương Thụ Đức thở dài nói, vậy thì tốt, ta đi ra ngoài trước, Gia An, người nghỉ ngơi thật tốt. Hứa Gia An căn bản không muốn phản ứng hắn, chán ghét nhắm hai mắt lại. Lương Thụ Đức rời đi về sau. Hứa Gia Văn đi vào bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống, nắm chặt tay của nàng, vành mắt đều đỏ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Gia An vẫn nhắm hai mắt, cho các ngươi thêm phiền toái, ta nghĩ ngủ một hồi. Hứa Gia Văn nói chuyện, nàng cũng không tiếp tục để ý. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ tiểu cô bả vai, hai người đi ra phía ngoài, Hứa Gia Văn nhịn không được khóc lên, đến cùng là tạo cái gì nghiệt, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hứa Thuần Lương nói, người đem hai nhà tự mình hòa giải sự tình nói cho nàng biết. Hứa Gia Văn lắc đầu, không có, ta làm sao có thể nói cho nàng. Hứa Thuần Lương nói, vậy chính là có người đem tình hình thực tế nói cho nàng, đại cô không thể nào tiếp thu được, cho nên nàng mới có thể đơn độc tìm Lý Truyện Tông muốn thuyết pháp. Hứa Gia Văn nói, người nói là nàng chủ động đi tìm Lý Truyện Tông. Hứa Thuần Lương nói, nếu không giải thích thế nào nàng tại Lý Truyện Tông trên xe. Cũng không thể là Lý Truyện Tông chủ động đem nàng mời lên xe. Hắn đối với chuyện này thấy phi thường rõ ràng, lần này sự kiện đẫm máu rất có thể là đại cô tự biên tự diễn, từ vừa rồi đại cô đối Lương Thụ Đức thống hận đến xem, đại cô đã biết hắn phản bội sự tình, đôi này đại cô tới nói là một cái cực lớn kích thích, Lương Lập Nam bị đánh, tại Lý ra 1.000 vạn bồi thường trước mặt cúi đầu, lại là một cái kích thích. Lương Lập Hân bị yêu đương làm choáng váng đầu óc, vẫn đối Lý Truyện Tông ôm lấy hy vọng xa vời. Mấy dạng này nhân tố tập hợp lại cùng nhau mới ép vỡ đại cô tinh thần phòng tuyến. Hứa Gia An nên là cho rằng chỉ có tướng Lý Truyện Tông đưa vào ngục giam mới có thể bảo vệ con cái của mình, có lẽ là nàng muốn dùng một trận đổ máu phương thức đến tỉnh lại nhi nữ hồ đồ đầu não. 1. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Lý Truyện Tông có hành thích khả năng, trên một điểm này hắn cùng cảnh sát quan điểm nhất trí. Hứa Gia Nhân quả thật không có một cái nào dễ trêu, nếu như Hứa Thuần Lương suy đoán là chính xác. Đại cô cách làm cũng không sáng suốt, bất quá cân nhắc đến nàng chịu kích thích, làm ra quá kích hành vi cũng tình có thể hiểu. Lương Thụ Đức cũng không đi xa, nhìn thấy hai người bọn họ ra, cũng bu lại, một mặt ân cần dò hỏi, Gia Văn, tỷ ngươi cảm xúc thế nào? Hứa Gia Văn thở dài, nàng không muốn cùng chúng ta câu thông.
Lương Thụ Đức nói, đối ta cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đối ngươi cũng không đồng dạng, nếu như không phải ngươi có lẽ hôm nay liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lương Thụ Đức có chút không vui nói, Thuần Lương lời này của ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, không có ý gì, mượn dùng ta đại cô vừa rồi câu nói kia, ngươi đã làm gì, chính ngươi rõ ràng nhất. Lương Thụ Đức sắc mặt thay đổi, Thuần Lương, ngươi làm sao nói đâu? Lúc này Hạ Hầu Mộc Lan vội vàng đi tới, nàng vừa đi nghe ngóng tình huống. Trước mắt hiểu rõ đến tình huống là trong xe chứa giám sát, vốn là Lý Khoát Hải dùng để giám sát nhi tử ngày thường sở tác sở vi biện pháp, không muốn cho tới hôm nay có đất dụng võ. Lúc ấy trong xe phát sinh tình huống bị toàn bộ hành trình ghi xuống, mà lại Lý Truyện Tông tại nói chuyện thời điểm có thêm một cái tâm nhãn, sớm mở ra giọng nói bản ghi nhớ, tướng hai người đối thoại tiến hành toàn bộ hành trình ghi âm. Trên cơ bản kết luận Lý Truyện Tông là trong sạch, hiện tại có phiền phức ngược lại là Hứa Gia An. Lương Thụ Đức nghe nàng nói xong nhìn không được phàn nàn nói, nữ nhân này thật sự là hồ đồ, thành sự không có bại sự có dư. Hứa Thuần Lương nghe vậy rốt cuộc ép không được lửa giận trong lòng, một thanh nắm chặt Lương Thụ Đức cổ áo, hung hăng đem hắn chống đỡ ở trên tường, gắt gao tiếp cận hai mắt của hắn, gầm nhẹ nói, người mẹ nó là cái thá gì? Có thật sao tư cách chỉ trích ta đại cô? Thuần Lương, Hứa Gia Văn vốn là muốn đi ngăn cản Hứa Thuần Lương, lại bị Hạ Hầu Mộc Lan ngăn lại. Hứa Thuần Lương nói, con gái của ngươi tự sát, nhi tử bị đánh, ngươi thân là phụ thân làm cái gì? Vì cái gì không dám xuất đầu vì bọn họ đòi lại công đạo? Nếu như ngươi hơi có chút nam nhân đảm đương, ta đại cô làm sao đến mức làm ra như thế cực đoan hành vi? Lương Thụ Đức mặt dọa đến trắng bệch ngươi, ngươi thả ta ra, thật dễ nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi xứng sao? Hai tên cảnh sát hướng phương hướng của bọn hắn đi tới. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở Hứa Thuần Lương không cần làm ra quá kích cử động. Hứa Thuần Lương buông ra Lương Thụ Đức, tại trên bả vai hắn hung hăng đập hai lần, có thể hay không giống cái nam nhân một dạng đi đối diện. Lương Thụ Đức hai chân sụi lơ, phía sau lưng tựa vào vách tường tuột xuống, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương quay người rời đi, đến đi ra bên ngoài, Hứa Gia Văn đuổi theo, Thuần Lương, ngươi đi làm cái gì a? Hứa Thuần Lương dừng bước lại. Hứa Gia Văn nói, Thuần Lương, chúng ta phải giúp ngươi một chút đại cô, cũng không thể để nàng bởi vậy ngồi tù a. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, người đi bồi biểu tỷ đi, hy vọng nàng đừng lại xảy ra chuyện, cũng hy vọng đại cô máu có thể để cho đầu óc của nàng trở nên thanh tỉnh một chút. Hứa Gia Văn nhẹ gật đầu. 1. Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan trở lại trên xe, Hạ Hầu Mộc Lan biết hắn tâm tình không tốt, chủ động nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, chí ít người đều vô sự. Hứa Thuần Lương nói, ta đánh giá thấp đại cô huyết tính. 1. Hạ Hầu Mộc Lan thở dài nói, nàng sở dĩ làm như vậy cũng không phải là nhằm vào Lý Truyện Tông, cũng không phải là không có cân nhắc đến chân tướng bại lộ khả năng. Ta luôn cảm thấy, nàng là muốn dùng dạng này phương thức cực đoan tỉnh lại nhi nữ lý trí, nhất là không muốn ngươi biểu tỷ lại hồ đồ xuống dưới, ta hiện tại cuối cùng hiểu được cái gì gọi là mẫu lại được. Hứa Thuần Lương nói, phát sinh chuyện như vậy. Biểu tỷ ta cùng Lý Truyện Tông khẳng định không có khả năng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, kỳ thật toàn thế giới đều biết, chỉ có chính nàng không biết, ta ngược lại không cho rằng ngươi đại cô làm như vậy xúc động, nàng nhất định làm qua nghĩ sâu tính kỹ, tỉnh lại nhi nữ đồng thời cũng hướng Lý ra biểu sáng tỏ thái độ của nàng, vì nhi nữ nàng có thể làm một chuyện gì. Hạ Hầu Mộc Lan có câu nói không nói, dưới cái nhìn của nàng Hứa Gia An làm việc có chút ích kỷ, chỉ cân nhắc đến con cái của mình, cũng không cân nhắc đến chất nhi cảm thụ. Nàng hành vi hôm nay để Hứa Thuần Lương cố gắng trước đó toàn đều nước chảy về biển đông, mà nàng lưu lại cái này cục diện rối rắm lại chỉ có Hứa Thuần Lương mới có năng lực thu thập, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. 1. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hạ Hầu Mộc Lan nói, hiện đang chủ động quyền đã rơi vào Lý Truyện Tông trong tay, nếu như hắn kiên trì muốn cáo ngươi đại cô, chỉ sợ muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, ta có chút kỳ quái, ta đại cô là làm sao biết hết thảy? Tiểu cô không nói, Lương Thụ Đức không có khả năng nói, Lương Lập Nam nằm tại bệnh viện. Hạ Hầu Mộc Lan nói, chẳng lẽ là Lý Truyện Tông cố ý báo cho nàng. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, Lý Truyện Tông cũng không rõ ràng Lương Thụ Đức sự tình, đem tất cả chân tướng nói cho ta đại cô cũng không phù hợp nhà bọn hắn lợi ích. Ngươi nói là có người từ đó cố ý gây mâu thuẫn, kích thích ngươi đại cô. Hứa Thuần Lương nói, dù sao chuyện này có chút kỳ quặc, mặc kệ nó. Việc cấp bách là thuyết phục Lý Gia từ bỏ truy cứu ta đại cô trách nhiệm. Hạ Hầu Mộc Lan tràn ngập đồng tình nhìn qua Hứa Thuần Lương,
Lương gia sự tình thật là để hắn khó xử. Ta muốn cáo nàng, ta muốn để kia nữ nhân điên vào ngục giam. Lý Truyện Tông tái diễn câu nói này, ánh mắt của hắn lại lộ ra sợ hãi. Tiếu Diện Thiên Vương Lý Khoát Hải biểu lộ phức tạp nhìn qua nhi tử, chuyện này diễn biến vượt qua ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không nghĩ tới nguyên vốn đã lắng lại phong ba lại lần nữa nhắc lên. Lý Khoát Hải để nhi tử đi nghỉ trước, cố vấn pháp luật Lưu Vân Cát tướng sự kiện trải qua hướng hắn tiến hành một cái hoàn chỉnh báo cáo. Lưu Vân Cát nói, chúng ta đã đem trong xe video theo dõi sách cung cấp cảnh sát, thiếu gia cũng cung cấp ghi âm, chứng cứ hoàn toàn có thể chứng minh thiếu gia trong sạch, từ đầu tới đuôi đều là Hứa gia An tự biên tự diễn nháo kịch, đao là nàng đưa đến trên xe, cũng là chính nàng thọc mình một đao, nghĩ phải giá họa cho thiếu gia. Lý Khoát Hải nói, nữ nhân này đủ hung ác a. Lưu Vân Cát nhẹ gật đầu, lòng tin tràn đầy nói, chúng ta có thể khởi tố nàng, hành vi của nàng đã xúc phạm hình pháp. Lý Khoát Hải nói, người đi về trước đi, ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Lưu Vân Cát đứng dậy cáo từ. Lý Khoát Hải cho Triệu Như Lan gọi điện thoại, để nàng lưu ý tin tức dư luận, phòng ngừa bất lợi cho Lý gia tin tức chảy ra. Hứa Thuần Lương đến nhà bái phòng tại Lý Khoát Hải trong dữ liệu, Lý Khoát Hải kỳ thật vẫn luôn đang chờ hắn. Lý Khoát Hải đã chuẩn bị xong bài, nhưng là muốn trước nhìn Hứa Thuần Lương ra dạng gì bài, mới cân nhắc ứng đối ra sao. Trong vòng một ngày hai độ gặp mặt, ban ngày là Lý Khoát Hải chủ động mời, mà ban đêm biến thành Hứa Thuần Lương chủ động đến nhà, song phương công thủ lập trường đã cải biến. Cho dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lý Khoát Hải y nguyên vẻ mặt tươi cười, Hứa khoa trưởng muộn như vậy tới nhất định có việc gấp a. Hứa Thuần Lương cười nói, vốn không muốn đến, nhưng suy nghĩ một chút. Có một số việc vẫn là ở trước mặt nói rõ ràng tốt. Lý Khoát Hải gật đầu nói, đúng vậy a, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Hứa Thuần Lương nói, con trai của ngài còn tốt chứ? Lý Khoát Hải thở dài nói, bị kinh sợ dọa, đến bây giờ đều không thể chấn định, đã giúp hắn tìm bác sĩ tâm lý tiến hành tâm lý khai thông, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể từ loại trạng thái này bên trong đi tới. Hứa Thuần Lương nói, biểu tỷ ta cùng biểu ca cũng giống như vậy. Lý Khoát Hải nghe ra hắn nói bóng gió, nhà ngươi có một cái cần tâm lý khai thông, ta bên này có hai đâu. Lý Khoát Hải nói, người tuổi trẻ bây giờ tâm lý chính là yếu ớt, động một chút lại tìm cái chết, còn khiếm khuyết đảm đương, xảy ra sự tình liền lựa chọn trốn tránh. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ra được ngươi là người cha tốt. Lý Khoát Hải nói, ta không được chọn a. Hứa Thuần Lương nói, bất quá xảy ra sự tình cũng không thể một vị trách cứ nhi nữ khiếm khuyết đảm đương. Thích trốn tránh, nhìn theo góc độ khác chuyện này cũng phản ứng phụ mẫu giáo dục thiếu thốn. Lý Khoát Hải cười ha hả, không tệ, cho nên xảy ra sự tình phụ mẫu muốn nhận gánh trách nhiệm. Ê, Hứa Thuần Lương nói, người có tiền có thể thay nhi tử xuất tiền, nhưng cũng không phải là mỗi cái phụ mẫu đều có người thực lực như vậy cùng lực lượng. Lý Khoát Hải nói, Hứa khoa trưởng muộn như vậy tới tìm ta là vì ngươi cô sự tình. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tổng không cần hiểu lầm. Ta đêm nay tới không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ muốn biết một chút thái độ của ngươi. Lý Khoát Hải cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương, cho rằng tiểu tử này là con vịt đã đun sôi mạnh miệng, bởi vì Hứa Gia An quá kích cử động, đã hoàn toàn đem quyền chủ động đưa đến trong tay của mình, nói cái gì không có bất kỳ cái gì muốn cầu. Căn bản chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi không phải muốn cầu cạnh ta làm sao có thể chủ động đến nhà. Lý Khoát Hải nói, ta tin tưởng pháp luật. Hết thảy giao cho cảnh sát đi xử lý. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tổng nói đúng, pháp luật đối mỗi người đều là công chính, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng tự mình hiệp thương hòa giải không có đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Khoát Hải nghe ra Hứa Thuần Lương là đang uy hiếp mình, nghe ngữ khí của hắn tựa hồ Lương Lập Nam bị ẩu một chuyện còn có đảo ngược khả năng. Lý Khoát Hải nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, không phải tự mình hòa giải, là tại cảnh sát chứng kiến hạ hợp lý hợp pháp điều giải. Tất cả hiệp nghị đều trải qua công chính, sao có thể nói không có đủ bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Hứa Thuần Lương nói, nếu như tại người khác uy bức lợi dụ hạ đạt thành hòa giải tự nhiên không có đủ pháp luật hiệu lực, tha thứ ta nói thẳng, nếu như Lương Lập Nam biết hắn mụ mụ bởi vì việc này bị khởi tố thậm chí ngồi tù, ta đoán chừng việc này có đảo ngược khả năng. Lý Khoát Hải không nói chuyện, mặc dù hao tốn 1.000 vạn để Lương Lập Nam thành công ngậm miệng, nhưng là nếu như tướng Hứa Gia An đưa vào ngục giam. Lương Lập Nam khẳng định sẽ làm ra phản kích, lật đổ trước đây khẩu cung cũng có khả năng. Hứa Thuần Lương lại nói, tha thứ ta nói thẳng, chuyện này nháo đến loại tình trạng này, trách nhiệm tại ngươi. Lý Khoát Hải nhìn không được cười lên, tại ta.
Hứa khoa trưởng thật biết nói đùa, ta để ngươi đại cô đi tổn thương nhi tử ta rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta đại cô lần này hành vi mặc dù quá kích một chút, nhưng là nàng từ đầu tới đuôi đều không nghĩ đi tổn thương con của ngươi, nếu không một đao kia liền sẽ không đâm về chính nàng. Lý Khoát Hải nói, không bài trừ nàng thất thủ khả năng. Hứa Thuần Lương nói, người đánh giá thấp một cái mẫu thân bảo hộ nhi nữ lòng tin cùng dũng khí, Lý Tổng, người dùng 1.000 vạn đổi lấy Lương Lập Nam hòa giải, lại bắt lấy Lương Thụ Đức nhược điểm, lợi dụng hắn bê bối bức bách hắn cúi đầu đi vào khuôn khổ, người cũng không có cân nhắc đến Lương gia những người khác cảm thụ. Ta đại cô, làm một mẫu thân cùng thê tử, tại nữ nhi bị thương tổn về sau, mắt thấy trượng phu của mình cùng nhi tử không muốn ra mặt, nàng nội tâm ra sao bi ai. Cho dù là dạng này cũng không có trở thành nàng làm ra quá kích hành vi lý do, nhưng là ngươi không nên để con của ngươi đi giả mù sa mưa xin lỗi. Lý Khoát Hải nói, xin lỗi cũng có lỗi. Hứa Thuần Lương nói, Lý Truyện Tông xin lỗi để biểu tỷ ta một lần nữa dấy lên hy vọng, nhưng hy vọng của nàng mang ý nghĩa về sau sẽ còn tuyệt vọng. Ta đại cô thấy phi thường rõ ràng, nàng không đành lòng nữ nhi bị thương lần nữa, hết lần này tới lần khác lúc này lại có người đem Lương Thụ Đức bê bối tiết lộ cho nàng. Lý Khoát Hải nhíu mày, nghe Hứa Thuần Lương nói xong, hắn cũng ý thức được mình để nhi tử đi làm bột xin lỗi đơn thuần vẽ rắn thêm chân, suy cho cùng vẫn là hắn chỉ cân nhắc đến nhà mình hình tượng mà không có cân nhắc nhà gái cảm thụ, chỉ là Lương Thụ Đức bê bối là ai tiết lộ cho Hứa Gia An. Hứa Thuần Lương chắc chắn sẽ không làm như thế, chẳng lẽ là mình bên này xảy ra vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, người một khi chui vào ngõ cụt, cân nhắc vấn đề liền sẽ trở nên phiến diện, ta đại cô mặc dù không nói. Nhưng ta cũng có thể đoán được ý nghĩ của nàng, nàng là muốn thông qua phương thức như vậy triệt để chặt đứt Lương Lập Hân đối con trai ngươi tình cảm, một lần nữa trở lại trong hiện thực đến, nàng là muốn chừng cứu mình nữ nhi. Lý Khoát Hải nói khẽ, không thể không thừa nhận, người đại cô cách làm vẫn là để người cảm động, bất quá nàng điểm xuất phát là muốn đem tội danh gắn ở ta đầu của con trai bên trên, muốn đem hắn đưa vào ngục giam. Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Lý Truyện Tông đạt được vốn có trừng phạt sao? Lý Khoát Hải cùng Hứa Thuần Lương bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, trong ánh mắt cũng đều không có toát ra nửa điểm nhượng bộ. Qua hồi lâu, Lý Khoát Hải mới nói, người có biết chuyện này hay không cho nhà chúng ta tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu người ở sau lưng tại xem chúng ta Lý ra trò cười. Hứa Thuần Lương nói, xem ra Lý Tổng từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng một vấn đề, cho các người Lý ra chế tạo cái chuyện cười này người là con của ngươi mà không phải những người khác. Lý Khoát Hải khóe môi cơ bắp co quắp một chút. Là hiện thực lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận, hắn cùng Hứa Thuần Lương tiếp xúc thời gian không lâu, nếu như không phải Hứa Thuần Lương bối cảnh cùng truyền thuyết, hắn sẽ không đối dạng này một cái tuổi trẻ người bảo trì như thế kiên nhẫn. Lý Khoát Hải thấp giọng nói, đã như vậy vậy liền để pháp luật làm ra phán đoán. Hứa Thuần Lương nói, không có vấn đề, tại vận dụng pháp luật trước đó, người tốt nhất trước hiểu rõ ràng con của mình cấm không chịu nổi cha. Lý Khoát Hải nội tâm phảng phất bị một cái trọng quyền đánh trúng vào. Cả kiện sự tình sơ hở lớn nhất chính là con của hắn. Hứa Thuần Lương đứng dậy cáo từ, Lý Tổng, quấy dày. Lý Khoát Hải do dự một chút nói, uống chén rượu lại đi thôi. Hứa Thuần Lương tiếp nhận Lý Khoát Hải đưa tới whisky, minh bạch Lý Khoát Hải cũng không muốn tướng sự tình làm lớn chuyện này xem ra còn có đường lùi. Lý Khoát Hải nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, người đại cô sự tình ta sẽ khuyên Truyện Tông không nên truy cứu. Ta cũng hy vọng bọn họ nhà về sau đừng lại có chuyện gì. Hứa Thuần Lương chủ động cùng Lý Khoát Hải đụng một cái chén rượu, Lý Tổng cân nhắc chu đáo. Lý Khoát Hải nhấp miệng rượu nói, Truyện Tông đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác lạm tình một chút, liền coi như bọn họ không biệt ly, Lương gia nữ nhi tìm hắn cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Hứa Thuần Lương nói, chuyện tình cảm chúng ta không cách nào hỏi đến, chỉ hy vọng bọn họ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lý Khoát Hải thở dài nói, hắn nếu có người một nửa thanh tỉnh, ta cũng không cần phải lo lắng, hy vọng kinh lịch sau chuyện này, hắn có thể thành thục một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Lý Khoát Hải là cái lý trí người, lần này có thể lựa chọn nhượng bộ hẳn là không chỉ là mình ra mặt nguyên nhân, Lý Khoát Hải dù sao ra đại nghiệp đại, tại hỗ hải giới kinh doanh thật vất vả tích lũy xuống tới thanh danh, càng là loại người này càng là yêu quý lông vũ, nếu như hắn cắn Lương ra không thả, kiên trì truy cứu Lương ra trách nhiệm. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào hắn đều khó tránh khỏi rơi kế tiếp ỷ thế hiếp người tên tuổi, Lý Khoát Hải hiển nhiên đều cân nhắc đến. Hứa Thuần Lương trở lại trên xe, Hạ Hầu Mộc Lan vẫn luôn đang chờ hắn, ân cần nói, như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, hết thảy thuận lợi. 1.
Hứa Gia Văn vốn định lôi kéo Chất Nhi cùng một chỗ cùng tỷ phu nói chuyện, lần này Hứa Thuần Lương cự tuyệt, Hứa Thuần Lương không nghĩ tới hỏi Lương gia việc nhà, cho dù chuyện này liên quan đến đại cô hôn nhân, đi con đường nào vẫn là phải nàng tự mình đi làm quyết định. Hứa Thuần Lương cũng không có đi thăm viếng biểu ca biểu tỷ, hắn lần này đến đây Hỗ Hải là vì đại cô, mà không phải là vì bọn hắn, mỗi người đều muốn đối nhân sinh của mình phụ trách, bọn hắn hôm nay bởi vì tất cả đều là bọn hắn hôm qua quả. Hứa Thuần Lương tiến về đường sắt cao tốc đứng trên đường, nhận được một cái lạ lẫm điện thoại, đối phương tự giới thiệu, hắn gọi Tiễn Quốc Quang là Tiễn Thuần Nhất phụ thân. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, mình cùng Tiễn Quốc Quang một lần duy nhất gặp nhau vẫn là tại Trần Bích Viện tang lễ bên trên. Tiễn Quốc Quang đưa ra muốn theo Hứa Thuần Lương gặp mặt nói một số chuyện, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình đã tại đường sắt cao tốc đứng, lần này chỉ sợ không có thời gian. Tiễn Quốc Quang có chút tiếc nuối, biểu thị mình qua một thời gian ngắn sẽ đi Đông Châu đi công tác, đến lúc đó hy vọng có thể đi bái phỏng hắn, Hứa Thuần Lương đáp ứng xuống. Hỗ Hải về Đông Châu cũng chính là không đến 3 giờ hành trình, Hạ Hầu Mộc Lan giúp Hứa Thuần Lương mua thương vụ tòa, chủ yếu là cân nhắc hắn hai ngày này sự tình không ngừng, làm xong lại không ngại cực khổ, trắng đêm chỉ đạo nàng tu luyện, mục đích là để Hứa Thuần Lương tại trên đường trở về ngủ bù. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới lên xe liền gặp người quen, khảo cổ nhân sĩ chuyên nghiệp Tiết An Ninh không phải một người, nàng cùng đi phụ thân cùng đi kinh thành. Hứa Thuần Lương chủ động lên tiếng chào, đã sớm nghe nói qua Nam Tiết Bắc Tạ xưng hô, cái này Nam Tiết chính là Tiết An Ninh phụ thân Tiết Nhân Trung, người này cũng là làm dưới mặt đất đồ chơi văn hóa sinh ý lập nghiệp, lấy cửa nước tăng trưởng. Tiết Nhân Trung năm nay 63 tuổi, nhìn qua so với tuổi thật muốn già đến nhiều, râu tóc bạc trắng, sắc mặt ố vàng, dáng người nhỏ gầy, trên người mặc một kiện tắm đến trắng bệch màu xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn, hạ mặc màu đen thẳng ống quần, đạp một đôi nửa mới không cựu giày da đen, nếu như không biết uy danh của hắn còn tưởng rằng trước mắt chính là cái phổ phổ thông thông nông thôn lão đầu. Tiết Nhân Trung không nói nhiều, cùng Hứa Thuần Lương đánh xong chào hỏi về sau liền cầm lên một bản cất giữ, nhìn lại. Tiết An Ninh cũng không nghĩ tới sẽ ở đường sắt cao tốc bên trên cùng Hứa Thuần Lương ngẫu nhiên gặp, cười nói, ngươi đến Hỗ Hải đi công tác sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Tiết An Ninh nói sớm a, ta cũng có thể tận tình địa chủ hữu nghị. Hứa Thuần Lương nói, nhà ngươi ở Hỗ Hải. Tiết An Ninh nói, cha ta nhà. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Hỗ Hải phòng ở nhưng không rẻ. Hắn đương nhiên biết rõ bên cạnh cái này nhăn nhăn nhúm nhúm tiểu lão đầu là chuyển văn vật dưới mặt đất cự đầu, loại người này làm sao có thể thiếu tiền. Tiết An Ninh nói, gia gia của ta kia bối truyền thừa, trông cậy vào ta hiện tại chút tiền lương này khẳng định mua không nổi. Hứa Thuần Lương nói, dưới nước khảo cổ tiến triển như thế nào? Nhắc lên chuyện này Tiết An Ninh liền giận không chỗ phát tiết, dưới nước khảo cổ tiến hành một đoạn thời gian, nhưng từ khi gặp được Hứa Thuần Lương về sau, không bao lâu Bình Hải ngành tương quan liền khiếu nại đến Quốc gia Cục Văn hóa Khảo cổ, nói Tế Châu phương diện chưa câu thông liền tự mình tiến hành khảo cổ làm việc, Quốc gia Cục Văn hóa Khảo cổ ra ngoài toàn diện cân nhắc, phát xuống thông chi, yêu cầu Tế Châu văn lữ đình chỉ đơn phương khảo cổ, khi nào khôi phục cần hai tỉnh câu thông về sau cộng đồng kế hoạch. Tiết An Ninh độ cao hoài nghi chuyện này chính là Hứa Thuần Lương đi lên đâm, bất quá nàng cũng không có chứng cứ, đầy bụng oán khí phát một trận bực tức. Hứa Thuần Lương nghe được hết sức vui mừng, không sai, chuyện này chính là ta làm, mặt ngoài còn giả trang ra một bộ vô tội khuôn mặt, cái này ai vậy, thật sự là nhiều chuyện, khảo cổ là sự tình tốt ha, nếu như dưới nước cổ thành có thể mở phát ra tới, đối Đông Châu đối Tế Châu văn lữ đều là lợi tốt. Tiết An Ninh nói, ngươi thật cho rằng như vậy. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đương nhiên a, về công về tư ta đều hy nhìn các ngươi khảo cổ công việc sớm ngày thành công. Một bên Tiết Nhân Trung ho khan, Tiết An Ninh tranh thủ thời gian đưa cho hắn một bao khăn tay, Tiết Nhân Trung khục trong chốc lát, hướng khăn tay bên trong phun ra một ngụm đàm, sau đó ném đến túi rác bên trong. Hứa Thuần Lương nghiêng tai lắng nghe, từ Tiết Nhân Trung thanh âm ho khan đánh giá ra hắn hai phổi có mau bệnh. Tiết An Ninh phi thường quan tâm, chạy trước chạy sau chiếu cố phụ thân. Một hồi mớm thuốc, một hồi đưa nước. Tiết Nhân Trung đem thuốc uống, Tiết An Ninh lại khuyên hắn uống chút ấm nước sôi, Tiết Nhân Trung lắc đầu, suy yếu vô lực nói, không muốn uống. Tiết An Ninh nói, cha, người miệng đều làm, không uống nước sao được đâu. Tiết Nhân Trung miễn cưỡng thắm giọng bờ môi, lại đem chén nước buông xuống. Từ cử động của hắn Hứa Thuần Lương phán đoán Tiết Nhân Trung thuộc về miệng khô ghét uống, bệnh lâu ho xuyến, căn nguyên ở chỗ thận hư, thận chủ nạp khí. Phổi thận lại là bài tiết trình độ chủ yếu khí quan,
muốn trừ tận gốc tiết nhân trung bệnh, tất cần từ phổi thận tới tay, nạp khí bình thở. Tiết An Ninh vì phụ thân đắp lên chăn mỏng, để hắn trước nghỉ ngơi một chút, nhưng tiết nhân trung ho xuyễn từ đầu đến cuối không cách nào lắng lại. Khoang thương gia bên trong cũng không chỉ có ba người bọn hắn, một vị mập mạp trung niên hành khách hơi không kiên nhẫn, gọi tới nhân viên phục vụ, để nàng đi nhắc nhở một chút tiết nhân trung, đừng khục cái không xong, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn đừng hơi thở. Nhân viên phục vụ có chút khó khăn, bất quá nàng vẫn là lặng lẽ nhắc nhở một chút Tiết An Ninh, Tiết An Ninh đầy cõi lòng áy náy đi hướng vị kia hành khách xin lỗi. Cái kia mập mạp tức giận nói, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, vốn nghĩ lên xe ngủ bù, như thế rất tốt, đều bị các ngươi cho pha trộn, còn có, phương tiện giao thông là công chung công trình, người mang theo bệnh nhân lên xe, hắn không ngừng ho khan truyền nhiễm những người khác làm sao bây giờ. Tiết An Ninh nén giận nói, vị tiên sinh này, thực sự không có ý tứ, cha ta hắn không phải được bệnh truyền nhiễm. Mập mạp nói, người nói không phải cũng không phải là rồi. Là bệnh truyền nhiễm người cũng không dám thừa nhận, ta nói các người đường sắt hệ thống kiểm an cũng thùng rỗng kêu to, dạng này người vì sao phải để hắn lên xe. Có suy nghĩ hay không cái khác hành khách thân thể khỏe mạnh. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Tiết An Ninh nói, thật xin lỗi, thật không liên quan chuyện của người ta. Nhân viên phục vụ nói, tiên sinh. Người nhìn dạng này được không? Chúng ta an bài người đi tòa ăn an vị. Dựa vào cái gì ta đi à? Ta mua phải là thương vụ tòa, muốn đi cũng là bọn hắn đi. Tiết An Ninh nhẫn nại tính tình nói, tiên sinh, là chúng ta ảnh hưởng tới người nghỉ ngơi, như vậy đi, ta đem phiếu tiền tiếp tế người. Người có ý tứ gì? Ta chênh lệch chút tiền ấy sao? Ta là chịu không được lão nhân này luôn luôn ho khan. Cha ta mang khẩu trang, bản thân hắn cũng không phải bệnh truyền nhiễm. Mang khẩu trang liền không lây rồi, ta nếu như bị lây bệnh người phụ đến nhận trách nhiệm sao? Hứa Thuần Lương nguyên bản không muốn tham gia, nhưng mập mạp này không buông tha thái độ làm cho hắn phiền, lạnh lùng nói, không sai biệt lắm liền phải, người ta cho ngươi đổi chỗ còn muốn lui ngươi phiếu tiền, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nói ai được một tấc lại muốn tiến một thước? Mập mạp bỗng nhiên đứng dậy, mang dép đi hướng Hứa Thuần Lương, đưa tay chỉ Hứa Thuần Lương cái mũi, ngươi nói lại cho ta nghe. Hứa Thuần Lương vui vẻ, thật đúng là hiếm thấy loại người này, lại dám uy hiếp chính mình. Nhân viên phục vụ cùng Tiết An Ninh tranh thủ thời gian tới thuyết phục, sợ hai người phát sinh xung đột. 1. Mập mạp cùng Hứa Thuần Lương ánh mắt đối mặt trong chốc lát, cuối cùng bị Hứa Thuần Lương ánh mắt cho chấn nhiếp rồi, ý thức được người trẻ tuổi kia không dễ chọc, quyết định thấy tốt thì lấy, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hứa Thuần Lương đưa cho Tiết Nhân Trung một viên thuốc, nói là nhà bọn hắn tổ truyền khỏi ho hoàn. Hắn bình thường có cái quen thuộc, mang theo trong người một chút cần dùng gấp thuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiết Nhân Trung ôm thái độ muốn thử một chút nuốt vào, không nghĩ tới cái này khỏi ho hoàn linh nghiệm cực kỳ, ăn vào sau liền hiệu quả nhanh chóng ngừng lại ho khan. 1. Nhân viên phục vụ tới cho mập mạp đưa cái mâm đựng trái cây, một ly cà phê, xem như biểu đạt một chút áy náy. Tiết Nhân Trung từ đầu đến cuối không nói một lời, phảng phất cũng không biết chung quanh xảy ra chuyện gì. Nói đến kỳ quái, Tiết Nhân Trung khỏi ho, mập mạp vừa mới ngồi xuống liền ho khan, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình cuống họng ngứa, nhưng là ho khan liền ngăn không được, càng cắn càng lợi hại. Hứa Thuần Lương đem nhân viên phục vụ cho gọi tới, để nàng nhắc nhở mập mạp đừng ho khan, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn nghỉ ngơi. Nhân viên phục vụ một mặt khó xử. Hứa Thuần Lương gặp nàng không chịu nói, vọt thẳng lấy mập mạp nói, ta nói ngươi có thể hay không chú ý một chút đạo đức công cộng. Ho khan chỉ ít đeo lên khẩu trang a. Mập mạp tranh luận nói, ngươi cho rằng ta, khụ khụ khụ, nghĩ a, hắn chỉ vào nhân viên phục vụ nói, ta muốn khiếu nại các ngươi. Khụ khụ, ta bị truyền nhiễm, khụ khụ khục. Tiết An Ninh có chút im lặng, nàng vốn định biện bạch, nhưng phụ thân dùng ánh mắt ngăn lại nàng, còn để nàng cho mập mạp đưa một hộp khẩu trang, một bình khỏi ho nước. 1. Mập mạp vốn không muốn thu, thế nhưng là hắn không giải thích được ho khan cái không xong. Ăn vào khỏi ho nước không gặp mảy may chuyển biến tốt đẹp, ho khan đến cuối cùng cảm giác phổi đều nhanh từ trong lồng ngực ho ra tới, hắn trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương, hy vọng Hứa Thuần Lương cũng có thể cho mình một viên tổ truyền khỏi ho hoàn, nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không để ý hắn. Hứa Thuần Lương đeo ống nghe lên bịt kín bịt mắt, dưới loại tình huống này thế mà có thể say sưa ngủ, đường sắt cao tốc nhanh đến Đông Châu đứng thời điểm, nhân viên phục vụ đem hắn đánh thức. Hứa Thuần Lương trước khi chuẩn bị đi hướng mập mạp nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta bản muốn giúp ngươi, nhưng trên tay liền một viên khỏi ho hoàn,
ngươi nếu là nghĩ nhanh lên tốt liền đến Đông Châu Trường Thiện Bệnh Viện, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. 2. Mập mạp mặt mũi tràn đầy u oán, hắn cũng không biết mình hôm nay là thế nào, suy nghĩ khả năng chốc lát nữa liền tốt, hắn mục đích hơn là kinh thành, làm sao có thể nửa đường xuống xe. Tiết Nhân Trung cách cửa sổ xe nhìn qua đứng trên đài nhanh chân đi nhanh Hứa Thuần Lương, đoàn tàu một lần nữa khởi động về sau, hắn thấp giọng nói, Tiểu Ninh, hắn câu nói mới vừa rồi kia nói là cho chúng ta nghe đâu. Tiết An Ninh cười nói, ra ra hắn là Đông Châu lớn nhất danh vọng lão trung y, bất quá chúng ta lần này hẹn Trương Bác Húc tiên sinh là trung y giới đại sư cấp nhân vật. Tiết Nhân Trung nói, hắn vừa mới cho ta viên kia thuốc ngược lại là linh nghiệm. Khục khục, khụ khụ khục. Hứa Thuần Lương vừa mới về nhà, liền nghe nói Lục Kỳ phụ thân đột phát tâm ngạnh qua đời tin tức, Hứa Thuần Lương cùng Lục Minh, Lục Kỳ hai huynh đệ quan hệ cũng không tệ, trước tiên tiến đến Lục gia, đến lúc đó, lều chứa linh cữu đã trải qua dựng đi lên, chung quanh trưng bày rất nhiều vòng hoa lãng hoa, Hứa Thuần Lương đem mình mang tới lãng hoa đưa lên. Đốt giấy để tang Lục Minh ra đón, nhìn thấy Hứa Thuần Lương liền cho hắn quỳ xuống, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian một tay lấy hắn cản lại, Minh ca, nén bi thương. Nén bi thương a. Lục Kỳ cũng đến đây, cũng muốn quỳ xuống, bị Hứa Thuần Lương ôm lấy, đừng a, đến cùng tình huống như thế nào a, đột nhiên như vậy. Lục Kỳ đỏ hồng mắt đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lại là lão gia tử tối hôm qua cùng mấy vị lão bằng hữu uống rượu, bởi vì cao hứng uống nhiều mấy chén, trên bàn rượu liền phát bệnh, không đợi đưa đến người bệnh viện liền không có. Lục lão gia tử năm nay 73, cũng coi là đến nhân sinh quan khẩu, thường nói 73-84. Diêm Vương không tiếp mình đi. 2. Hứa Thuần Lương đi cho Lục lão gia tử dập đầu lại ba cái, sau khi thức dậy, đi cùng mấy người quen chào hỏi, Phạm Lý Đạt phụ trách chủ sự, đem Hứa Thuần Lương cho gọi qua một bên, hỏi Hứa Thuần Lương tại thứ nhất nghĩa địa công cộng bên kia có hay không quan hệ, dù sao Hứa Thuần Lương ngay lập tức đi cục dân chính đi làm, còn đảm nhiệm cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc, xã cứu khoa khoa trưởng. Hứa Thuần Lương mặc dù nhận được điều lệnh, nhưng là hắn còn không có chính thức đến nhận chức. Cùng cục dân chính phương diện còn không quen, nhưng là Lục gia sự tình hắn không thể không giúp bận bịu. Suy nghĩ một chút, toàn bộ cục dân chính trước mắt hắn quen thuộc nhất cũng chính là cục trưởng Vương Đồng An. Hứa Thuần Lương trực tiếp cho Vương Đồng An gọi điện thoại, hỏi một chút nghĩa địa công cộng sự tình. Vương Đồng An phi thường sảng khoái, cho hắn một chiếc điện thoại, để hắn chờ một lúc trực tiếp liên hệ thứ nhất nghĩa địa công cộng người phụ trách Dương Văn Tính, hắn chuyện xảy ra chào hỏi trước. 1. Hứa Thuần Lương đợi nửa giờ mới cho Dương Văn Tính gọi điện thoại, Dương Văn Tính bên kia biểu thị nàng trước mắt ngay tại thứ nhất nghĩa địa công cộng, để hắn có thể trực tiếp dẫn người tới chọn lựa nghĩa địa công cộng. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ, Phạm Lý Đạt cùng một chỗ lái xe đi thứ nhất nghĩa địa công cộng, hôm nay liền phải đem mộ địa đứng yên xuống tới. Xe của bọn hắn đi vào nghĩa địa công cộng cửa chính, nghĩa địa công cộng người phụ trách Dương Văn Tính đã ở nơi đó xin đợi đã lâu. Nàng là cái mặc đơn giản trung niên nữ tính, Hứa Thuần Lương vừa xuống xe, nàng liền cuống quýt nghênh đón tiếp lấy, chủ động vươn tay ra, Hứa chủ nhiệm, ngài tốt, ta là thứ nhất nghĩa địa công cộng Dương Văn Tính. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay, Dương chủ nhiệm tốt. Dương Văn Tính nói, người gọi tên ta là được. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng tuổi tác đến 40 tuổi, thấy được nàng thái độ cung kính như thế, liền minh bạch người ta cung kính chính là thân phận của mình, còn có cục trưởng nhắc nhở. Hắn cười nói, Dương tỷ, ta về sau gọi ngài Dương tỷ. Dương Văn Tính hoan thiên hỉ địa đáp ứng. Lục Kỳ trước đây tới qua, bọn hắn nhìn chúng địa phương đều không rảnh dư vị trí, nhưng là Hứa Thuần Lương tới rõ ràng không đồng dạng. Dương Văn Tính lặng lẽ nói cho Hứa Thuần Lương để bọn hắn một mực khu vực tuyển cử vực, mặc kệ chỗ nào nàng đều có biện pháp, đối ngoại tuyên bố bán xong khu vực cũng có dự lưu. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, cái này mộ địa so phòng nguyên quan trọng xinh đẹp nhiều. Bất quá giá phòng tìm quan hệ có thể giảm giá, mộ địa không biết có hay không chiết khấu. Thừa dịp Lục Kỳ cùng Phạm Lý Đạt đi chọn mộ địa công phu, Hứa Thuần Lương tư hạ đưa ra vấn đề này. Dương Văn Tính cười nói, người khác tới khẳng định là không có, ngài đã tới không giống, hơn nữa còn phải xem quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, qua đời là anh ta nhóm phụ thân, cũng là chúng ta Đông Châu Văn Lữ Cục người phụ trách Lục Minh phụ thân. Dương Văn Tính nói, loại quan hệ này có thể làm được 60%, nhưng là nhất định không thể đối ngoại lộ ra, đây đều là nội bộ dự lưu. Hứa Thuần Lương nói, ta minh bạch, đó là cái không nhỏ chiết khấu, bình thường nhất mộ địa đều muốn 6.8 vạn, Lục Kỳ cuối cùng chọn chúng chính là 9.8 vạn mộ địa, lần giữ lại bớt đi tiếp cận 4 vạn khối.
Dương Văn Tĩnh còn đáp ứng tại mộ bia cùng sanh hóa phương diện cho chiếu cố, nếu như vẻn vẹn là cục trưởng chào hỏi, nàng cũng không sẽ ân cần như vậy. Hứa Thuần Lương đến cục dân chính đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, xã cứu khoa khoa trưởng tin tức đã truyền ra, mà lại Hứa Thuần Lương tại Đông Châu danh khí cũng không nhỏ, dạng này người nàng cũng không dám đắc tội, nhất định phải xuất ra 10 phần thành ý để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Dương Văn Tĩnh chủ động hỏi thăm bọn họ nhà tang lễ phương diện phải chăng sắp xếp xong xuôi, Lục Kỳ biểu thị tìm quản linh cữu và mai táng phục vụ dây chuyền, Dương Văn Tĩnh nói cho hắn biết những người kia mặc dù chuyên nghiệp, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là dựa vào việc tang lễ kiếm tiền, nên chào hỏi vẫn là phải chào hỏi. Ngay trước Hứa Thuần Lương trước mặt, nàng cho nhà tang lễ người phụ trách Cảnh Thanh Tùng gọi điện thoại, đem Lục gia sự tình nói rõ ràng, Cảnh Thanh Tùng bên kia cũng phi thường trọng thị. Lục gia có yêu cầu gì một mực sách? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên đường trở về, Phạm Lý Đạt cảm khái nói, không gặp được sự tình không biết, cục dân chính so văn lữ cục trọng yếu nhiều lắm. 1. Hứa Thuần Lương nói, văn lữ cục chủ yếu là phụ trách lão bách tính sống phóng túng, cục dân chính là chủ quản sinh lão bệnh tử, đây chính là sinh tồn nhu cầu cùng nhu cầu cuộc sống phân biệt. 1. Phạm Lý Đạt nói, đúng vậy à, người có thể không ăn không chơi, nhưng là không ai ngăn nổi sinh lão bệnh tử, về sau không thiếu được làm phiền ngươi, chờ ta trăm năm về sau, ngươi cũng giúp ta chọn khối nơi tốt. Hứa Thuần Lương nói, chờ ngươi trăm năm về sau, ta cũng đã sớm về hưu, nói chuyện khẳng định không dùng được. Phạm Lý Đạt nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng. Thể chế bên trong người ai cũng rõ ràng người vừa đi trà liền lạnh đạo lý. Mắt thấy chính là Tết Trung Thu, hôm nay Trung Thu đối Diệp gia tới nói tương đối đặc thù. Diệp lão muốn đối diện mất đi trưởng tử sau cái thứ nhất Tết Trung Thu, đi qua nghỉ lễ hắn trên cơ bản đều ở kinh thành. Nhưng lần này không giống, nhị nhi tử Diệp Xương Tuyền cũng thân ở Nghê Hồng không cách nào trở về, hắn coi như về trong nhà cũng không có người nào. Cân nhắc đến Diệp lão hiện tại tình trạng, Hứa Trường Thiện chủ động mời Diệp lão lưu tại Đông Châu nghỉ lễ, Diệp lão làm sơ cân nhắc liền đáp ứng xuống. Hứa Trường Thiện đặc địa cho con cái nhóm liên hệ yêu cầu bọn hắn đều trở về, tiểu nữ nhi Hứa Gia Văn tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, đại nữ nhi Hứa Gia An lấy cớ phải thêm ban. Nhưng thật ra là nàng hiện tại gặp phải một đống gia đình vấn đề cần phải xử lý, nàng không muốn tại loại tình huống này trở về. Hứa Gia Hiên là đáp ứng thống khoái nhất một cái, Hứa Trường Thiện cho lúc hắn gọi điện thoại, người hắn đã đến trong nước. Trở lại Đông Châu ngày đó, Hứa Thuần Lương chuyên đi một chuyến sân bay đón hắn, dù sao từ sân bay đến trong thành phố còn có hơn 30 cây số. Nhìn thấy Hứa Gia Hiên thời điểm, hắn đi đường khập khiễng, Hứa Thuần Lương hiếu kỳ nói, thế nào đây là? Bị người đánh, đưa tay tiếp nhận Hứa Gia Hiên dương hành lý đặt ở trong cốp sau. Hứa Gia Hiên nói, người liền ước gì ta điểm tốt, xuống thang lầu đạp hụt, uy đến chân, bác sĩ nói nứt xương, để cho ta tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, quay lại để ra ra cho ngài chỉ trị. Hứa Gia Hiên nói, ta ở nước ngoài tìm bác sĩ nhìn qua, không có vấn đề quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn đúng không? Hứa Gia Hiên khập khiễng lên xe, không nói móc hai ta câu trong lòng ngươi không thoải mái. Hứa Thuần Lương phát hiện Hứa Gia Hiên biến thành đen cũng thay đổi gầy, liên tưởng đến hắn khả năng xử lý công việc, cố ý nói, không phải bị súng bắn à. Hứa Gia Hiên cười nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta lần này trở về mang cho ngươi sợi dây chuyền, quay đầu ta đưa cho ngươi à. Ta một đại lão gia mang món đồ kia làm gì? Có thể đưa bạn gái à, đúng, ta nghe nói ngươi cùng Mai Như Tuyết thổi. Đến cùng tình huống như thế nào? Rất tốt một cô nương. Hứa Thuần Lương nói, đừng quản ta tư nhân chuyện tình cảm. Công việc thế nào, bây giờ tại cái gì đơn vị? Lão Hứa, ta nói ngươi quản nhiều cục. Ta đây không phải quan tâm ngươi nha. Tạ ơn, ngươi sớm làm gì đi. Ta cần phải quan tâm thời điểm ngươi coi như cố lấy lãng tận thiên nhai. Làm sao cùng lão tử nói chuyện đâu? Ta lãng, ngươi mới lãng, đừng cho là ta không biết chân ngươi dẫm mấy cái thuyền. Đó là ngươi gen vấn đề. Hứa Gia Hiên so sánh lên thật, trên người của ta nhiều như vậy tốt gen ngươi làm sao lại không theo. Hứa Thuần Lương một cước đạp xuống chân ga, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đem Hứa Gia Hiên đè ép hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng, hố cha đồ chơi. Ai u, ngươi chậm một chút. Bởi vì Diệp lão bọn hắn tại, cho nên Hứa Trường Thiện lần này phá lệ không có mắng cái này không có nhà nhi tử, cười tướng Hứa Gia Hiên giới thiệu cho Diệp lão nhận biết, Hứa Gia Hiên cũng là làm đủ lễ tiết. Mang tới biển sâu cá dầu cũng đưa cho Diệp lão hai bình.
có thể là vì đền bù mình bình thường không tại phụ thân bên người làm bạn áy náy, Hứa Gia Hiên chủ động yêu cầu xuống bếp, Diệp Thanh Nhã đi phòng bếp giúp hắn. Hứa Gia Hiên nhìn thấy Diệp Thanh Nhã cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, tại phòng bếp hỏi thăm Diệp Thanh Nhã tình huống, trong lòng mơ hồ cảm thấy nàng cùng con trai mình hẳn là có chút cố sự. Kỳ thật Hứa Trường Thiện đều không làm rõ ràng được nhi tử hiện tại đến cùng làm cái gì sinh ý, lúc ăn cơm, Diệp Lão hỏi thăm Hứa Gia Hiên xử lý chức nghiệp. Hứa Gia Hiên đơn giản làm cái tự giới thiệu, đi qua làm tài chính đầu tư, hiện tại chuyển hình làm kiến trúc lắp đặt, tiếp nhận các loại hải ngoại công trình, trước mắt hắn tại Châu Phi có hai nơi công trường. Hứa Trường Thiện nói, cả ngày khắp thế giới chạy, một năm cũng khó khăn nhìn thấy một hồi trước. Diệp Lão cười nói, ngươi liền thỏa mãn đi, Gia Hiên ở bên ngoài phấn đấu cũng không dễ dàng. Nghĩ từ bản thân cũng không còn cách nào trở về nhi tử Diệp Sương Nguyên, Diệp Lão trong lòng khó tránh khỏi lại là một trận chua xót. Hứa Trường Thiện nói đến a nhi tử ta chính là con của ngươi, ngươi là thuần lương ông nội nuôi, Gia Hiên chính là ngươi con nuôi, Gia Hiên, gọi cha nuôi. Hứa Gia Hiên một mặt mộng bức, mình làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái cha, chưa nghe nói qua dạng này logic, nhi tử nhận ông nội nuôi chẳng lẽ chính là mình cha nuôi. Hứa Trường Thiện cũng không phải muốn theo Diệp gia lôi kéo làm quen, chủ yếu là cảm thấy Diệp Lão đã mất đi một đứa con trai. Hắn là muốn thông qua loại phương thức này để Diệp Lão trong lòng dễ chịu một chút. Diệp Lão đương nhiên biết rõ Hứa Trường Thiện hảo ý, cười nói, được rồi, chớ miễn cưỡng hài tử. Hứa Trường Thiện nhấc chân tại Hứa Gia Hiên trên đùi đạp một cái, nghĩ không ra vừa vặn chạm đến miệng vết thương của hắn, Hứa Gia Hiên đau đến nhe răng nhếch miệng, nhịn đau, dựa theo lão cha ý tứ tại Diệp Lão trước mặt quỳ xuống, cung cung kính kính kêu một tiếng cha nuôi. Diệp Lão cũng không đành lòng cự tuyệt Hứa Trường Thiện hảo ý. Cười kéo lên Hứa Gia Hiên nói tốt, tốt, ta lại lấy được một đứa con trai. Hắn nghĩ nghĩ, đem trên tay phương đông biểu lột xuống dưới cho Hứa Gia Hiên đeo lên không có thể khiến người ta bạch hô một tiếng cha nuôi. Hứa Gia Hiên cũng phi thường hiểu chuyện, lập tức đi lấy một khối biểu quà đáp lễ cho Diệp Lão, hắn khối này biểu là cách la sô cuống, tiêu chuẩn 10 hết mấy vạn, vốn là nghĩ đưa cho cha ruột. Diệp Lão nói, ta cũng không thể thu, người cái này biểu quá quý giá. Hứa Gia Hiên nói, cha nuôi, người đã nhận ta làm con nuôi ta hiếu kính người liền đương nhiên, đừng nói một khối biểu, người về sau dưỡng lão ta đều bao hết. Hứa Thuần Lương một bên cười nói, ông nội nuôi, hắn nhớ thương người về hưu tiền lương. Diệp Lão cười ha ha, được, ta di sản có các ngươi một phần. Đừng nhìn Diệp Lão thân cư cao vị, cá nhân hắn tài sản kỳ thật không có bao nhiêu, căn bản không sánh bằng Hứa Gia Hiên, chủ yếu là cho thấy thái độ, hắn là thật vui hoan Hứa gia nhân. Lần này Đông Châu hành trình để hắn chân chính tìm được thân nhân cảm giác. Hứa Gia Hiên đương nhiên biết rõ có Diệp gia cái tầng quan hệ này, lấy sau nhi tử tại bên trong thể chế tất nhiên thuận buồm xuôi gió, có Diệp lão hộ tống, tương lai của con trai thành tựu không thể đoán trước. Hứa Gia Hiên nói, cha nuôi ngài lại nói như vậy Thanh Nhã đều có ý kiến. Diệp Thanh Nhã cười nói, ta mới sẽ không có ý kiến đâu, ta đã sớm đem Thuần Lương xem như thân đệ đệ. Nàng câu nói này rõ ràng tại cường điệu mình cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, hy vọng không nên bị mọi người hiểu lầm. 1. Hứa Gia Hiên nói, đúng, chúng ta chính là người một nhà. Sau bữa ăn Hứa Gia Hiên đặc địa đem Hứa Thuần Lương kêu lên đi tản bộ, Hứa Thuần Lương biết lão cha cái gọi là tản bộ chỉ là tìm đơn độc nói chuyện lấy cớ thôi. Hai người dọc theo Ẩn Long Hồ lớn đê chậm rãi dạo bước, Hứa Gia Hiên nói, người đại cô sự tình ta đều nghe nói, ta dự định tiết sau đi Hỗ Hải một chuyến. Hứa Thuần Lương nói, người ta việc nhà ngươi đi làm gì? Hứa Gia Hiên nói, khuyên nhủ đi, có thể chịu đựng qua liền thích hợp một chút, người đại cô cũng không phải thật tâm nghĩ cách, người cô phụ cũng biết sai lầm. Hứa Thuần Lương nói, lương thụ đức không phải cái gì đồ chơi hay, người đừng khách khí với hắn. Hứa Gia Hiên nhìn nhi tử một chút, thở dài nói, con nào mèo con không ăn vụng. Nam nhân đều có khống chế không nổi thời điểm, người cô phụ tổng thể cũng không tệ lắm. Hứa Thuần Lương nói, người thế mà còn đồng tình hắn. Hứa Gia Hiên nói, không là đồng tình, kinh doanh mấy chục năm hôn nhân không thể nói tán liền tán, người cô nếu là ly hôn, nhà liền không có, kỳ thật bọn hắn sớm không có yêu, chính là thân tình. Người cùng ta mẹ có yêu sao? Hứa Thuần Lương thình lình một câu để Hứa Gia Hiên rơi vào trầm tư, qua một hồi lâu hắn mới nghiêm túc hồi đáp có. Hứa Gia Hiên vốn cho là nhi tử sẽ đối câu trả lời của mình khịt mũi coi thường. Bất quá Hứa Thuần Lương cũng không biểu hiện ra cái gì vẻ khinh bỉ, liên tưởng đến nhi tử muôn màu muôn vẻ đời sống tình cảm, có thể nói là thanh xuất vu lam mà thắng vu lam,
Hứa Gia Hiên cho rằng hai người ở phương diện này hẳn là tìm được cộng minh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, ngươi lý giải ta. Hứa Thuần Lương nói, hai ta không giống, ta là đa tình ngài là lạm tình. Hứa Gia Hiên nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hứa Thuần Lương quay người muốn đi, kết quả lại bị hắn cho kéo lại, người đi Hỗ Hải gặp Trần Bích Viện nữ nhi. Hứa Thuần Lương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Hứa Gia Hiên, chẳng lẽ lại hắn tìm người theo dõi mình, không phải làm sao lại biết chuyện này. Làm gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Hứa Thuần Lương nói, người cùng Trần Bích Viện quan hệ thế nào? Hứa Gia Hiên dở khóc dở cười nói, đừng có đoán mò, ta cùng Trần Bích Viện không có cái gì, Tiễn Thuần Nhất cũng không quan hệ với ta. Giấu đầu lòi đuôi, Hứa Thuần Lương đã tìm người giúp làm giám định, chỉ là trước mắt còn chưa thu được kết quả. Hứa Gia Hiên van nài bà thầm nghĩ, nhi tử, ta biết ngươi hoài nghi, cũng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều đề nghị ngươi tận khả năng phòng ngừa cùng Tiền Gia lui tới, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là lão đặc công a. Hứa Gia Hiên mặt giống mướp đắng, hắn què lấy chân tại liền ghế dựa ngồi xuống, lấy ra một hộp khói, vừa mới đem thuốc lá ngậm lên miệng, Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt lên. Hứa Gia Hiên hít một hơi thuốc lá vui mừng nói, thật hiếu thuận. Ta cho lãnh đạo đốt thuốc quen thuộc, bệnh nghề nghiệp. Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu, yên lặng phun khói lên. Hứa Thuần Lương liếc qua thương thế của hắn chân, không phải nói mắt cá chân bị chật, nhưng xem ra bị thương là bắp chân, thành thật khai báo đi, đến cùng tình huống như thế nào. Nên không phải chúng thương a. Hứa Gia Hiên chậm chậm phun ra một điếu thuốc sương mù, có vài quốc gia rất loạn. Tương đương gián tiếp thừa nhận Hứa Thuần Lương suy đoán. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng ta mẹ đều là lão đặc công. Nàng nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Gia Hiên cười lên ha hả, hùng nương nhóm thật có thể bịa chuyện, nàng nói như vậy chỉ là nghĩ giảm bớt vứt bỏ tội ác của ngươi cảm giác. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hứa Gia Hiên nói, nào có nhiều như vậy lão đặc công a, ta thừa nhận công việc của ta tính chất có chút nguy hiểm. Bất quá thời đại này nghĩ kiếm nhiều tiền liền phải bốc lên nhất định phong hiểm. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, ta bên này tuế nguyệt tính tốt may mắn mà có người phụ trọng tiến lên. Hứa Gia Hiên nói, ta cũng không có vĩ đại như vậy, lúc trước ta cùng ngươi mẹ đem ngươi ném cho ra ra ngươi, hoàn toàn chính xác không có kết thúc phụ mẫu trách nhiệm, ngươi đối với chúng ta có chút oán niệm cũng có thể lý giải, ta tuổi tác cũng lớn, 3 năm, ta làm 3 năm nữa liền về nước làm bạn ra ra ngươi, giúp ngươi mang hài tử. Hứa Thuần Lương nói, người chiếu cố tốt mình ba ba là được, mang hài tử coi như xong, ta lo lắng người bắt hắn cho mang trong khe đi. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đồng thời nở nụ cười, Hứa Gia Hiên tại nhi tử trên bờ vai đập một quyền, tiểu vương bát đản, ta làm sao sinh ngươi như thế cái con bất hiếu. Lúc này Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại tới, lại là trong nhà khách tới người đưa quà tặng trong ngày lễ, để Hứa Thuần Lương về đi tiếp đãi một chút. Hứa Gia Hiên biểu thị muốn một người ngồi một chút. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, hắn lại nối liền một điếu thuốc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lúc 6 giờ, một vị thân xuyên màu xám áo khoác đeo kính đen nữ tử từ phía sau hướng hắn đi tới, đi thẳng tới hắn ngồi xuống bên người. Hứa Gia Hiên đem điếu thuốc bóp tắt, nói khẽ, đã sớm tới, vì cái gì không gặp gỡ nhi tử. Người tới lại là Phùng Minh Quân tháo kính râm xuống, tuế nguyệt cũng tại khóe mắt của nàng lưu lại nhỏ xíu vết tích. Phùng Minh Quân nói, ta không muốn cùng ngươi đồng thời ra hiện ở trước mặt của hắn. Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu, những năm này vất vả ngươi. Phùng Minh Quân cười nhạt một tiếng, thật không nghĩ tới có thể từ trong miệng ngươi nói ra câu nói này. Hứa Gia Hiên nói, là lỗi của ta. Phùng Minh Quân nói, không có ai đúng ai sai, chúng ta công việc bản thân liền không thích hợp kết hôn, lúc trước chúng ta kết hôn đều chỉ là vì che giấu thân phận, chỉ là không nghĩ tới sẽ làm giả hóa thật. Một Hứa Gia Hiên khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đối đoạn hôn nhân này không có chút nào hối hận, còn rất cảm tạ lần kia nhiệm vụ để lại cho hắn một đứa con trai. Phùng Minh Quân có chút buồn bực chừng mắt liếc hắn một cái, có biết hay không ta ghét nhất người cái này một mặt cười xấu xa. Hứa Gia Hiên nói, người chuyên đến Đông Châu không phải là vì gặp nhi tử. Phùng Minh Quân nói, Trần Bích Viện sự tình ngươi tại sao muốn để hắn cuốn vào. Hứa Gia Hiên nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng kia, bất quá còn tốt có người bình định lập lại trật tự. Phùng Minh Quân nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi dám can đảm để hắn cuốn vào ngươi phiền phức bên trong, ta sẽ cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt.
Hứa Gia Hiên cười khổ nói, ta là hắn cha ruột, làm sao lại hại hắn. Bất quá tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu, ta tìm người điều tra một chút, hắn cùng Mộc Lan tập đoàn hạ hầu Mộc Lan có một chân. Phùng Minh Quân cả giận nói, có làm cha nói như vậy nhi tử sao? Hứa Gia Hiên nói, cùng hắn quan hệ thân mật nữ nhân mấy cái, bối cảnh đều không đơn giản. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, lật ra album ảnh, Trục vừa giới thiệu nói, Hoa Trục Nguyệt, Lam Tinh công ty đương nhiệm người phụ trách, Tân Tinh truyền hình điện ảnh tập đoàn tổng giám đốc, xuất thân Lan Hoa Môn, là Lan Hoa Môn nhân vật thực quyền, Hạ Hầu Mộc Lan tập đoàn tổng giám đốc, Bì Môn đời môn chủ, Mặc Hàm, đi qua Xích Đạo vốn liếng ngành đầu tư người phụ trách, hiện tại Mặc Hàn Phương Đông tổng giám đốc, ông ngoại của nàng là Âu Dương Nghiễm Hãn. 1. Phùng Minh Quân nói, phản bội tổ chức cái kia. 1. Hứa Gia Hiên nhẹ gật đầu, là cục chúng ta từ thành lập tới nay xuất hiện thứ nhất phản đồ. Phùng Minh Quân nói, tiểu cô nương nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Mai Như Tuyết, người thấy qua, Kiều lão tôn nữ, Kiều Viễn Sơn con gái tư sinh. Phùng Minh Quân nói, bọn hắn đã chia tay. Hứa Gia Hiên nói, Diệp Thanh Nhã, người cũng đã gặp, Diệp lão tôn nữ, Kiều Như Long vợ trước. Phùng Minh Quân trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái này cũng có thể tính ở bên trong. Bọn hắn là tỷ đệ kết nghĩa có được hay không? Hứa Gia Hiên nói, hai người khẳng định có mập mờ, ta nếu là nhìn nhầm đem đôi mắt này đào cho ngươi. Phùng Minh Quân thở dài, phương diện này Hứa Gia Hiên ánh mắt không có sai, cái này giả cặn bã nam. Hứa Gia Hiên nói, còn có cái này, Tô Tình. Phùng Minh Quân nói, liền nha đầu này coi như xuất thân bình thường một chút. Hứa Gia Hiên cười khổ nói, ba nàng Tô Thiên Vũ không hiểu thấu mất tích, ta vốn cho rằng nàng là cái số khổ hài tử. Người đoán Tô Thiên Vũ là ai? Phùng Minh Quân nháy nháy mắt. Hứa Gia Hiên thấp giọng nói, đà điểu. Phùng Minh Quân hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì? Hắn không phải 5 năm trước liền đã chết rồi sao? Hứa Gia Hiên nói, ta cũng cho là hắn chết rồi, thật không nghĩ đến hắn một mực ẩn cư tại Đông Châu, mà lại tê liệt nhiều năm, ai cũng sẽ không hoài nghi đến một bệnh nhân trên thân, nghe nói là Trịnh Bồi An chữa khỏi hắn, đà điều tại khôi phục bình thường về sau lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Ta đoán chừng cũng là vì bảo hộ nữ nhi của hắn. Hứa Gia Hiên lại đổi tấm hình, Bạch Lan, bán đảo nữ tác gia, nhưng thật ra là cái nữ sát thủ, cùng hắn cũng không minh bạch. Phùng Minh Quân nói, người sinh hảo nhi tử. Hứa Gia Hiên nói, hắn lợi hại hơn nhiều so với ta, những nữ hài tử này không có một cái dễ trêu. Phùng Minh Quân nói, ta vốn là muốn để hắn làm người bình thường. Hứa Gia Hiên lắc đầu nói, không thể nào. Thân thủ của hắn không kém hơn người ta, mà lại y thuật phi thường lợi hại, sở dĩ cùng Diệp ra đi gần như vậy cũng là bởi vì y thuật đáp cầu dắt mối. Phùng Minh Quân nói, không nghĩ tới hắn thế mà đạt được cha ngươi chân truyền. Hứa Gia Hiên thở dài nói, Hứa Gia y thuật không có thần kỳ như vậy, ta hoài nghi tiểu tử này có kỳ ngộ gì, cha ta cũng không phải võ lâm cao thủ, hắn tu được một thân võ công, cha ta y thuật chỉ sợ đều không kịp. Phùng Minh Quân nói, đi qua ta vẫn cho là các ngươi Hứa Gia đem hắn dạy thành một cái ngốc tử, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đứa nhỏ này một mực đang giả heo ăn hổ. Hứa Gia Hiên nói, hắn hẳn là đoán được ngươi thân phận của ta, về sau tận lực vẫn là giữ một khoảng cách. Phùng Minh Quân nói, Hứa Gia Hiên, ngươi sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Hứa Gia Hiên không nói chuyện, đem ảnh chụp lại nhìn một lần. Phùng Minh Quân một bàn tay tướng hắn điện thoại di động cho đập tới trên mặt đất. Hứa Gia Hiên tranh thủ thời gian nhặt lên điện thoại, màn hình đã quẳng rách ra, người có mau bệnh a, điện thoại di động ta đều rơi vỡ. Người mới có mau bệnh, nhìn chằm chằm nhi tử bạn gái nhìn cái gì kinh. Hứa Gia Hiên nói, ta là giúp hắn trưởng trưởng nhãn. Phùng Minh Quân nói, già sắc phôi. Hứa Gia Hiên hết đường chối cãi, đừng làm thân người công kích được không? Chúng ta có thể hay không đem quá khứ ân oán buông xuống, suy tính một chút chúng ta cộng đồng lợi ích. Phùng Minh Quân nói, không có gì có thể cân nhắc, hắn thích ai liền cưới ai, chúng ta không có quyền tả hữu lựa chọn của hắn. Hứa Gia Hiên nói, ta sợ hắn gây phiền toái a. Phùng Minh Quân nói, ngươi khi đó phản bội ta thời điểm làm sao không sợ phiền phức. Phùng Minh Quân, ngươi đừng thượng cương thượng tuyến được không? Tình huống lúc đó ngươi cũng rõ ràng, ta hoặc là phản bội ngươi, hoặc là phản bội tổ chức, ngươi nói ta làm sao tuyển. Thật đúng là có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hứa Gia Hiên, như ngươi loại này tai họa không có hảo báo. Ngươi thế mà nguyền rủa ta. Phùng Minh Quân đứng lên nói, về sau đừng liên hệ ta. Tới tặng lễ chính là Trương Hằng Dương, tới gần xong tiết,
tới tặng lễ nối liền không dứt, đều đánh lấy thăm viếng Hứa lão gia tử cờ hiệu. Hứa Trường Thiện đối với cái này rất có phê bình kín đáo, sợ cháu trai ở phương diện này cắm té ngã. Trương Hằng Dương tặng trên cơ bản đều là chút thổ đặc sản, ở phương diện này hắn hiểu được nắm chắc tiêu chuẩn, biết quá lễ vật quý giá Hứa Thuần Lương sẽ không thu. Trương Hằng Dương cũng không ở lâu, ngồi không bao lâu liền đứng dậy cáo từ, Hứa Thuần Lương đem hắn đưa đến bãi đậu xe dưới đất, Trương Tổng, về sau tuyệt đối đừng tặng đồ, người qua đây làm khách ta tùy thời hoan nghênh. Trương Hằng Dương cười nói, cũng không có gì quý giá đồ vật, ta chính là tới thăm một chút lão gia tử. Hắn nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, Đại Hằng đã quyết định từ bỏ Nguy Sơn đảo hạng mục. Hứa Thuần Lương gật đầu cười, cái này đều tại trong dự liệu của hắn, Đại Hằng hiện tại tình trạng tài chính không tốt, Nguy Sơn đảo hạng mục đã không đáng kể, từ bỏ đối bọn hắn tới nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Trương Hằng Dương lại nói, bất quá Mộc Thiên tập đoàn cũng cố ý tiếp nhận mảnh đất kia. Sau lưng của bọn hắn có Xích Đạo vốn liếng ủng hộ. Ê! Hứa Thuần Lương nhớ tới lần trước gặp được Mộc Thiên tập đoàn tổng giám đốc Vương Hoành Phong tình cảnh, xem ra Vương Hoành Phong đối mảnh đất kia ngấp nghé hồi lâu. Trương Hằng Dương nói, Đại Hằng rời khỏi về sau, có thật nhiều nhà đầu tư đều nghĩ nhặt cái này tiện nghi, tân tinh bên kia càng sớm định ra đến càng tốt, chuyện này liền sợ đêm dài lắm mộng. Hứa Thuần Lương nói, đi qua không phải không người hỏi thăm sao. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy? Trương Hằng Dương nói, sinh ý trên trận chính là như vậy, khả năng những người kia cũng không đều là thật tâm muốn, nhưng là bọn hắn nghe nói tân tinh muốn, cho nên đều vây quanh tham gia náo nhiệt, nếu như tân tinh quyết định từ bỏ, những cái kia tham gia náo nhiệt nói không chừng cũng liền giải tán lập tức. Hắn dừng lại một chút lại nói, gần nhất liên quan tới trong thành phố muốn trọng điểm khai phát Nguy Sơn Chu Vi Hồ bên cạnh tin tức lại truyền ra. Văn lữ trong cục bộ khẳng định có người đem nội tình tin tức tán phát ra ngoài, khả năng mọi người cũng biết bí thư sẽ không bỏ rơi khai phát cấp quốc gia nghỉ phép khu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cho tới nay hắn cũng hoài nghi, văn lữ cục người phụ trách mặc dù là Lục Minh, nhưng là hắn dù sao cũng là điều nhiệm văn lữ cục không lâu, văn lữ trong cục bộ không phục hắn có khối người. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này tốt nhất từ văn lữ cục ra mặt, ta sẽ thúc giục một chút bọn hắn tăng tốc quá trình. Lục Minh gần nhất đều đang bận rộn phụ thân tang sự, sự tình vừa mới xử lý xong, tiếp vào Hứa Thuần Lương cú điện thoại này, hắn cũng có chút buồn bực, từ khi hắn đi văn lữ cục về sau công việc khai triển cũng không thuận lợi, văn lữ cục nguyên bản chính là ba cục hợp nhất, mới thành lập không lâu bộ môn, nhân viên cấu thành phi thường phức tạp, mặc dù các đời hai vị lãnh đạo, đều không thể thành công tướng những người này bện thành một sợi dây thừng, dính đến bộ môn rất rộng, kết cấu tương đối lỏng tán. Quản lý không dễ dàng như vậy. Lục Minh cân nhắc đến mình vừa tới, cũng không thích hợp lập tức hạ nặng tay, trước mắt hắn là văn lữ cục đại diện cục trưởng, mặc dù Minh xác hắn phụ trách công việc, nhưng là còn có vị bí thư Lý Ngọc Sơn, ở ngoài mặt rất nhiều chuyện đều muốn trưng cầu Lý Ngọc Sơn ý kiến. Lý Ngọc Sơn thái độ hiện tại phi thường tiêu cực, loại này tiêu cực tại nhiều khi còn biểu hiện là im ắng đối kháng. Hoa đầu đã Minh xác tỏ thái độ, tại hoàn thành viện bảo tàng quảng trường cải tạo và văn miếu kiến thiết công trình về sau. Sẽ không lại tiếp tục đầu tư kiến thiết Đông Châu Văn Mạch, cái này lại cho Lục Minh đánh đòn cảnh cáo, cho nên hắn mới một lần nữa làm ra quy hoạch bố trí, ý đồ tướng Nguy Sơn Chu Vi Hồ bên cạnh du lịch khai phát làm kế tiếp trọng điểm. Hắn quy hoạch đã thông qua Tần Chính Dương chuyển hiện lên cho Uông Thư Ký, nhưng là trước mắt còn không có đạt được hồi phục. Lục Minh nghe Hứa Thuần Lương nói xong cũng ý thức được văn lữ cục nội bộ xảy ra vấn đề, hắn đồng ý Hứa Thuần Lương ý nghĩ, quyết định mau chóng cùng Tân Tinh ký tên ý hướng hợp tác. Tranh thủ gần nhất có thể cùng Uông Thư Ký gặp mặt nói chuyện một lần. Hứa Thuần Lương về đến nhà, hai vị lão gia tử đi ra ngoài đi tản bộ, trong thư phòng đèn sáng, Diệp Thanh Nhã đang ở bên trong luyện chữ. Hứa Thuần Lương lặng lẽ trượt vào xem trong chốc lát, Diệp Thanh Nhã rõ ràng bởi vì hắn đến nhận lấy một chút ảnh hưởng, bút pháp trở nên có chút lăng loạn, nói, người có thể hay không đừng quấy rầy ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đều không nói chuyện, chẳng lẽ hô hấp cũng có lỗi. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi không sai, là ta tu vi không đủ. Nàng tướng bút buông xuống, nhìn một chút mình vừa mới viết xong bức kia chữ, nhíu mày, chuẩn bị cầm lấy ném đến phế trong sọt rác. Hứa Thuần Lương nói, đừng ném, đưa cho ta. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi liền đừng chê cười ta. Hứa Thuần Lương triển khai xem xét, phía trên dùng thể chữ lệ viết lúc trước chậm ba chữ, nhìn trong chốc lát nói, ta cảm thấy bức chữ này viết không tệ. Diệp Thanh Nhã nói, được rồi. Thích thì lấy đi, bất quá muốn vạch khuyết điểm. Hứa Thuần Lương nói, rất tốt, ba chữ này đặc biệt có vận vị.
Diệp Thanh Nhã cười nhạt một tiếng, cho là hắn tán dương đến không phải thư pháp bản thân, nói khẽ, lúc trước chậm lấy chi tại Mộc Tâm tiên sinh một bài thơ. Hứa Thuần Lương hiện thực cầu biểu thị mình đối hiện đại thơ không hiểu nhiều, chủ yếu là hứng thú không lớn, hắn thấy Trung Hoa thi từ từ cổ chí kim hiện lên rõ ràng thoái hóa xu thế, cái gì cái gọi là hiện đại thơ hắn có chút tiếp nhận không có thể, để Diệp Thanh Nhã đem bài thơ này lưng cho mình nghe một chút. Diệp Thanh Nhã lại lần nữa tuyển một cây bút, tuyển tờ tín chỉ viết, lúc trước chậm, nhớ kỹ trước kia thời niên thiếu, mọi người thành thành khẩn khẩn, nói một câu là một câu, phố dài hắc ám không có đức hạnh người. Bán sữa đậu nành tiểu điếm bốc lên nhiệt khí, lúc trước sắc trời trở nên chậm, xe, ngựa, bưu kiện đều chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người, lúc trước khóa cũng đẹp mắt, chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng, người khóa người ta liền đã hiểu. Hứa Thuần Lương xem hết, lần thứ nhất cảm nhận được hiện đại thơ cũng có thể viết như thế yêu nhã, cũng có thể giàu có sâu như vậy xa hàm nghĩa. Diệp Thanh Nhã viết xong, đem bài thơ này cũng cùng nhau đưa cho hắn, nhỏ giọng nói, người nếu là không chê ta múa rìu qua mắt thợ. Cùng một chỗ cầm đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu tốt, quay đầu ta phiếu treo đang ở trong phòng ta, đừng quên lạc khoản. Diệp Thanh Nhã không chịu, Hứa Thuần Lương mình cầm lấy Diệp Thanh Nhã trường in lên, sau đó hài lòng rời đi, Diệp Thanh Nhã nhìn qua hắn như nhặt được chí bảo bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, không biết hắn có thể hay không hiểu. Mỗi khi gặp ngày hội, thân giữa bằng hữu đi lại tặng lễ là khó tránh khỏi, Hứa Thuần Lương thu không ít lễ cũng đưa ra ngoài không ít. Trong đó liền bao quát Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa coi là hắn thể chế bên trong người dẫn đường, nếu như không có Cao Tân Hoa, Hứa Thuần Lương cũng không nhưng có thể đi vào thể chế. Huống chi hai nhà quan hệ vốn là rất tốt, Hứa Thuần Lương mang theo lễ vật đi vào Cao gia thời điểm, Cao Tân Hoa cùng thê tử Tiếu Sở Hồng Chính đang chuẩn bị hành lý, bởi vì lão gia tử Cao Hoành Đường ở lại kinh thành nghỉ lễ, cho nên bọn họ cặp vợ chồng quyết định đi nhà muội muội, thuận tiện cũng cùng ở kinh thành đọc sách nữ nhi Cao Hiểu Bạch đoàn tụ. Cao Tân Hoa nhìn thấy Hứa Thuần Lương mang theo nhiều đồ như vậy tiến đến, nhanh lên đem hắn nghênh vào nhà, Thuần Lương, người khách khí với ta cái gì? Ta cái này còn chưa có đi nhà ngươi thăm viếng ra ra ngươi, ngươi ngược lại tới trước, đối lão gia tử từ Nguy Sơn đảo trở lại chưa? Bởi vì Diệp lão lưu tại Hứa gia nghỉ lễ, cho nên Hứa lão gia tử đối muốn tới đây thăm viếng hắn một mực tuyên bố mình tại Nguy Sơn đảo không có về nhà, Cao Tân Hoa hôm trước liền gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương nói, không có. Người đây là muốn đi kinh thành. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ khuê nữ. Cao Tân Hoa cười nói, cũng nghĩ lão gia tử nhà chúng ta, xế chiều ngày mai xe lửa. Hắn chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi. Hứa Thuần Lương đem trong tay quà tặng đưa cho Tiếu Sở Hồng. Tiếu Sở Hồng nói, chúng ta đều không ở nhà, của nước người vẫn là lấy về đi. Hứa Thuần Lương nói, mang đến kinh thành cho Cao gia gia ăn cũng giống như vậy. Cao Tân Hoa hướng thê tử nhẹ gật đầu, lấy hai nhà bọn họ quan hệ cũng không cần quá khách khí. Cao Tân Hoa cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, hỏi Hứa Thuần Lương chuyện công tác. Hứa Thuần Lương đem mình tiết sau đi cục dân chính sự tình đơn giản nói một lần. Cao Tân Hoa tràn ngập vui mừng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta lúc đầu liền coi trọng ngươi, hiện tại chứng minh ánh mắt của ta không sai đi, tuổi còn trẻ liền chính khoa cấp. Hắn phi thường rõ ràng mình tại Hứa Thuần Lương nhân sinh đường bên trên chỉ là sung làm một đoạn thời gian người dẫn đường nhân vật, Hứa Thuần Lương hiện tại giao thiệp cùng thực lực sớm đã vượt ra khỏi hắn. Hứa Thuần Lương uống nước không quên người đào giếng, cười nói Cao Thúc, vẫn là đến may mắn mà có người, không phải người đem ta mang vào Trường Hưng, ta hiện tại đoán chừng đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm đâu. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi làm sao cũng sẽ không chờ sắp xếp việc làm. Liền các ngươi hồi xuân đường kia phần gia nghiệp cũng đủ ngươi bận rộn. Nâng lên Trường Hưng bệnh viện, Cao Tân Hoa không chịu được thở dài nói, Trường Hưng hiện tại thời gian cũng không dễ chịu, may mắn ngươi rời đi sớm. Không phải xích đạo vốn liếng bơm tiền Trường Hưng, vấn đề tiền bạc đạt được giải quyết. Cao Tân Hoa nói, xích đạo vốn liếng làm việc thủ đoạn so với Hoa Niên càng thêm cứng rắn, phương diện tiền bạc vấn đề mặc dù giải quyết, thế nhưng là bọn hắn đối Trường Hưng nhân viên kết cấu tiến hành đại quy mô điều chỉnh. Từ bên ngoài trọng kim thuê không ít các khoa chuyên gia, trên cơ bản chủ yếu phòng người phụ trách đều đổi toàn bộ. Hứa Thuần Lương cười nói, đây không phải chuyện tốt sao? Cao Tân Hoa gật đầu nói, là chuyện tốt, nhưng Trường Hưng một cái hảo hảo bệnh viện công biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không phải chúng ta những này Trường Hưng lão công nhân hy vọng nhìn thấy, người không hiểu a? Hứa Thuần Lương nói, Thư Viễn Hàng không bị đến xa lánh a? Cao Tân Hoa nói, hắn trình độ còn tại đó. Ai dám mạn đãi hắn? Triệu Phi Dương người này a, hắn là căn bản không để ý lão công nhân lợi ích,
hiện tại chủ gánh hướng chỗ nào chỉ hắn liền hướng chỗ nào đánh. Hứa Thuần Lương nhớ tới trước mấy ngày cùng Triệu Phi Dương ngẫu nhiên gặp tình cảnh, thở dài nói, hắn cũng không dễ dàng. Triệu Phi Dương thật vất vả ôm lấy Hoa Niên tập đoàn, nghĩ không ra Hoa Niên nhanh như vậy liền chơi xong, lúc đầu tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn nếu là nhập chủ Trường Hưng, hắn bằng vào cùng Kiều Như Long quan hệ hẳn là có thể đến càng lớn quyền lên tiếng, nhưng Kiều Như Long bởi vì tự thân gặp phải phiền toái không thể không từ bỏ đối hắn ủng hộ, thậm chí tướng tế thế chuyển nhượng, lần này Triệu Phi Dương liền thành không có mẹ hài tử, liền chỗ dựa cũng bị mất. Đối với hiện tại Triệu Phi Dương tới nói, hắn chỉ còn lại tranh thủ nhà tư sản nhận đồng con đường này, nếu như không cách nào tại thời gian ngắn chứng minh tự thân năng lực, Xích Đạo vốn liếng liền sẽ không chút lưu tình đem hắn đổi đi. Thân là Trường Hưng Bệnh viện bí thư Cao Tân Hoa cũng không thể không tiếp nhận một hiện thực tàn khốc, hiện tại Trường Hưng chính đang nhanh chóng biến hóa, trở nên hắn đều cảm thấy lạ lẫm, để hắn đã mất đi lòng cảm mến, hắn bắt đầu ý thức đến Trường Hưng Bệnh viện không có khả năng trở lại quá khứ. Bọn hắn những này cái gọi là Trường Hưng Bệnh viện lão nhân đều tướng chậm rãi rời khỏi Trường Hưng lịch sử võ đài. Trường Hưng hiện trạng khiến Cao Tân Hoa nản lòng thoái chí, trong thành phố cũng ba khiến năm thân, nhất định phải phối hợp nhà tư sản công việc, tại thời đại mới hạ nhất định phải thích ứng mới quản lý phương thức, ban sơ Xích Đạo vốn liếng tham gia Trường Hưng lúc sau, Cao Tân Hoa còn ôm có chút hy vọng, hiện tại những cái kia hy vọng đã triệt để chôn vùi, hắn rõ ràng chính mình căn bản bất lực thủ hộ tất cả mọi người lợi ích. Hắn chỉ có thể tận khả năng giữ vững giả Trường Hưng người danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Cao Tân Hoa cũng biết Hứa Thuần Lương lần này điều nhiệm cục dân chính nguyên nhân là hắn đắc tội mới bệnh viện phía đầu tư Khang Kiện tập đoàn, là Khang Kiện tập đoàn muốn đem hắn đá ra khỏi cục. Cao Tân Hoa cũng không điểm phá, chỉ là thuận Hứa Thuần Lương nói, chính phủ cần dẫn vào đầu tư, tư vốn cần phải là lợi ích, song phương nhất định phải tìm tới một cái điểm thăng bằng mới có thể đạt thành hợp tác, tại đại thế trước mặt, người lợi ích là không có ý nghĩa. Triệu Phi Dương coi như có thể vượt qua lần này nguy cơ, về sau còn sẽ có nguy cơ đang chờ hắn, vốn liếng một khi cho rằng ngươi không thể cho bọn hắn mang đến lợi ích liền sẽ không chút lưu tình đem ngươi đá văng ra. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn nghe ra Cao Tân Hoa nói không chỉ có riêng là Triệu Phi Dương. Cao Tân Hoa nói, vẫn là bên trong thể chế công việc tốt, mặc dù cũng có lục đục với nhau, nhưng ít ra không có vốn liếng thị trường như vậy dã man thô bạo. Hứa Thuần Lương cười nói, ta ngược lại thích dã man tàn khốc công việc phong cách. Cao Tân Hoa nói, người còn trẻ, tiền đồ vô lượng, không cần thiết tướng tinh lực hoang phế tại những này bên cạnh cạnh góc sừng việc nhỏ bên trên, ánh mắt buông dài xa một chút, cách cục lại lớn một chút, chờ ngươi đạt tới nhất định độ cao, đi qua những này bối rối ngươi việc nhỏ căn bản cũng không có thể xưng là vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, thụ giáo. Cao Tân Hoa cười ha hả, người không cần ta giáo, ta cũng không dạy được ngươi cái gì. Ta đi qua bộ kia đã không thích ứng thời đại này, Thuần Lương, người rất thông minh, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng là tính cách quá mức tươi sáng. Hứa Thuần Lương cười nói, Cao Thúc chê ta làm việc quá vọng động rồi. Cao Tân Hoa nói, ta cũng nói không rõ ràng, nếu như ngươi làm người bốn bể yên tĩnh khả năng cũng không đạt được thành tựu ngày hôm nay. Tiếu Sở Hồng lúc này đi tới, hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, Dai Dai lần này cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại kinh thành, nàng cùng ngươi có nói hay chưa? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta trận này đều không gặp nàng, ta cũng không phải nàng người giám hộ, đi nơi nào đều là tự do của nàng. Cơ Dai Dai gần nhất cùng hắn học không ít bản sự, nhất là linh xà bát bộ có tương đương tạo nghệ, Hứa Thuần Lương đã không còn lo lắng nhân thân của nàng vấn đề an toàn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Lan Hoa môn nội bộ đạt thành hòa giải, Phan Thiên Hóa phụ tử đã không còn cừu thị Cơ Dai Dai, thừa nhận vị này tuổi nhỏ môn chủ địa vị. Cao Tân Hoa nói, Dai Dai đứa nhỏ này không tệ. Chủ yếu là thiếu khuyết gia đình yêu mến, ta và ngươi thiếu gì đều đặc biệt thích nàng. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc ấy cũng kỳ quái nàng làm sao lại nghe các ngươi, cô nàng này luôn luôn kiệt ngạo bất tuần, làm nửa ngày, nàng không phải không phục quản, mà là muốn cho người quản. Cao Tân Hoa không khỏi đắc ý nói, ngươi không có làm qua phụ thân, loại chuyện này ngươi không hiểu. Tiếu Sở Hồng nói, Thuần Lương, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Hứa Thuần Lương nói, chỗ, còn không có xác định quan hệ. Hắn không dám nói mình không có, dù sao Cao Tân Hoa ban sơ muốn đem hắn cùng Cao Hiểu Bạch hướng một khối tác hợp tới. Tiếu Sở Hồng nói, ta nói nhiều một câu a, yêu đương không thể chỉ nhìn nữ hài phải chăng xinh đẹp, cũng phải nhìn tính cách cùng nhân phẩm, dù sao yêu đương cùng sinh hoạt không giống. Cao Tân Hoa cười nói, biết nhiều lời còn nói, người ta người tuổi trẻ tình cảm khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân rồi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, a di, người nói ta nhớ kỹ.
ta cũng đặc biệt coi trọng nữ hài tính cách cùng nhân phẩm, cho nên về mặt tình cảm phá lệ thận trọng. Cao Tân Hoa nói, thận trọng là được rồi, nhất là ngươi tại thể chế bên trong công việc, phương diện này nếu là xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Mặc dù Cao Tân Hoa vợ chồng thịnh tình giữ lại, Hứa Thuần Lương cũng không có để lại ăn cơm, không muốn cho người ta thêm phiền phức. Cao Tân Hoa một mực đuổi tới hắn hơi bên cạnh xe, không phải tướng hai bình rượu, bốn hộp bánh trung thu nhét vào hắn trong xe, để hắn cho Hứa lão gia tử mang về. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, trong nhà của ta thật không thiếu cái này. Cao Tân Hoa nói, biết ngươi không thiếu, những này là cho ra ra ngươi lại không đưa cho ngươi. Hứa Thuần Lương chỉ hoãn bất quá đành phải nhận lấy, Cao Tân Hoa trong lòng có chút nói muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi. Hứa Thuần Lương cười nói, Cao Thúc, người có cái gì nghĩ lời nhắn nhủ một mực nói. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, lúc đầu có việc muốn nói, nhưng đột nhiên liền quên, lên niên kỷ, trí nhớ không nhiều bằng lúc trước. Hứa Thuần Lương nói, không sao, đợi ngài nhớ tới lại nói, chúng ta lão Hứa nhà ngược lại là có chút an thần kiện não bí phương, hôm nào ta đem thuốc phối tốt đưa cho ngài tới. Cao Tân Hoa nói, hảo hảo ăn cái gì thuốc a, chúng ta xử lý nghề này ai không rõ ràng là thuốc ba phần độc đạo lý. Vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, để hắn nhanh đi về. Hứa Thuần Lương chạm tiếp theo đi cục dân chính người phụ trách Vương Đồng An nơi đó, mặc dù còn không có đi cục dân chính chính thức đi làm, Vương Đồng An đã mời hắn ăn một bữa cơm, còn giúp hắn giải quyết Lục gia lão gia tử mộ địa hỏi đề, gặp phải song tiết, nếu như mình không biểu hiện một chút tâm ý không khỏi lộ ra không hiểu chuyện. Hứa Thuần Lương đã sớm cho Vương Đồng An đánh qua điện thoại, Vương Đồng An cũng không có cự tuyệt, biểu thị mình sẽ ở nhà chờ hắn. Tại đơn vị làm việc, người phụ trách biết rõ ngươi qua đây tặng lễ cũng không cự tuyệt, đó chính là tương đương đưa ngươi trở thành người một nhà, ít nhất là chuẩn bị đưa ngươi xem như người một nhà. Hứa Thuần Lương dựa theo Vương Đồng An cho địa chỉ của hắn đi tới nhà hắn, để Hứa Thuần Lương ngạc nhiên là, Vương Đồng An chỗ ở lại là cái cũ kỹ cư xá, ở tại lầu 1, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, trước mặt viện tử không nhỏ, lớn khái có hơn 200 bình. Kỳ thật nơi này là Vương Đồng An phụ mẫu nhà, lão lưỡng khẩu đều khỏe mạnh, thân thể cứng rắn. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, hai vị lão nhân nhà đang ở trong sân giày vò. Vương Đồng An cười đem Hứa Thuần Lương đón vào, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đưa tới lễ vật, hời hợt nói một câu, tiểu Hứa A, ngươi làm như vậy để người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Đồng An cũng không nói gì thêm nữa, dẫn hắn thả đồ xuống. Vương Đồng An đã chuẩn bị xong trà. Mời Hứa Thuần Lương tọa hạ uống trà, Hứa Thuần Lương đi trước trong viện cùng hai vị lão nhân nhà lên tiếng chào hỏi. Hai vị lão nhân cũng không biết rõ hắn là ai, phản chính theo bọn hắn nghĩ lúc này tới 8-9 phần 10 đều là muốn cầu cạnh nhà mình nhi tử, đối đãi Hứa Thuần Lương cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Vương Đồng An chào hỏi Hứa Thuần Lương trở về ngồi xuống, đưa cho hắn một ly trà. Hứa Thuần Lương hai tay tiếp nhận. Vương Đồng An nói, công việc cũ phải chăng đã giao tiếp hoàn tất. Ta bên này nhưng chờ lấy dùng người đâu. Hứa Thuần Lương nói, tất cả thủ tục đều đã xong xuôi, chỉ cần Vương cục cần, ta tùy thời đều có thể vào cương vị. Vương Đồng An hài lòng gật gật đầu, không vội, không vội, tiết về sau đơn vị đi làm là được. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, thuận tiện quan sát một chút trong phòng bày biện, trùng tu hẳn là có một đoạn thời gian rất dài, đồ dùng trong nhà cũng đã sớm quá hạn, bởi vì tầng lầu nguyên nhân, phòng ốc lấy ánh sáng cũng rất bình thường. Bên cửa sổ duyên rất nhiều nơi rỉ nước, tường ra nhiều chỗ đều bong ra từng màng. Hứa Thuần Lương nhớ kỹ lần trước Vương Đồng An mời mình ăn cơm cũng tại cái tiểu khu này phụ cận, bất quá hắn không nghĩ tới Vương Đồng An chỗ ở như thế đơn giản, bởi vì không thấy được Vương Đồng An thê tử nhi nữ, cho nên hắn đoán chừng nơi này nên là Vương Đồng An phụ mẫu chỗ ở. Hứa Thuần Lương nói, Vương cục, người phòng này có tuổi rồi. Vương Đồng An cũng không có giấu giếm, cười nói, là cha mẹ ta phòng ở. Ta một mực khuyên bọn họ rời đi qua cùng ta ở, nhưng bọn hắn không nỡ cổng viện tử, mà lại nơi này là lầu một xuất nhập cũng thuận tiện, chung quanh nguyên bộ cũng phi thường thành thục, chủ yếu nhất là bọn hắn cùng chung quanh hàng xóm đều quen thuộc, làm sao cũng không nguyện ý chuyển, nhà xác thực cựu một chút, ta suy nghĩ hai ngày nữa giúp bọn hắn đem tường phấn phấn. Hứa Thuần Lương nói, Vương cục, chuyện này ta đến xử lý đi, phương diện này ta có tin được bằng hữu. Vương Đồng An hơi chút do dự. Liền gật đầu nói, được, bất quá chúng ta đã nói trước, xài bao nhiêu tiền đều là ta đến gánh chịu, người cũng không thể để cho ta ở phương diện này phạm sai lầm. Hứa Thuần Lương cười nói,
người cứ việc yên tâm, ta chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, nhất định làm được Hoa Tiền Trinh làm đại sự, để hai vị lão nhân nhà hài lòng. Vương Đồng An sở dĩ tướng chuyện này giao cho Hứa Thuần Lương, cũng có nhờ vào đó đến khảo nghiệm ý nghĩ của hắn, đừng nhìn là đơn giản cải tạo trùng tu, tuyệt đối là khảo nghiệm Hứa Thuần Lương năng lực, đem phòng ở trùng tu xong không gọi bản lĩnh, làm sao có thể đem chuyện này làm được mỹ mãn thật xinh đẹp mới là trọng yếu nhất. Vương Đồng An không nghĩ tới cho Hứa Thuần Lương hối lộ cơ hội của mình, hắn tại thể chế bên trong bao nhiêu năm, người nào chưa thấy qua, mới sẽ không chủ động tướng nhược điểm đưa đến trong tay người khác. Hứa Thuần Lương thuận Vương Đồng An lời nói mới rồi nói, Vương Cục, Cục chúng ta bên trong công việc gần đây bề bộn nhiều việc sao? Vương Đồng An gật đầu nói, bận bịu a, già nhà tang lễ cuối năm liền muốn triệt để ngừng dùng, mới nhà tang lễ kiến thiết tiến độ có chút cản trở, chúng ta nhất định phải sớm một tháng bắt đầu dùng. Hiện đang cáo biệt sảnh trùng tu cùng xanh hóa công trình còn chưa hoàn thành, còn có một việc chính là ngày lễ giúp đỡ người nghèo thăm hỏi, ta sở dĩ không có để ngươi tiết trước qua đến báo danh, liền sợ mới vừa lên đến cấp ngươi ép gánh quá nặng đem ngươi cho dọa. Hứa Thuần Lương cười nói, đa tạ Vương Cục thương cảm ta. Nếu như hắn tại tiết trước liền đến cục dân chính, thân là xã cứu khoa khoa trưởng khẳng định phải khắp nơi thăm hỏi, chỉ riêng giúp đỡ người nghèo cứu tế liền đủ hắn bận bịu. Vương Đồng An nói, cục dân chính người khác đều coi là chúng ta không có gì nặng nề công việc, nhưng chân chính làm nghề này mới biết được đầu vai trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn. Tiểu Hứa A, người đi qua tại hệ thống vệ sinh, dân chính hệ thống công việc ngươi còn chưa quen thuộc, về sau có cái gì không hiểu trực tiếp tới hỏi ta. Hứa Thuần Lương nói, được rồi. Vương Đồng An cùng Hứa Thuần Lương hàn huyên vài câu, Hứa Thuần Lương chủ động đem thoại đề trở lại phòng ốc cải tạo phương diện. Vương Đồng An nói một lần yêu cầu, Hứa Thuần Lương lao nhớ kỹ. Lại đi trưng cầu một chút lão nhân ra ý kiến. Vương Đồng An tướng chuyện này làm đối Hứa Thuần Lương khảo nghiệm, nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới Hứa Thuần Lương hiệu suất sẽ cao như thế, cùng ngày liền sắp xếp người tới lượng phòng thiết kế, để Vương Đồng An tướng phụ mẫu tiếp đi về nhà nghỉ lễ, sáng ngày thứ hai liền an bài thi công, cam đoan tại quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc đó tướng công trình toàn bộ hoàn thành. Hứa Thuần Lương đem chuyện này giao cho Đinh Tứ, đối Đinh Tứ tới nói, phòng cũ cải tạo đơn giản không thể xưng là công trình. Hứa Thuần Lương mặc dù có cần phải cùng Vương Đồng An giữ gìn mối quan hệ, nhưng là hắn cũng không cần thiết nịnh bợ Vương Đồng An, dù sao hắn đi cục dân chính không phải Vương Đồng An có thể chi phối, Vương Đồng An thái độ đối với hắn cũng không phải là bởi vì vui hoan, càng nhiều là từ đối với hắn bối cảnh cố kỵ. Song phương đều đang thử thăm dò đối phương, thông qua chuyện này đến quyết định về sau song phương hẳn là lấy như thế nào phương thức ở chung. Hứa ra cái này trung thu coi như náo nhiệt. Hứa Gia Văn cùng nữ nhi Trân Thuần tới, Chu Đức Minh cũng đi theo cùng nhau tới, mặt ngoài nhìn hắn cùng Trân Thuần đã xác định quan hệ yêu đương, nhưng trung thu ngày hội không bồi cha mẫu, chạy đến Hứa Gia nghỉ lễ thì trong đó cũng có nguyên nhân. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, cái này phía sau hẳn là Chu Thư Ký ý tứ, Chu Thư Ký biết Diệp lão năm nay trung thu tại Hứa Gia nghỉ lễ, cho nên hắn mới có thể thúc đẩy nhi tử tiến về Đông Châu. Trung thu đối đương kim người trẻ tuổi tới nói cũng không quá long trọng ý nghĩa. Chu Đức Minh người giải thích là, phụ thân vừa đi kinh thành giảm tai ủy công việc, hiện tại bận bịu liền ăn bữa cơm đoàn viên thời gian đều không có. Diệp lão sớm đã thấy rõ hết thảy, bất quá hắn thích loại này nhiệt nhiệt nháo nháo cảm giác, cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ nói chuyện phiếm có thể để cho hắn tạm thời quên mất một chút phiền não. Hứa Trường Thiện cho đại nữ nhi Hứa Gia An gọi điện thoại, vẫn là hy vọng nàng tới, trong điện thoại nghe ra nữ nhi mang theo nồng đậm giọng mũi, Hứa Gia An lấy cớ mình lại phải lại bị cảm. Năm nay khẳng định là không qua được. Hứa Gia Hiên phi thường rõ ràng tỷ tỷ gần nhất xảy ra chuyện gì, khuyên nhủ lão phụ thân đừng cưỡng cầu nữa đại tỷ, dù sao đại tỷ đã lập gia đình, người ta Lương gia cũng có phụ mẫu, người ta cũng phải đoàn viên. Hứa Trường Thiện cảm thấy nhi tử nói rất có đạo lý, bỏ đi lại để cho nữ nhi trở về suy nghĩ, bất quá người trong nhà cũng không ít, tính cả Trịnh Bồi An, trong nhà đã có 9 người. Chủ nghệ tốt nhất Trịnh Bồi An là việc nhân đức không nhường ai chủ bếp. Diệp Thanh Nhã cùng Hứa Gia Văn phụ trách hỗ trợ, Hứa Gia Hiên cùng Trân Thuần bồi tiếp hai vị lão gia tử đánh lên mặt trược. Hứa Thuần Lương cùng Chu Đức Minh hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Chu Đức Minh nói cho Hứa Thuần Lương, hồi trước đi nhà cô nhìn nãi nãi, lão nhân gia còn đọc Hứa Thuần Lương thế mới biết Chu lão thái không cùng lấy Chu thư ký một nhà đi kinh thành. Chu Đức Minh nhắc lên phụ thân công việc liền thở dài nói, hiện tại so trong tỉnh bận bịu nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này tình hình tai nạn liên tiếp phát sinh, hắn là nơi đó có tình hình tai nạn liền đi chỗ đó, nãi nãi ta hiện tại mỗi ngày đều nhìn tin tức, sợ chỗ nào xảy ra chuyện, dù sao.
hắn không có nói đi xuống, kỳ thật từ khi giảm tai ủy thị sát tổ lần trước tại Cử Châu phát sinh tai nạn trên không, giảm tai ủy công việc tính chất liền biến thành cao phong hiểm, nhất là tại giảm tai ủy công nhân viên gia thuộc trong lòng. Chu Đức Minh mặc dù biết phụ thân là một lần nữa đạt được trọng dụng, nhưng là làm nhi tử, hắn vẫn là cảm thấy lo lắng. Hứa Thuần Lương xem thấu tâm sự của hắn, an ủi hắn nói, yên tâm đi, Cử Châu chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, bình thường tới nói là không có cái gì phong hiểm, đúng, ngươi còn không biết đi, ta hiện tại cũng đi dân chính hệ thống công việc, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là công việc của ta tính chất cùng Chu thư ký cũng kém không nhiều. Chu Đức Minh nói, ta cùng Tiểu Thuần đều có chút không rõ, tính cách của ngươi làm sao lại lựa chọn tại bên trong thể chế công việc đâu. Hứa Thuần Lương nói, không phải mỗi người đều có điều kiện làm một nhóm, ta thuộc về làm một nhóm yêu một nhóm. Chu Đức Minh cười nói, ngươi cái này trong lời nói có hàm ý a, ta cũng không phải yêu một nhóm làm một nhóm, không sợ ngươi chê cười ta đến bây giờ đều không có làm rõ nhân sinh của mình phương hướng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lấy gia đình của ngươi bối cảnh, công việc căn bản không cần phát sầu, bình thường tới nói giống Chu Đức Minh thứ con em này chắc chắn sẽ lựa chọn hoạn lộ. Có bậc cha chú chính trị cơ sở, bọn hắn ở trên con đường này bình thường lại so với đa số người thuận lợi được nhiều, đương nhiên cũng có thể lựa chọn từ thương, bất quá lấy Hứa Thuần Lương đối Chu Đức Minh hiểu rõ, hắn cũng không thích kinh thương. Hứa Thuần Lương cố ý nói, thật không biết rõ phương hướng trở về Đông Châu, hai ta cùng một chỗ làm dân chính công việc. Chu Đức Minh nói, ta đối thể chế không có hứng thú, ta hiện tại chủ tu phương hướng là tiếng Trung, cùng lắm thì trở về sau làm cái ngữ văn lão sư. Trung thu chi dạ, đoàn viên chi dạ, Uông Kiến Minh nguyên bản định hồi kinh, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn lưu tại Đông Châu, dù sao cũng là hắn tiền nhiệm Đông Châu về sau cái thứ nhất trọng đại ngày lễ. Thê tử Hạ Uyển Oánh vốn là không thích đi Uông gia nghỉ lễ, con của bọn hắn ở lại kinh thành Uông gia bồi Uông lão nghỉ lễ, cũng coi là đại biểu phụ mẫu tận hiếu. Cái này đoàn viên chi dạ, Uông Kiến Minh đặc địa đi thăm vẫn tại từng cái cương vị thủ vững công tác đồng chí. Uông Kiến Minh vợ chồng còn chuyên môn tiến về Đông Châu viện mồ côi cùng đi bọn nhỏ cùng một chỗ nghỉ lễ, cử động như vậy có nhất định chính trị tú thành phần ở bên trong, nhưng là từ mặt khác góc độ đến xem, Uông Kiến Minh cân nhắc sự tình vẫn là phi thường chu đáo. Cục dân chính cục trưởng Vương Đồng An toàn bộ hành trình cùng đi, Đông Châu đài truyền hình an bài toàn bộ hành trình đưa tin. Phụ trách đưa tin lần này tin tức chính là một lần nữa trở về người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ nương tựa theo đi qua tích lũy danh tiếng cùng siêu cường chuyên nghiệp năng lực, trở về Đông Châu đài truyền hình không bao lâu tìm trở về ngày xưa nhân khí, tự nhiên đạt được đài truyền hình trọng dụng, tin tức một tỷ địa vị vẫn không người có thể dung chuyển. TV bây giờ người xem càng ngày càng ít, chủ yếu thu xem quần thể đều là trung lão niên, ở trong đó liền bao gồm Hứa Trường Thiện. Hứa Trường Thiện có cái nhiều năm bền lòng vững dạ thói quen, mỗi ngày tất nhìn bản tin thời sự cùng Đông Châu tin tức với hắn mà nói. Bản tin thời sự có thể giải quốc sự, Đông Châu tin tức chính là bên người ra sự. Diệp Lão bình thường cũng nhìn bản tin thời sự, hắn đối Đông Châu tin tức không có hứng thú gì, bất quá đêm nay bởi vì trong tin tức xuất hiện Uông Kiến Minh vợ chồng, cho nên hắn cũng đi theo ngắm thêm vài lần. Hứa Thuần Lương cho hai vị lão gia tử đưa trà tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Uông Kiến Minh vợ chồng đi viện mồ côi thăm hỏi, cùng cô nhi cùng tàn tật nhi đồng khởi ăn Tết tin tức, trong lòng thầm nghĩ Uông Kiến Minh gặp vợ chồng có thể a. Tết lớn không quên hiến ái tâm, ngay cả mình nhà đều không trở về. Diệp Lão hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, viện mồ côi thuộc cho các ngươi cục dân chính, ngươi thân là cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc, dạng này hoạt động làm sao không tham gia đâu. Lập nhân thiết cơ hội tốt ha. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ không phải ta không tham gia là người ta không có gọi ta, hắn cười cười nói, ông nội nuôi, ta tiết sau mới đi làm đâu. Diệp Lão nhìn qua màn hình TV nói, muốn có được lão bách tính thực tình ủng hộ nhưng không dễ dàng như vậy, chỉ có thực tình chân ý là lão bách tính xử lý hiện thực, mới có thể thu được lão bách tính tán đồng. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài lại lên cho ta khóa. Hứa Trường Thiện nói, thành thành thật thật nghe, người khác muốn nghe đều không có cơ hội. Hai vị lão gia tử cùng một chỗ nở nụ cười, chân thuần bu lại, trò chuyện cái gì đâu. Như thế Coca-Cola, nói cho ta nghe một chút. Để cho ta cũng đi theo vui a vui a. Hứa Thuần Lương kinh ngạc nàng tiếng phổ thông tiến bộ, đoán chừng cùng Chu Đức Minh trợ giúp có quan hệ, hắn khoát tay áo nói, đại nhân nói chuyện phiếm, tiểu hài tử nhà lẫn vào cái gì. Chân Thuần nói, người mới lớn hơn ta mấy tuổi, ra ra, Diệp ra ra, anh ta khi dễ ta. Hứa Trường Thiện nói, ta cũng không có gặp hắn khi dễ qua ngươi,
bình thường thương ngươi đều đau không đến. Chân Thuần nói, liền mấy người nhất bất công, trọng nam khinh nữ lão phong kiến. Hứa Trường Thiện cố ý nghiêm mặt, không lớn không nhỏ nha đầu điên. Diệp lão nhiều hứng thú nói, Chân Thuần, người ngược lại là nói một chút hắn làm sao bất công. Chân Thuần nói, cái này không bày rõ ra, còn cần nói a, Diệp gia gia, người nhưng tuyệt đối đừng học gia gia của ta, đối Thanh Nhã tỷ tốt đi một chút a. Hứa Thuần Lương đem Chân Thuần cho kéo đi một bên, nhà đầu này nói chuyện không có át cản, mặc dù Diệp lão không so đo, nhưng nói lung tung luôn luôn không tốt, đương nhiên Chân Thuần cũng không có có tâm lý không công bằng, nàng đối Hứa Thuần Lương cái này biểu ca là tương đương sùng bái. Nhìn thấy Hứa Gia Hiên đổi quần áo đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hứa Thuần Lương đi qua, đã trễ thế như vậy đi chỗ nào? Hứa Gia Hiên nói, cơm ăn, bài cũng đánh, ta ra đi vòng vòng, chiếu cố lão bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói, lớn 15 người ta đều ở nhà đoàn viên, ai giống như ngươi không có nhà a? Hứa Gia Hiên nói, ta là cha ngươi, không tới phiên ngươi quản ta. Thanh âm hơi lớn một điểm, kết quả bị Hứa Trường Thiện nghe được, Gia Hiên, ta là cha ngươi, ta có thể hay không quản ngươi. Hứa Gia Hiên trong lòng tự nhủ cái này lão cha thật sự là tà dị, càng già lỗ tai càng linh, cách thật xa như vậy thế mà đều bị hắn nghe được. Tranh thủ thời gian cười theo nói, ta cũng không muốn ra ngoài, nhưng một vị lão bằng hữu hẹn ta, đoán chừng người ta gặp được việc khó. Hứa Thuần Lương biết hắn đang nói láo, Hứa Gia Hiên tại Đông Châu sớm cũng không có cái gì bằng hữu, nếu như nói cứng có, đoán chừng chính là bạn gái, Đường Minh Mị hẳn là tính một cái. Hắn sẽ không phải là dành thời gian đi cùng Đường Minh Mị u sẽ đi à. Hứa Trường Thiện khoát tay áo để hắn nhanh đi mau trở về. Hứa Gia Hiên lại tìm Hứa Thuần Lương cho mượn hơi chìa khóa xe, Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được hắn đêm nay không uống rượu, xem ra hắn đêm nay đi ra ngoài tuyệt không phải đột phát sự kiện, mà là trong kế hoạch sự tình. Hứa Thuần Lương cũng không có cự tuyệt, tướng hơi chìa khóa xe giao cho Hứa Gia Hiên. Hứa Gia Hiên bên này vừa đi, Hứa Trường Thiện liền đem cháu trai kêu đến, thấp giọng căn dặn, để hắn theo sau, nhìn xem Hứa Gia Hiên đi địa phương nào, gặp người nào. Xem ra chẳng những là Hứa Thuần Lương đối cái này lão cha không yên tâm, Hứa Trường Thiện đối đứa con trai này cũng rất không yên lòng. Hứa Thuần Lương chiếc này Cayenne có GPS định vị công năng, xe là mẹ, thiết bị cũng là lão mụ trang, bất quá Phùng Minh Quân tại đem xe cho hắn dùng lúc sau đã nói rõ. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút cũng không có tướng trang bị dỡ bỏ rơi, dù sao về sau làm chuyện xấu thời điểm tuyển cái khác phương tiện giao thông chính là, không nghĩ tới hôm nay thế mà có đất dụng võ, không phải lấy Hứa Gia Hiên phản cuối cùng có thể lực, mình căn bản không thể nào tìm tới hắn. Hứa Thuần Lương uống rượu, đi ra ngoài đánh chiếc xe, một chốc lát này, nhìn thấy chiếc kia Cayenne đã chạy bên trên Nam Tam Hoàn cao cái, từ hành xử phương hướng đến xem hẳn là hướng khu vực mới đi. Hứa Thuần Lương để lái xe hướng khu vực mới mở, bọn hắn cao hơn cái về sau, mục tiêu đã dừng ở thị trung tâm hành chính. Hứa Thuần Lương nghĩ khởi trên xe của mình có giấy thông hành, chẳng lẽ lão Hứa lợi dụng chương này giấy thông hành trực tiếp lái vào thị trung tâm hành chính, hắn đến đó làm gì? Hứa Thuần Lương trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, tin tưởng lão Hứa sẽ không làm nguy hại xã hội sự tình. Lái xe đem hắn đưa đến phụ cận, đạo này rào chắn mặc dù ngăn không được Hứa Thuần Lương. Nhưng hắn cũng không cần thiết làm loại chuyện này, xuyên thấu qua lan can sắt, ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong cũng không có mình chiếc kia Cayenne xe, ấn lý nói định vị hẳn là phi thường chuẩn xác, sẽ không trách đi quá lớn khoảng cách. Hứa Thuần Lương cân nhắc đến một cái lớn nhất khả năng, đó chính là lão Hứa phát hiện trong xe GPS định vị nghi, tìm tới cũng dỡ bỏ, sau đó tướng trang bị cho ném tới trung tâm hành chính bên trong, lão hồ ly này. Ngay tại Hứa Thuần Lương dự định lúc trở về, chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn cùng Hứa Gia Hiên đã từng cùng đi qua khu vực mới, lần kia vẫn là vì đưa Tô Tình. Hắn quyết định đi Tô Tình trong nhà nhìn xem, kỳ thật Hứa Thuần Lương hôm nay liên lạc qua Tô Tình. Tô Tình một người tại Nam Giang, càng là tại ngày lễ trong lúc đó càng dễ dàng cảm thấy cô đơn, cho nên Hứa Thuần Lương chủ động ân cần thăm hỏi một tiếng, đương nhiên hắn cũng thăm hỏi Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hoa Trục Nguyệt. Tô Tình cư xá ngay tại trung tâm hành chính trách đối diện, Hứa Thuần Lương đi bộ đi vào cư xá, hắn đến qua nhiều lần. Sớm đã xe nhẹ đường quen, đi không có mấy bước liền phát hiện mình Cayenne liền dừng ở ven đường. Hứa Thuần Lương thầm than, Hứa Gia Hiên a Hứa Gia Hiên, ngươi thật là đủ năng lực, lớn 15 không ở trong nhà đoàn viên, chạy nơi này tới canh chừng sao, chẳng lẽ lại liền bạn gái của ta đều ghi nhớ. Nếu thật là như thế, ngươi coi như quá cặn bã. Hứa Thuần Lương lặng lẽ đi vào bên cạnh xe, hướng bên trong liếc một cái,
bên trong không ai, hắn đang chuẩn bị đi Tô Tình dưới lầu nhìn xem thời điểm, cảm giác có người sau lưng tới gần, Hứa Thuần Lương xuất thủ như thiểm điện, một phát bắt được đối phương cánh tay, một cái tay khác tướng thân thể của đối phương ép trên xe. Tới gần Hứa Thuần Lương người là Hứa Gia Hiên, hắn không nghĩ tới nhi tử xuất thủ như thế lưu loát, hắn cái này chuyên nghiệp huấn luyện lão thủ vậy mà không có hoàn thủ cơ hội, cổ họng bị Hứa Thuần Lương hữu lực cánh tay đè ở, Hứa Gia Hiên kém chút không có bị hắn ép tới ngạt thở đi qua, còn tốt Hứa Thuần Lương nhận ra hắn kịp thời đem hắn đem thả mở. Hứa Gia Hiên thấp giọng ho khan hai tiếng, khom lưng thở hổn hển hai cái, mắng, hỗn tiểu tử, người muốn mưu sát cha ruột a? Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngươi lén lén lút lút. Hứa Gia Hiên che lấy cổ nói, ngươi còn có mặt mũi nói, rõ ràng là ngươi theo dõi ta. Lúc này có người qua đường trải qua, Hứa Gia Hiên ra hiệu lên xe hẳng nói. Hai người lên xe. Hứa Thuần Lương tiếp cận Hứa Gia Hiên, Hứa Gia Hiên nói, đừng nhìn ta như vậy. Hứa Thuần Lương nói một chút, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Hứa Gia Hiên nói, tiểu tử ngươi đừng không đem ta hướng chỗ tốt muốn. Ta đem ngươi hướng chỗ nào suy nghĩ? Hứa Gia Hiên mắng một câu, ta mẹ nó không phải Đường Minh Hoàng, ngươi cũng không phải Thọ Vương. Nói đến đây, hắn nhịn không được bật cười. Hứa Thuần Lương cũng cười, ngươi cũng đừng cùng ta gấp, là Gia Gia không yên lòng ngươi, để cho ta cùng Gia đến xem, nghĩ không ra lão hổ ly quá giảo hoạt, thế mà đem định vị nhi phá hủy, xem ra ngươi đối ta khuyết thiếu tín nhiệm a. Hứa Gia Hiên nói, ta không phải không tín nhiệm ngươi, là không tín nhiệm nữ nhân kia. Xe này là nàng đưa cho ngươi, chịu chắc chắn lúc phía trên động tay chân, ta đơn giản lục soát một chút, đem định vị nhi phá hủy, trực tiếp ném vào thị trung tâm hành chính, vốn cho rằng tiểu tử ngươi muốn bị ta cho bày một đạo, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi thế mà tìm tới đây rồi, bắt đầu ta cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh, nhưng về sau ta một suy nghĩ, ngươi hỗn tiểu tử này là chất vấn nhân phẩm của ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, nói, tới đây đến cùng muốn làm gì? Hứa Gia Hiên nói, ngươi nhìn, tiện tay đưa cho Hứa Thuần Lương một con vi hình kính viễn vọng. Hứa Thuần Lương không có nhận, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, từ vị trí phán đoán, hắn chỉ hẳn là Tô Tình nhà, mặc dù màn cửa đều kéo, nhưng là bằng vào Hứa Thuần Lương thị lực, vẫn bắt được màn cửa khe hở bên trong lộ ra tia sáng. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Tô Tình người tại Nam Giang, phụ thân nàng mất tích đã có một đoạn thời gian rất dài, làm sao trong nhà sẽ còn đèn sáng. Hứa Gia Hiên kinh ngạc tại tiểu tử này thị lực mạnh, thấp giọng nói, có người tiềm nhập trong nhà nàng tìm đồ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, làm sao người biết, kỳ thật Tô Tình trong nhà tao ngộ trộm cướp cũng không phải lần đầu tiên, vì thế Hứa Thuần Lương còn chuyên môn giúp nàng tăng cường phòng trộm biện pháp, xem ra không có đưa đến cái tác dụng gì. Hứa Thuần Lương nói, ta đi xem một chút. Hứa Gia Hiên lắc đầu nói, không cần thiết, ngươi chỉ coi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hắn ra hiệu Hứa Thuần Lương đừng nói chuyện. Bởi vì đèn trong phòng dập tắt. Cũng không lâu lắm, có mấy người đi tới, mượn đèn đường quang mang, Hứa Thuần Lương nhận ra một cái trong đó, lại là Lưu Hải Dư. Các loại đám người kia đi xa, Hứa Gia Hiên thấp giọng nói, người gặp qua sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta có thể đuổi theo cùng bọn hắn nhận thức một chút. Không cần phải vậy, hôm nay là Tết Trung Thu chém chém giết giết điểm xấu. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hứa Gia Hiên. Hứa Gia Hiên từ trong ánh mắt của hắn đã nhận ra hoài nghi đối với mình, thở dài nói, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Loại nào ánh mắt? Hứa Gia Hiên nói, ngươi hoài nghi ta cùng bọn hắn là cùng một bọn. Hứa Thuần Lương ha ha cười một tiếng, đều là ngươi nói, ta thế nào cảm giác ngươi có chút có tật giật mình đâu. Hứa Gia Hiên cũng ha ha cười một tiếng, ta nếu là tặc ngươi chính là tặc tử, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không tốt với ta điểm. Ta là ngươi cha ruột a. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia cũng là ngươi cha ruột, ngươi thế nào không đối tốt với hắn điểm. Cái này gọi trên làm dưới theo, chờ ngươi già rồi, ta cũng mặc kệ ngươi, ngoại trừ hai đại ngày lễ, bình thường ta đều chẳng muốn gặp ngươi. Hứa Gia Hiên nói, tùy tiện, con người của ta khai sáng vô cùng, ta mặc dù sinh ngươi nhưng là ta không có trông cậy vào qua ngươi nuôi ta một người ăn no cả nhà không đói bụng, tự tại cực kỳ. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, cầm lấy xem xét là Tô Tình. Hứa Gia Hiên dùng khóe mắt quét nhìn lướt qua điện thoại di động của hắn màn hình, không khỏi nhếch miệng. Hứa Thuần Lương nhận nghe điện thoại, làm sao? Nhớ ta? Tô Tình tại đầu bên kia điện thoại ừ một tiếng, ôn nhu nói, ta liền muốn nghe xem thanh âm của ngươi. Lần trước cử châu địa chấn sự tình cho nàng mang đến không nhỏ ảnh hưởng,
mắt thấy đồng sự tử vong, Tô Tình cảm thán nhân sinh không thường, rời đi Cửu Châu về sau, nàng trong khoảng thời gian này đều đang điều chỉnh tâm lý trạng thái, cũng chuyên môn tìm bác sĩ tâm lý, nhưng hiệu quả không lớn, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mất ngủ. Tô Tình cũng không tướng tình huống của mình nói cho Hứa Thuần Lương, nàng phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương muốn giúp đỡ xử lý Diệp Sương Nguyên hậu sự, mà lại Hứa Thuần Lương lại đứng trước trong công tác điều chỉnh. Hai người trong khoảng thời gian này liền không có cơ hội gặp mặt, hôm nay là Trung Thu, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, Tô Tình có thể nghĩ tới người cũng chỉ có phụ thân cùng Hứa Thuần Lương, một cái tin tức hoàn toàn không có, còn có một cái mặc dù biết hắn người ở phương nào, nhưng hiện thực lại quyết định mình cùng hắn lại không cách nào gặp nhau. Hứa Thuần Lương nói, ta đều để ngươi trở về cùng chúng ta cùng một chỗ qua lễ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tô Tình nói, các ngươi người một nhà bao quanh tròn trịa, ta một ngoại nhân đi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng ta làm gì khách khí? Người nhà ta đều rất thích ngươi. Tô Tình nói, vẫn là không tốt, ta không có chuyện gì, ngươi bồi người trong nhà đi, giúp ta cho nhà ngươi bên trong mang cái tốt. Nàng nói xong cấp tốc đã cúp điện thoại. Hứa Gia Hiên từ đầu đến cuối chi cạnh lỗ tai nghe. Hứa Thuần Lương nói, nghe đủ chưa? Hứa Gia Hiên cười nói, ta đối với người hống nữ hài tử không có hứng thú, bất quá người phương diện này hỏa hầu không quá đủ a. Hứa Thuần Lương nói, ta hỏa hầu không đủ. Hứa Gia Hiên nói, ta không là cố ý nghe, dù sao mơ mơ hồ hồ nghe một điểm, người thật giống như không nắm chắc được trọng điểm. Hứa Thuần Lương híp mắt lại nhìn qua lão Hứa. Tại tình cảm phương diện mình so với hắn tự hiểu rõ, đương nhiên đây chỉ là Hứa Thuần Lương mình cho rằng. Hứa Gia Hiên nói, không phục a, vậy ta đánh với người cái cược, Tô Tình bây giờ đang ở Đông Châu, người tin hay không? Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, hắn vừa rồi đã cảm thấy Tô Tình là lạ, nhưng là hắn không có nghĩ tới phương diện này, nhưng lão Hứa kiểu nói này, hắn lập tức như là thể hồ quán đỉnh, hồ đồ a, Tô Tình 89 phần 10 là trở lại Đông Châu. Hứa Thuần Lương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút Tô Tình nhà cửa sổ, hiện tại người đi, bên trong đen kịt một màu, lại đưa ánh mắt về phía Hứa Gia Hiên nói, người có phải hay không nhìn thấy nàng. Hứa Gia Hiên thở dài nói, ta liền nói người tiểu tử không có đem ta hướng chỗ tốt nghĩ, Tô Tình hiện tại tình huống như thế nào, hôm nay ngày gì. Nam Giang đến Đông Châu ngồi đường sắt cao tốc cũng liền hơn một giờ, người phải học được đổi vị suy nghĩ, dạng này thời gian, một mình ngươi lẻ loi hiu quạnh. Có phải hay không nghĩ cách người thích nhất người càng gần càng tốt, càng là yêu một người càng là không muốn đánh nhiễu cuộc sống của hắn. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hứa Gia Hiên, lúc này đáy lòng đã bắt đầu chịu phục, kinh nghiệm phong phú a. Hứa Gia Hiên nói nhảm, ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều. Hứa Thuần Lương nói, thành thật khai báo, ngoại trừ mẹ ta, người tai họa nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Hứa Gia Hiên dở khóc dở cười nói, ta nhưng thật ra là cái có điểm mấu chốt người. Hứa Thuần Lương nhìn một chút điện thoại, Hứa Gia Hiên đề nghị, nếu không ta giúp ngươi điều tra thêm nàng ở nơi nào. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Gia Hiên chỉ ngoài xe, Hứa Thuần Lương minh bạch đây là muốn mình ra tránh đi, lần này hắn thành thật thật nghe lời, dù sao có việc cầu người. Hứa Thuần Lương xuống xe đi cách đó không xa cư xá vườn hoa ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, lão Hứa đêm nay sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây, Lưu Hải Dư hẳn là cùng hắn một cái hệ thống. Chưa chừng vẫn là thuộc hạ của hắn, bọn họ chằm chằm Tô Tình làm gì. Tô Tình khẳng định không ở nhà, bọn hắn thừa dịp lúc này tới, nên là đối Tô Tình đồ trong nhà có hứng thú, trước đây liền phát sinh qua có người chui vào Tô gia tiền lệ, đồng dạng mục tiêu của đối phương cũng không phải Tô Tình, lớn nhất khả năng chính là đã mất tích Tô Thiên Vũ hẳn là lưu lại một chút trọng yếu đồ vật. Trong vòng 5 phút đồng hồ Hứa Gia Hiên liền tra được Tô Tình vị trí. Trước mắt Tô Tình ngay tại Khải Việt khách sạn 55 tầng quán bar. Hứa Gia Hiên người tốt làm đến cùng, tự mình đem Hứa Thuần Lương cho đưa đến lúc đó, Hứa Thuần Lương xuống xe trước đó thúc giục hắn về sớm một chút. Hứa Gia Hiên nói, ngươi sẽ không phải đêm không về ngủ à? Lão gia tử hỏi ngươi ta nói thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ngươi yên tâm đi, ta rất trễ đều sẽ trở về. Hứa Gia Hiên cười nói, còn không bằng không quay về đâu, như vậy đi. Ta cùng ra ra ngươi nói, mẹ ruột ngươi tới, đêm nay ngươi theo nàng ở. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, gừng càng già càng cay, cái này lấy cớ hoàn mỹ, bất quá lão Hứa làm sao lại nhận định mình đêm nay sẽ không trở về. Hứa Gia Hiên đưa cho hắn một hộp bánh trung thu, mang lên, cùng một chỗ ăn bánh trung thu mới gọi viên mãn. Cảm ơn a, người ở đâu ra bánh trung thu? Hứa Thuần Lương có chút hiếu kỳ.
Hứa Gia Hiên cười thần bí, từ ngươi dương phía sau cầm. Hứa Thuần Lương đi thang máy lên 55 lâu, đi vào nhà này tên là Vân Trung Mạn Bộ quán ba người không nhiều, cho nên hắn cũng không có hoa phí quá lớn công phu đã tìm được Tô Tình. Tô Tình ngồi tại gần cửa sổ nơi hẻo lánh, trước mặt một chiếc ngọn nến, một ly rượu đỏ, yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ Đông Châu cảnh đêm, 10 giờ tối, trong bầu trời đêm dâng lên một vòng kim hoàng sắc trăng tròn, tại cái này toàn ra sung sướng thời điểm, giống nàng dạng này cô độc ngắm trăng người vốn cũng không nhiều. Ánh đèn mờ nhạt, chính như Tô Tình giờ phút này thất lạc tâm tình, nàng cho Hứa Thuần Lương gọi một cú điện thoại, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không có phát giác được tâm tình của nàng, có lẽ hẳn là nói cho hắn biết mình ngay tại Đông Châu, thế nhưng là nàng lại không muốn đánh nhiễu Hứa Thuần Lương cùng người nhà đoàn tụ, nhắm lại hai con ngươi trong đầu hiện ra Hứa Thuần Lương nụ cười ấm áp, Tô Tình cảm thấy trái tim bỗng nhiên chua một chút, hai hàng nước mắt rơi xuống. Mở ra hai con ngươi, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một cái quen thuộc hình dáng. Tô Tình còn cho là mình xuất hiện ảo giác, cuống quýt đi tìm cầm khăn tay. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tô Tình nghe được Hứa Thuần Lương thanh âm, Hứa Thuần Lương tướng khăn tay đưa tới trong tay nàng khóc. Chán ghét ngươi, đi ra á. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở tại nàng đối diện ngồi xuống, ta lúc đầu cảm thấy ngàn dặm chung thiền quyên đủ lãng mạn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là chung cắt cửa phía tây nến tới thân mật. Tô Tình đem nước mắt lau sạch sẽ. Làm sao cũng không nghĩ đến con hàng này sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt mình, có chút xấu hổ, bất quá càng nhiều hơn chính là vui vẻ, đưa tay tại Hứa Thuần Lương trên cánh tay vặn một hạ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hứa Thuần Lương nói, người thế nào của ta a? Hắn hít mũi một cái nói, nghe người hương vị ta lại tới. Không có đứng đắn, ngươi nói, ngươi có phải hay không theo dõi ta rồi? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ có người theo dõi ngươi, khẳng định không phải ta. Hắn lắc đầu nói, tâm linh cảm ứng, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta liền biết ngươi khẳng định về Đông Châu. Vừa rồi trong điện thoại đều không nói. Hứa Thuần Lương nói, chính là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hổ thẹn, tại phòng lòng dạ đàn bà phương diệt, mình so với lão cha vẫn là phải kém hơn một chút hỏa hầu, nếu như không phải hắn nhắc nhở, chỉ sợ đêm nay Tô Tình liền muốn cô đơn ngắm trăng, lấy nước mắt rửa mặt. Một đoạn thời gian không gặp Tô Tình. Nàng gầy rất nhiều, Hứa Thuần Lương ánh mắt từ nàng gương mặt xinh đẹp hướng xuống tuần sát, rõ ràng không bằng đi qua thẳng tắp, Hứa Thuần Lương có chút đau lòng, ôn nhu nói, gầy không ít. Tô Tình không có nói ra gầy gò nguyên nhân thực sự, chỉ là cười cười. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không cử châu sự tình đem ngươi cho dọa? Tô Tình nói, không phải, chủ yếu là nghề nghiệp duyên cớ, gầy đốt kính đẹp mắt. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được ngươi không phải muốn từ chức sao? Tô Tình nói, cân nhắc qua, bất quá ta cẩn thận nghĩ nghĩ, không thể bây giờ rời đi, nếu không người khác sẽ nói ta biết khó mà lui, ta không muốn làm đào binh. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, bắt lấy Tô Tình hai tay, cảm giác tay của nàng có chút lạnh. Tô Tình tùy ý hắn cầm mình tay, gương mặt xinh đẹp bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, nhỏ giọng nói, Thuần Lương, có thể nhìn thấy người ta đã rất vui vẻ, người vẫn là nhanh lên trở về đi, hôm nay là Trung Thu, người hẳn là hầu ở nhà bên người thân. Một, Hứa Thuần Lương nói, đã bồi qua, ta cũng đã cùng bọn hắn nói qua, ta đêm nay ra đi theo ta mẹ. Hai, Tô Tình mở to hai con ngươi, lập tức minh bạch hắn ý tứ, có chút thẹn thùng cau mũi một cái, ngươi lại còn nói láo. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là ăn ngay nói thật, người trong nhà khẳng định cho rằng hai ta đêm nay cái kia. Con hàng này thiếu dung tràn đầy khát vọng, tựa như là một đầu lão sói xám để mắt tới con cừu nhỏ. Tô Tình cắn cắn môi anh đào, người vẫn là trở về đi, ta. Ta đêm nay thân thể, không tiện. Năm, lần này đến phiên Hứa Thuần Lương nháy mắt, nếu như nói hắn không có hướng sự kiện kia suy nghĩ là không thể nào, nhưng là hắn phát hiện hai người bọn họ ở giữa thật đúng là có điểm trời xui đất khiến. Nhiều lần, mỗi lần thời cơ đều không khác mấy, nhưng đến Lâm Môn một cước không phải nơi này mắc lỗi chính là chỗ đó xảy ra vấn đề. Hôm nay mình chuẩn bị xong, Tô Tình bên kia lại giải quyết. Hai. Hứa Thuần Lương nhìn qua không trung vầng trăng sáng kia, cảm khái nói, xuân giang chiều nước liền biển bình, trên biển trăng sáng trung chiều sinh. Không trách người cũng không oán ta, đều là mặt trăng gây họa. Tô Tình bị hắn biểu lộ cảm xúc thơ đọc diễn cảm làm cho tức cười, nói khẽ Trương Nhược Hư nếu là biết hắn xuân sông hoa nguyệt đêm, bị ngươi như thế khinh nhờn, chỉ sợ liền vách quan tài đều ép không được. Hứa Thuần Lương nói, đây càng chứng minh người ta bài thơ này viết tốt. Hừ.
ngươi rõ ràng là bẻ cong thi nhân ý tứ. Ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải ý tứ này, có lẽ lúc ấy hắn cũng tao ngộ giống như ta thống khổ. Tô Tình nói, ngươi không sợ hắn từ dưới đất leo ra tìm ngươi. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì tốt sợ, hắn thực có can đảm leo ra, ta liền miễn phí cho hắn trở về, hỏa táng chàng ta có người quen. Tô Tình lườm hắn một cái, hỏa táng chàng có người quen không nổi a, ngươi có phải hay không sợ người khác không biết ngươi đi cục dân chính. Hứa Thuần Lương nói, cũng không đơn thuần là hỏa táng chàng có người quen, dân chính phạm vi bên trong ta đều có quan hệ, về sau quyên tiền hiến ái tâm cái gì một mực tìm ta, ta cho ngươi mở lục sắc thông đạo. Hứa Thuần Lương vốn là muốn nói kiểm tra sức khỏe kết hôn tới, nhưng cái này trò đùa không thể loạn mở, vạn nhất Tô Tình tưởng thật, cho là mình là ám chỉ phải hướng nàng cầu hôn làm sao bây giờ. Không phải Hứa Thuần Lương không thích Tô Tình, mà là con hàng này ý chí rộng lớn, trong bụng chứa cũng không phải một chiếc thuyền nhỏ. Muốn cho mỗi con thuyền đều thông suốt, kia nhất định phải làm tốt điều hành công việc. 3. Tô Tình chính muốn nói cái gì, phục vụ viên đi tới đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ, Tô Tình mượn ánh đèn nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, nàng vô ý thức hướng chung quanh nhìn qua, bất quá lập tức ý thức được phản ứng của mình có chút khác thường, khả năng đều bị Hứa Thuần Lương xem ở trong mắt. Hứa Thuần Lương lờ mờ nhìn thấy trên tờ giấy vẽ đầy ký hiệu, hắn không biết. Nội tâm suy đoán khả năng những ký hiệu này đại biểu cho đặc thù nào đó ý nghĩa. Hứa Thuần Lương không có đoán sai, Tô Tình nhìn thấy tờ giấy này là Morse mã điện báo, vẫn là nàng khi còn bé, phụ thân Tô Thiên Vũ dạy cho nàng dùng Morse mã điện báo tiến hành giao lưu, mò từ điện lại dịch là mật mã Morse, là một chồng lúc thông lúc đoạn tín hiệu dấu hiệu, thông qua khác biệt sắp xếp trình tự để diễn tả khác biệt kiểu chữ tiếng Anh, số lượng cùng dấu chấm câu, là lúc đầu kỹ thuật số hóa thông tin hình thức. Tại đương kim thời đại có thể xem hiểu Morse mã điện báo người đã không nhiều lắm, đừng nhìn Hứa Thuần Lương có thể xem hiểu giáp cốt văn, có thể đối cái đồ chơi này hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tình xem hết, đứng lên nói, ta đi cái toilet. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ánh mắt lặng yên hướng bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện có người khả nghi tại. Tô Tình tiến về toilet trên đường cũng đang quan sát trong quán rượu khách nhân, nàng có thể kết luận tờ giấy kia là phụ thân để cho người ta chuyển giao cho nàng. Tờ giấy nội dung chủ yếu là nhắc nhở nàng muốn cùng Hứa Thuần Lương bảo trì cách cách, nữ hài tử dù là lại thích một người cũng không nên tùy tiện đem mình giao cho đối phương, không phải sẽ làm cho đối phương coi thường mình, sẽ làm cho đối phương người nhà xem thường. Tô Tình không có tìm được phụ thân thân ảnh, nàng đi toilet tướng tờ giấy xé nát, sau đó ném vào bồn cầu tự hoại, vọt lên sạch sẽ. Nội tâm của nàng đã kích động lại thẹn thùng, nếu như không phải đêm nay vừa vặn tới tình huống, chỉ sợ mình sẽ không cự tuyệt Hứa Thuần Lương. Mặc dù nàng từ không lo lắng Hứa Thuần Lương lại bởi vậy mà coi thường mình, nhưng là phụ thân nhắc nhở cũng làm cho tình cảm của nàng trở về lý trí. Đúng vậy a, không thể để Hứa Thuần Lương người nhà xem thường mình, nếu như đêm nay Hứa Thuần Lương cả đêm không về, như vậy Hứa gia nhân biết sau sẽ nghĩ như thế nào. 1. Từ tờ giấy này cũng có thể suy đoán ra, phụ thân không có bỏ xuống mình, thậm chí hắn không có đi xa, từ đầu đến cuối đều đang yên lặng chú ý nàng. Nhớ tới phụ thân. Tô Tình kềm nén không được nữa trong lòng tình cảm, nước mắt lã chã mà rơi, trong lòng một mực lo lắng lấy phụ thân, cũng biết phụ thân nhất định là ra ngoài bất đắc dĩ nguyên nhân mới chọn rời đi. Hứa Thuần Lương đem vừa mới phục vụ viên kia gọi đi qua, thấp giọng hỏi, mới vừa rồi là ai bảo ngươi đưa tờ giấy tới? Phục vụ viên cười cười, ta có quyền là khách nhân bảo thủ bí mật. Hứa Thuần Lương từ trong túi móc ra 200 khối đặt lên bàn, hiện tại giống hắn dạng này mang tiền mặt khách nhân cũng không nhiều. Phục vụ viên dùng khóe mắt hét lên tả hữu, nhanh nhẹn đem 200 khối quất tới, Hứa Thuần Lương dùng một cây ngón tay ngăn chặn tiền mặt một góc, hướng hắn đưa cái ánh mắt. Phục vụ viên thấp giọng nói, một người mặc đồng phục an ninh nam nhân. Trong lòng thầm nghĩ, người này không thấy thỏ không thả chim ưng, giữa người và người liền điểm ấy tín nhiệm cũng không có. Hứa Thuần Lương lỏng ngón tay ra, phục vụ viên cấp tốc tướng 200 khối rút đi về, dùng tựa như nước chảy mây trôi động tác chứa vào mình túi quần. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, trong lòng thầm nghĩ, sẽ là ai chứ? Trong lòng của hắn kỳ thật đã có một thứ đại khái đối tượng. Đợi vài phút vẫn không thấy Tô Tình trở về, Hứa Thuần Lương quyết định đi toilet nhìn xem, đi vào toilet trước, không nhìn thấy Tô Tình, Hứa Thuần Lương chuẩn bị tiến vào toilet nam thời điểm, một người đàn ông tuổi trung niên cùng hắn gặp thoáng qua, Hứa Thuần Lương đi vài bước, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, quay người hướng tên nam tử kia nói, này! Lão Tô, tên nam tử kia không nói một lời, hướng quầy rượu đại môn đi đến.
Hứa Thuần Lương đuổi đi theo sát, nam tử rời đi quán ba đại môn lập tức phóng tới thang máy phương hướng, Hứa Thuần Lương tại phía sau hắn hô lớn, ngươi chờ một chút. Trung niên nhân không có tiến về thang máy, mà là vọt thẳng vào bên cạnh đường hầm khẩn cấp, lựa chọn bước bậc thang là cực kỳ sáng suốt quyết định, bởi vì thang máy cần chờ đợi thời gian. Hứa Thuần Lương quyết định xem rõ ngọn ngành, nhanh chân đuổi theo, đẩy ra còn chưa hoàn toàn quan bế lối thoát hiểm. Nam tử trung niên không có lựa chọn chuyến về, mà là hướng lên tiếp tục leo lên. Khải Việt cao ốc tổng cao 58 tầng, bọn hắn hiện tại đang ở tại 55 tầng, nói cách khác lại hướng lên 3 tầng đã đến mái nhà. Trung niên nhân leo lầu tốc độ đã rất nhanh, nhưng là cùng Hứa Thuần Lương so ra vẫn cư tại hạ phong, nghe được không ngừng tiếp cận tiếng bước chân, trung niên nhân âm thầm kinh hãi, nếu như lầu này tầng lại cao hơn bên trên 2 tầng, chỉ sợ từ mình liền bị hắn đuổi kịp. Trung niên nhân rốt cục vẫn là đoạt trước một bước bò tới sân thượng, hắn chờ tay tướng cửa chống lửa đóng lại, từ bên ngoài dùng sớm đã chuẩn bị xong khối gỗ vuông chống đỡ. Hứa Thuần Lương đi vào cửa chống lửa trước, lần thứ nhất không thể đem cửa phòng đẩy ra, hắn nhấc chân liền đạp tới, chống đỡ cửa phòng khối gỗ vuông tại cửa cùng xi măng đôn song trọng tác dụng dưới từ đó bẻ gãy. Hứa Thuần Lương đẩy ra cửa chống lửa đi vào trên sân thượng, quấn quá to lớn điều hòa không khí tổ máy. Nhìn thấy kia người đàn ông tuổi trung niên liền lưng hướng về phía hắn đứng tại sân thượng tường bảo hộ biên giới. Hứa Thuần Lương lớn tiếng nói, uy, đừng chạy, người không đường có thể trốn. Nam tử trung niên thanh âm khàn khàn trầm thấp, ai nói ta muốn chạy trốn. Hứa Thuần Lương nói, 58 tầng, đủ cao, té xuống thịt nát xương tan, chết không toàn thây a. Người đây là cho ta trung thu chúc phúc sao? Hứa Thuần Lương ý đồ từ thanh âm của đối phương cùng ngữ điệu bên trong phân rõ thân phận của hắn, nhưng cho dù là giúp Tô Thiên Vũ chữa bệnh trong lúc đó, hắn cũng không có làm sao hảo hảo nói chuyện qua. Thay lời khác tới nói, Hứa Thuần Lương đối Tô Thiên Vũ thanh âm là rất chưa quen thuộc, từ thân hình cũng không dễ phán đoán. Lúc ấy Tô Thiên Vũ bởi vì trường kỳ tê liệt, dáng người cồng kềnh, mà lại Hứa Thuần Lương gặp hắn không là đang ngồi chính là nằm, hiện tại người trung niên này đứng đấy, dáng người rất tốt, dáng người thẳng. Hứa Thuần Lương nói, lão Tô A. Nam tử trung niên vẫn không quay đầu lại, đón gió đứng tại sân thượng nơi hẻo lánh, đầu có chút ngóc lên, tựa hồ đang thưởng thức trên bầu trời vầng trăng sáng kia, ánh trăng vừa vặn, trong sáng như ngọc, dạng này dưới ánh trăng lại ngay tại bên trên diễn vừa ra im ắng tranh đấu. Ta không họ Tô, ta cũng không biết ngươi. Hứa Thuần Lương nói, vậy sao ngươi không dám quay người trở lại? Lo lắng bị ta nhận ra sao? Nam tử trung niên ha ha nở nụ cười, hắn làm sao có thể nghe không ra Hứa Thuần Lương tại dùng phép khích tướng, hắn chậm rãi xoay người lại, trên mặt của hắn mang theo một trương thằng hề mặt nạ. Hứa Thuần Lương có chút sở khóc sở cười, đối phương cuối cùng vẫn là không dám lấy chân diện mục gặp người. Hứa Thuần Lương nói, ta biết ngươi là ai, đã không yên lòng cũng không cần mang cho nàng nhiều như vậy phiền phức. Nam tử trung niên nói, hẳn là cách xa nàng điểm chính là ngươi. Hứa Thuần Lương hướng hắn chậm rãi tới gần, xuống tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hắn đã nhận định nam tử này chính là Tô Thiên Vũ. Nam tử trung niên lắc đầu, bỗng nhiên từ bên hông móc ra một cây súng lục, nhắm chuẩn Hứa Thuần Lương bóp cò. Hứa Thuần Lương giật nảy mình, không đến mức đi, ta liền cùng ngươi khuê nữ đàm cái tình nói yêu, cái này chạm nỗi đau vải ngược của ngươi, ngươi liền muốn giết người diệt khẩu. Hứa Thuần Lương cuống quýt trốn tránh, chớ nhìn hắn thần công tiểu thành, cũng không dám tùy tiện cùng đạn chống lại. Họng súng thoát ra không phải đạn mà là ngọn lửa, nam tử trung niên chỉ là xuất ra cái bật lửa tới dọa Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương sợ bóng sợ gió một trận, lại nhìn trung niên nam tử kia, hướng hắn phất phất tay, nhưng sau đó xoay người hướng dưới lầu nhảy xuống. Hứa Thuần Lương có chút mộng, 58 tầng A, người này thật không muốn sống. Hứa Thuần Lương trước tiên vào tới sân thượng biên giới, nhìn xuống dưới. Đã thấy trung niên nam tử kia cùng bức tường thẳng đứng, dọc theo Khải Việt pha lê màn tường hướng phía dưới chạy vội, như dẫm trên đất bằng. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, chứ không phải mình hoa mắt đi, lại nhìn nam tử kia sau lưng có một cây dây kéo cùng lâu thể nơi nào đó tương liên, khó trách hắn sao mà to gan như vậy, nguyên lai là lợi dụng một loại nào đó chậm hàng khí. Hứa Thuần Lương nhìn chăm chú tìm kiếm, rất nhanh liền tại dưới thiên thai khoảng 3 mét địa phương thấy được đối phương dự đoán sắp xếp cẩn thận trang bị. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, 58 tầng, tiếp cận 200 mét độ cao, chẳng lẽ dây kéo chiều dài có thể duy trì? Hắn đang suy nghĩ có phải hay không phải bắt được dây kéo câu cá một dạng tướng trung niên nhân này hao đi lên. Trung niên nhân đã dừng bước lại tiến vào Khải Việt khách sạn nào đó cái gian phòng,
dây kéo chiều dài không cao hơn 50 mét. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút vẫn là không có đối thủ, đến một lần đối phương cũng không có làm ra nguy hại hành vi của mình, thứ hai cái này mang theo mặt nạ trung niên nhân 89 phần 10 chính là Tô Thiên Vũ, mình nếu là xuất thủ, vạn một sai lầm xuất hiện tử thương, đến lúc đó đối Tô Tình cũng không tiện bàn giao. 1. Trung niên nhân tiến vào mục tiêu gian phòng về sau, thu hồi dây kéo. Hứa Thuần Lương lắc đầu, từ bỏ tiếp tục truy tung suy nghĩ. Tô Tình đã quay trở về chỗ ngồi, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, nhịn không được nói, làm sao đi lâu như vậy. Hứa Thuần Lương nói, bụng có chút không thoải mái. Tô Tình ân cần nói, muốn không phải đi bệnh viện. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không sao, hiện tại tốt hơn nhiều. Tô Tình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, không còn sớm, ngươi trở về đi. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta lưu lại đi. Ngươi lưu lại làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta liền bồi cùng ngươi, cùng lắm thì có ngươi điểm lưu lượng. Tô Tình xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ,